tập 99 đối phương ngụy trang thân phận, dung mạo, động tác đều không giống bất luận đệ tử hạch tâm nào, không ép hắn, thi triển ra tuyệt chiêu hoặc bản lĩnh chân chính, muốn nhìn ra, gần như không có khả năng. Thật giống hacker tuyệt đỉnh, đi hack tài khoản một cá nhân, một chút áp lực cũng không có, khẳng định dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại, làm sao kiểm tra cũng không tra được, trừ khi có hacker cấp bậc tương đồng vây quét, lúc này mới có thể để hắn lưu lại sơ hở, cuối cùng dò ra thân phận cụ thể của đối phương. Ta rất biết điều trên đài kia, chiêu số chém giết tất cả đệ tử nội môn, giống như đập mũi không có gì khác nhau, một kiếm một cái, thỉnh thoảng hai cái, không có bất kỳ chiêu số gì mà nói, coi như nàng đối với tất cả đệ tử hạch tâm rõ như lòng bàn tay, cũng không cách nào nhận ra. Nhưng chúng ta không có cách nào tạo thành áp lực cho hắn. Lưu lộ kiệt cười khổ. Vương kiệm đông xông tới, cho rằng có thể ép sử dụng ra tuyệt chiêu, bị một kiếm chém đầu, bản thân xông tới, tại chỗ chém thành hai khúc, hai người bọn họ một cái xếp hàng thứ nhất, một cái bài danh thứ ba cũng không làm được, những người khác càng đừng hy vọng. Ngắn ngủi mấy phút, giết hơn 200 đệ tử nội môn, thở mạnh cũng không có. Dựa vào chiến thuật biển người, ép đối phương thi triển tuyệt chiêu khả năng không lớn. Dù sao tuyệt chiêu đối với chân khí cùng thể lực yêu cầu cực cao, giết tới cuối cùng, khẳng định sẽ hao hết lực lượng. Đến lúc đó, coi như để hắn thi triển, cũng không thi triển ra được. Ta thử một chút. Mắt sáng lên, Bạch Nguyễn Khanh lộ ra vẻ hưng phấn thân là đệ tử hạch tâm cháu gái một trong tam đại trưởng lão tuổi không lớn lắm nhưng lý giải kiếm đạo vô cùng cao thâm thanh niên trên đài một kiếm một cái đơn giản như bổ dưa thái rau nàng cũng có thể làm được nhưng thông thần điện phân phối thân thể này chân khí có hạn muốn giết nhiều người như vậy vẫn sừng sững không ngã liền không làm được nói cách khác gia hỏa trên đài có khả năng còn mạnh hơn nàng cao thủ như vậy làm chiến đấu cuồng nữ bạo long đương nhiên muốn tự thân ra tay thăm dò sư tỷ lưu lộ kiệt cùng vương kiệm đông nhìn nhau tràn đầy xấu hổ ngươi là đệ tử hạch tâm nhúng tay đệ tử nội môn tranh đấu một khi bị phát hiện đối phương có thể là đệ tử nội môn khổ tu nhiều người như vậy tới chiến đấu đã rất không công bằng còn tìm đệ tử hạch tâm tới bị phát hiện mặt của bọn hắn đặt chỗ nào mất mặt cũng sẽ mất chết ta dùng thông thần ngọc bài của ngươi chỉ cần hai người các ngươi không nói sẽ không có người biết bạch nguyễn khanh chặn lại không cần nói nhiều ta đi lên chỉ là thăm dò thoáng cái, ép hắn thi triển ra tuyệt chiêu, từ đó xác định thân phận. Chỉ cần xác định hắn không phải đệ tử hạch tâm, liền sẽ nhận thua. Sẽ không phá hoại đệ tử nội môn các ngươi chiến đấu. Đương nhiên, nếu xác định là đệ tử hạch tâm, sẽ trực tiếp động thủ giết, cũng không tính làm trái quy củ. Cái này, trần chờ một chút, lưu lộ kiệt không người, vậy làm phiền bạch sư tỷ. Đối phương nói không sai, đi lên chỉ là thăm dò, không hạ sát thủ mà nói, quả thực không tính trái quy tắc sư tỷ cẩn thận, kiếm tên này rất nhanh. Thấy xác định được, vương kiệm đông hạ giọng nói. Nhanh, ta không sợ nhất chính là nhanh. Nói thật cho các người biết, ta 5 tuổi, bạch phong gia gia liền truyền thụ cho ta trầm tuyết kiếm pháp. Trong tuyết luyện kiếm, hàng năm đều sẽ đi cực bóc một tháng tiến hành tôi luyện, cho tới bây giờ đã 15 năm, sớm đã tu luyện tới đại thành. Có kiếm pháp này, các ngươi cho rằng tốc độ của hắn, ta sẽ sợ hãi. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt của Bạch Nguyễn Khanh lộ ra ngạo khí tốc độ của đối phương rất nhanh nhưng đối với nhanh nàng am hiểu hơn nếu không cũng không có khả năng một chân đá nát chỗ hiểm của đệ tử hạch tâm đối phương còn không cách nào phản kháng trầm tuyết kiếm pháp biết thực lực của bạch nguyễn khanh rất mạnh tính tình còn nóng bỏng hơn dáng người nhưng cụ thể tu luyện kiếm pháp gì lại không hiểu rõ tình hình nghe được cái tên này ánh mắt của lưu lộ kiệt cùng vương kiệm đông đồng thời sáng lên trầm tuyết kiếm pháp ở trong tông môn tên tuổi lễ lừng là hơn 1.000 năm trước, một vị tiền bối ở trong tuyết rơi sáng lập ra, tu luyện tới cảnh giới tối cao, trong nháy mắt bông tuyết rơi, có thể xuất liên tục 6 kiếm, tước sạch 6 cạnh của bông tuyết. Bông tuyết không còn 6 cạnh, sẽ giống như tuyết cầu, tốc độ hạ xuống đương nhiên tăng tốc, lại không giống trước đó phất phới, nên tên là trầm tuyết, để tuyết rơi nặng. Tuyết rất nhẹ, một chút gió cũng có thể làm cho nó bay đi, xuất liên tục 6 kiếm. Không chỉ yêu cầu khống chế lực lượng tinh tế, tốc độ xuất kiếm cũng nghĩ mà biết loại kiếm pháp này tu luyện tới đại thành tốc độ lực khống chế ánh mắt đã đi đến cảnh giới bọn họ không thể lý giải sư tỷ tu luyện loại kiếm pháp này tới đại thành ta rất biết điều khẳng định không phải đối thủ lưu lộ kiệt lần nữa khom người vẻ mặt chân thành còn xin sư tỷ thăm dò ra thân phận của hắn liền dừng tay để đệ tử nội môn chúng ta chém giết hắn bất kể nói thế nào đối phương cũng là khiêu chiến đệ tử nội môn vũ nhục nhiều đệ tử nội môn như vậy nếu sư tỷ giết hắn nhóm người mình mất hết mặt mũi quá phí lời yên tâm sẽ để lại cho các ngươi bạch nguyễn khanh hơi không kiên nhẫn tùy ý khoát tay áo cầm lấy trường kiếm đi lên đài những người khác trước không vội đi lên ta muốn cùng vị ta rất biết điều này đơn đà độc đấu đi tới đài cao bạch nguyễn khanh nói thân là đệ tử hạch tâm lý giải kiếm thuật vượt xa tất cả mọi người ở đây dù không ra tay đồng dạng cho người ta một loại áp bức khó mà nói rõ mặc dù không biết là vị sư tỷ nào nhưng tu vi không thấp Ta cảm giác kiếm ý của mình bị áp chế không dám động đậy. Ta cũng vậy, có thể là khổ tu giả, xếp hạng không hiện, cũng không có danh khí gì, nhưng kiếm thuật chân chính so với Lưu Lộ Kiệt sư huynh cũng không hề yếu. Nhìn a, à, có lẽ có thể giết chết ra hỏa kia, thay chúng ta chút giận. Nghe nói như thế, mọi người vốn tính toán xông lên vây công ngừng lại, từng cái âm thầm gật đầu. Trong đệ tử nội môn, khổ tu không ít, bình thường không lộ diện, không có danh khí gì, nhưng thực lực chân chính thi triển ra, xếp hạng 10 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Vị nữ sư tỷ này mới vừa lên đài, hẳn giống như vị ta rất biết điều kia, nếu không giải thích như thế nào, nội môn đột nhiên xuất hiện cao thủ cấp bậc như vậy. Muốn động thủ thì nhanh chút, giết ngươi xong, ta còn phải tiếp tục giết những người khác. Thấy lại xông lên một cái tự cho là đúng, Trương Huyền lắc đầu. Đơn đà độc đấu, thật quá lãng phí thời gian. Rất lâu chưa thấy qua người cuồng vọng như vậy, tự tìm cái chết. Khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Nguyễn Khanh đâm ra, trầm tuyết kiếm pháp vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất kiếm khí gào thét trên đài tựa như tạo thành một cơn bão tuyết bông tuyết tung bay để cho người ta thấy không rõ lắm thế nào có phải nhanh hơn ngươi hay không thi triển ra kiếm pháp bạch nguyễn khanh cũng không sốt ruột tấn công mà tự tin lộ ra tươi cười nàng khoai khoang với đám người lưu lộ kiệt nói tu luyện trầm tuyết kiếm pháp đến đại thành trên thực tế còn kém chút hỏa hầu không phải mỗi một lần đều có thể thi triển cường đại như vậy lần này nhìn thấy đối phương chém giết đệ tử nội môn giống như giết gà, dưới áp bức lại có chút đột phá, bình thường thi triển ra 10 lần, cũng chưa chắc có thể sử dụng một lần uy lực, lần này vậy mà thuận lợi, trong lòng liền tràn đầy hưng phấn. Đổi lại trước đó, thật đúng là không dám nói, có thể nhẹ nhõm giết chết, lúc này thi triển ra, kiếm khí, kiếm ý của đối phương, toàn bộ bao quát trong đó, chiến thắng hẳn là rất đơn giản. Nhanh, sửng sốt một chút, gật đầu, Trương Huyền đối với cô bé trước mắt tương đối hài lòng, nhanh tốt ta không có thời gian nói xong trường kiếm đâm ra phốc kiếm của hắn vừa ra tay bạch nguyễn khanh vừa định ngăn cản nhưng cảm giác cổ họng tê dần ngay sau đó ánh mắt của mình nhìn thấy gót chân mình phù phù thi thể nằm trên mặt đất quên đi như vậy quá chậm các ngươi cùng lên không được lôi đài quá nhỏ vẫn là ta xuống cùng các ngươi chiến đấu một kiếm đâm chết bạch nguyễn khanh trương huyền giống như đâm chết một con kiến bé nhỏ không đáng kể thấy bốn phía đệ tử nội môn càng hội tụ càng nhiều, tốc độ hắn giết xa xa không đuổi kịp nghe tin chạy tới, vẻ mặt u oán, tung người nhảy vào đám người. Lôi đài quá nhỏ, tối đa chỉ dung 10 người, nhiều hơn nữa liền chật trội, coi như một đợt 10 người. Giết chết toàn bộ mấy ngàn người, cũng không biết phải bao lâu. Huống chi còn thỉnh thoảng có chút khoe anh hùng, chạy tới đơn đà độc đấu. Phiền toái như vậy, không bằng sông vào đám người, tốc độ có thể nhanh một chút. Người tự tìm cái chết mọi người cùng nhau ra tay ta không tin hắn có thể mọc ra mười cánh tay không nghĩ tới vị sư tỷ cường hãn kia đồng dạng một cái hô hấp cũng không có chống đỡ liền bị giết chết ta rất biết điều càng vọt thẳng tới mọi người tất cả điên rồi trên lôi đài nhỏ tất cả mọi người không xông lên được thật ra thì cũng cho đối phương thuận tiện không đến mức hai mặt thụ địch khó mà chống cự nhưng tên này ngược lại tốt vọt thẳng vào đám người bốn phía đều là đệ tử nội môn đều là trường kiếm từng cái phương hướng đều có thể tấn công còn chặn thế nào tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn 20 thanh trưởng kiếm, 30 thanh, thậm chí 50 thanh, 100 thanh. Dầm, trong nháy mắt, đủ loại kiếm khí, như ngựa bay xuống. Bạch sư tỷ nhìn thấy nữ bá vương trong đệ tử hạch tâm, thi triển ra trầm tuyết kiếm pháp cũng không có chặn lại một giây, lưu lộ kiệt cùng vương kiệm đông triệt để điên rồi. Trước đó còn nghĩ, để bạch sư tỷ nương tay. Kết quả, nhìn bộ dạng của đối phương, giống như không khác chém giết bọn họ quá nhiều, một chút áp lực cũng không có đệ tử hạch tâm đều là chân tiên cảnh tùy ý chém giết coi như mọi người thực lực tương đồng tên này cũng có chút quá nghịch thiên đi không thể không thừa nhận tên này rất lợi hại nhưng quá mức tự mãn quá mức kiêu ngạo cứ như thế xông vào đám người ta không tin hắn có thể ngăn lại nhiều người như vậy sau khi hết khiếp sợ nhìn thấy ta rất biết điều không biết sống chết xông vào đám người vương kiệm đông nói hai quyền khó địch bốn tay coi như lại nghịch thiên cũng có cái hạn độ đám người xông vào nhiều người như vậy đồng thời vây công, không phải đang tìm cái chết là làm gì? Hẳn là không ngăn được. Lưu Lộ Kiệt gật đầu, hiển nhiên hắn đối với hành động này của đối phương cũng không coi trọng. Lộ Kiệt sư huynh, người ở đây thật nhiều. Loạn như vậy, chúng ta có muốn nhân cơ hội đánh lén hay không? Con mắt chợt lóe, Vương Kiệm Đông làm cái động tác chém đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không được. Lưu Lộ Kiệt lắc đầu, vừa rồi chúng ta đơn độc khiêu chiến đã thất bại, lần này lại đi vào thông thần điện chỉ là quần chúng, không thể động thủ lần nữa. Nếu không mỗi người sau khi bị giết, đều thay nhau lên, còn có công bằng gì đáng nói. Đối phương một người khiêu chiến toàn bộ nội môn, bọn họ luân xa chiến đã rất mất mặt, nếu cường giả như hắn chết rồi, thay ngựa giáp sông lên, chết đổi lại cái bí danh, bị những người khác biết, còn không bị chê cười chết. Thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Đây là kiêu ngạo của đệ tử Lăng Vân Kiếm Các, cũng là kiên trì trong lòng. Sư huynh dạy phải, là ta càn rỡ. Lui về sau một bước, Vương Kiệm Đông xấu hổ, là hắn quá muốn giết chết đối phương mới thoát ra ý tưởng, giờ phút này suy nghĩ một chút quả thực không thích hợp. Kiếm, Vạn binh chi vương, muốn luyện kiếm, trước luyện tâm, nếu như ngay cả ngạo khí cùng kiên trì cũng không có, còn có tư cách gì thu hoạch được kiếm ý công nhận, trở thành cao thủ kiếm đạo chân chính, từ đó danh chấn thiên hạ. Ừm, lần này là cùng sư tỷ tới, sư tỷ đã bị giết, chúng ta cũng nhanh trở về đi, nếu không ta sợ nàng tức giận thấy đối phương rõ ràng lưu lộ kiệt thở phào nhẹ nhõm gật đầu đang muốn rời thông thần điện trở lại thực tế đột nhiên cổ họng tê dần muốn quay đầu lại phát hiện đầu lần nữa thấy cái mông cùng gót chân mẹ nó con mắt nhìn qua nhìn lại chỉ thấy ta rất biết điều vừa rồi xông vào đám người không những không có bị chém giết ngược lại giống như máy ủi đất không ngừng đi thẳng về phía trước mỗi đi về phía trước một bước liền có một đám lớn đầu bị chặt xuống sở dĩ bị giết chính là bởi vì cách đối phương quá gần kiếm khí tán giật ra tiện tay chém đầu hắn xuống người ta giết những người khác phát ra một đạo kiếm khí nhỏ yếu liền có thể giết hắn còn muốn đánh lén lén cái rắm thế thì còn đánh như thế nào vẻ mặt u oán đầu rơi trên mặt đất giống như bóng da bắn vài cái ngay sau đó nhìn thấy đầu của vương kiệm đông cũng giống như mình ở trên mặt đất không ngừng bắn qua bắn lại nhìn biểu lộ của đối phương cũng đầy bi thương ta là tới xem náo nhiệt vô tội a à người vô tội cũng giết, còn biết xấu hổ hay không, có thiên lý hay không. Hô! Ý thức lần nữa quay về, lưu lộ kiệt càng thêm buồn bực. Lần đầu tiên đụng kiếm của người ta, bị tại chỗ chém thành hai khúc. Lần thứ hai, đi qua xem náo nhiệt, bị kiếm khí tán giật chém đầu. Hắn là nội môn đệ nhất nhân liên tục 7 năm A, tuyệt thế thiên tài dốc lòng muốn đuổi theo thập lý kiếm thần, lúc nào không có cảm giác tồn tại như vậy. Trong lòng phát điên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy sư tỷ bạch nguyễn khanh thân thể mềm mại không ngừng run rẩy trong phòng đã một mảnh hỗn độn xem ra không chỉ hắn không tiếp thu được mới xuất chiêu liền bị người chém đầu vị trước mắt này càng chịu không được đang lấy đồ dùng trong nhà hắn chút giận may mắn những vật này đều không đáng tiền nếu không lần này thua thiệt lớn xin sư tỷ bớt giận vội vàng đứng dậy ôm quyền bớt giận ta không có lửa giận làm sao bớt vẻ mặt như hàn băng bạch nguyễn khanh răng ngả cắn vang vọng lạnh lùng nhìn lại thấy loại vẻ mặt này của nàng, trong lòng lưu lộ kiệt lạnh lẽo, vừa cho rằng không tốt, liền thấy hoa mắt. Đùng đùng, một hồi âm thanh quyền cước vào thịt, trước đó mấy đệ tử nội môn cùng với nàng tới, bao quát chu ngôn chi cùng ngụy Tùy Phong, tất cả đều nằm trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm rập, vô cùng thê thảm. Tốt, ta thuận khí rồi. Đánh xong những người này, Bạch Nguyễn Khanh dường như thoải mái hơn không ít, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thân thể mềm mại chuyển một cái, ta muốn ngươi hỗ trợ tìm người, Ngươi để tâm một chút, mặt khác, sự tình ngày hôm nay, không hy vọng có người truyền đi, cho ta nghe được tin tức. Các ngươi hẳn phải biết kết quả. Đám người lưu lộ kiệt, vương kiệm đông, chu ngôn chi đồng thời rụt cổ, dưới háng siết chặt. Ta đi trước. Phần phật. Lời còn chưa dứt, bóng người lẻn ra ngoài, ngay sau đó rơi vào trên. Lưng một thánh thú phi hành, biến mất ở trước mặt mọi người. Đường đường đệ tử hạch tâm chạy đến thông thần điện của đệ tử nội môn, đi dạy dỗ đệ tử nội môn, kết quả bị người ta đập phát chết luôn tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ càng mất mặt còn không bằng rời đi chúng ta làm sao bây giờ thấy vị nữ bạo long này xoay người rời đi vương kiệm đông cười khổ nhìn qua còn có thể làm sao chuyện này huyên náo lớn như vậy đã giấy không thể gói được lửa chỉ có thể trình báo trưởng lão lưu lộ kiệt nói nếu như vừa rồi bọn họ giết được ta rất biết điều coi như nghiêm trọng cũng sẽ không huyên náo quá lớn hiện tại bị giết vài trăm người thậm chí đệ tử hạch tâm tự mình ra tay cũng bị làm thịt lại không báo trưởng lão, bọn họ cũng đảm đương không nổi. Đúng vậy, phải thông chi trưởng lão, để cho bọn họ tới xử lý. Vương Kiệm Đông cũng gật đầu. Thảo luận xong, hai người đang muốn hành động, liền nghe trên không xuất hiện âm thanh gào thét, vội vàng ra khỏi phòng. Ngay sau đó nhìn thấy hơn 10 vị lão giả từ trên lưng thánh thú phi hành rơi xuống. Chính là mấy vị trưởng lão chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý đệ tử nội môn. Lưu Lộ Kiệt, Vương Kiệm Đông, thông thần điện xảy ra chuyện gì, một lão giả đi đầu hơi khô gầy, màu trường bào sám nhạt, nhìn thấy hai người, lông mày nâng lên. Trong nội môn, mộc trưởng lão thực lực mạnh nhất, quyền lợi lớn nhất, cũng là người quen biết cũ của Lục Vân trưởng lão, lần trước đi trưởng lão điện gặp phải kia. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định cũng có thể nhận ra, trong hơn 10 vị lão giả này, Lục Vân trưởng lão thình lình xuất hiện. Hắn vừa mới tấn thăng thành nội môn trưởng lão, dựa theo tình huống bình thường là không có tư cách đi theo sau lưng mọi người, nhưng bởi vì thu một hậu bối thiên tư mạnh mẽ, được tông môn coi trọng, mới may mắn đi theo. Bẩm báo Mộc trưởng lão, có người khiêu chiến toàn bộ đệ tử nội môn. Nhìn thấy trưởng lão đi tới tiểu viện của hắn, Lưu Lộ Kiệt không dám do dự, nói rõ chi tiết sự tình vừa rồi. Ta rất biết điều kia từ bắt đầu khiêu chiến, hắn đều nhìn ở trong mắt, biết nguyên nhân hậu quả. Một người khiêu chiến tất cả mọi người, giết vài trăm người, hai ngươi đều lên, vẫn không đỡ được. Mộc trưởng lão nhướng mày, tràn đầy lửa giận, thiệt thòi ta giáo dục người nhiều năm như vậy, làm sao rác rưởi như thế chúng ta. Lưu lộ kiệt hơi đỏ mặt, nói không ra lời. Mặc kệ thân phận cụ thể của tên này là đệ tử nội môn hay hạch tâm, đi vào thông thần điện chính là cấp bậc tương đồng, đều là cổ thánh nhất trọng sơ kỳ. Mộc trưởng lão hừ lạnh, cấp bậc đồng dạng, một người khiêu chiến vài trăm người. Quả thực mất mặt xấu hổ. Xem ra ta bình thường truyền thụ cho các ngươi, một chút cũng không có ghi ở trong lòng, cũng không có học được. Trưởng lão, không phải chúng ta yếu, là tên này quá mạnh. Vương Kiệm Đông không phục. Nói láo, mạnh hơn có thể mạnh bao nhiêu? Mạnh hơn thi triển cũng là kiếm thuật của Lăng Vân kiếm các. Mộc trưởng lão cắt đứt đối phương, thực lực thấp, chính là thực lực thấp, không nên ngụy biện. Cái này. Vâng. Vương Kiệm Đông còn muốn nói hai câu, nhưng bị Lưu Lộ Kiệt kéo góc áo, đành phải không cam lòng gật đầu. Thật ra thì hắn cũng biết, tuy Mộc trưởng lão nói khó nghe, nhưng thực tế chưa hẳn chính là nghĩ như vậy. Nhưng bị châm chọc ở trước mặt, vẫn còn có chút nhịn không được. Mộc trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? chờ vị lão giả này mắng xong lưu lộ kiệt nhìn lại chỉ chửi vô dụng chuyện này nhất định phải xử lý nếu không mất mặt không riêng gì đệ tử nội môn còn có những trưởng lão này hưởng thụ nhiều tài nguyên của tông môn như vậy bồi dưỡng thế hệ sau kết quả bị một người tận diệt truyền đi cũng không dễ nghe đã tới chúng ta cũng đi qua nhìn một chút tên này đến cùng từ nơi nào xuất hiện lại làm việc không theo quy củ như vậy mộc trưởng lão xua tay thực lực ngươi mạnh thu hoạch được tài nguyên tấn cấp hạch tâm là được mạnh hơn thậm chí có thể trở thành trưởng lão tông môn thủ vệ một phương lợi hại như vậy khiêu chiến đệ tử nội môn quá không theo lẽ thường bọn họ cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai không có chừng mực như vậy xác định thân phận đối phương sau đó lại đi tìm bản tôn hỏi thăm rõ ràng tình huống tận lực tiêu trừ chuyện này nếu không ảnh hưởng lớn các ngươi đều sẽ bị ghi vào sử sách để tiếng xấu muôn đời mộc trưởng lão khẽ nói vâng đám người lưu lộ kiệt gật đầu Đi chuẩn bị chút thông thần ngọc phù của đệ tử nội môn, chúng ta thân là trưởng lão, công khai đi qua không tốt lắm." Mộc trưởng lão bàn giao, "Thông thần điện của đệ tử nội môn là nơi giao dịch cùng giao đấu của đệ tử nội môn, dưới tình huống bình thường, trưởng lão sẽ không tiến vào. Lại thêm sự tình lần này náo lớn như vậy, nếu như lấy thân phận trưởng lão đi vào, người khác thấy thế nào?" Trưởng lão chờ một lát, Lưu Lộ Kiệt quay người đi vào gian phòng, chỉ chốc lát lấy ra mười mấy thông thần ngọc phù. Mấy đệ tử nội môn mới vừa rồi bị bạch nguyễn khanh đánh một trận đều là ở thị trường giao dịch bày quầy bán hàng trong tay nắm giữ rất nhiều ngọc phù trưởng lão cần không ai dám từ chối nhỏ máu xác nhận tinh thần khẽ động ý niệm tiến vào bên trong lần này đi vào thông thần điện bọn họ cũng không dám bày ra dung mạo chân thực mà ngụy trang thành hình dáng đệ tử nội môn phổ thông mười mấy vị trưởng lão đi theo sau lưng đám người lưu lộ kiệt rất mau tới lân cận sân thi đấu lúc này toàn bộ đấu trường đều bị dình ngập kiếm khí gào thét như gió lốc, vô số đầu người không ngừng rơi trên mặt đất, từng đệ tử nội môn hóa thành quang ảnh tiêu tán. Khoảng cách đám người lưu lộ kiệt rời đi nơi đây, không đến 10 phút đồng hồ, lại có ít nhất 7-800 người bị giết. Nói cách khác, ngắn ngủi 10 phút, đệ tử nội môn đã bị giết một phần 10, hơn 1.000 người. Đây cũng quá hung tàn đi. Thật giống như chân khí cùng lực lượng trong cơ thể hắn, vẫn như cũ không có tiêu hao quá lớn. Nhìn về phía ta rất biết điều bị vây công ở giữa đám người, Đám người Lưu Lộ Kiệt không ngừng nhảy loạn, tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác muốn điên rồi. Một người, liên tục chém giết hơn ngàn cường giả cùng cấp bậc, lực lượng hao tổn không lớn. Đổi lại trước đó, đánh chết cũng không tin, nhưng bây giờ thực sự phát sinh. Mộc trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại quần tình xúc động vẫn nộ, thực sự không có cách nào. Lưu Lộ Kiệt đi tới trước mặt. Hiện tại không chỉ ta rất biết điều đại sát bát phương không dừng được, tất cả đệ tử nội môn cũng triệt để thiêu đốt, không quan tâm tính mạng. Đừng nói hắn, Mộc trưởng lão tự mình mở miệng, cũng chưa chắc khuyên can được. Ngươi không có cách nào, là bởi vì thực lực ngươi yếu, xem ta. Trên mặt không vui, Mộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trừ vị trưởng lão đi theo đằng sau ta, ngăn cản tên này tiếp tục giết người. Vâng. Hơn 10 vị nội môn trưởng lão cường đại nhất đồng thời gật đầu, đồng loạt đi về phía trước. Tuy bọn họ trẻ tuổi giống như đệ tử nội môn, nhưng kiếm ý trong cơ thể bày biện ở nơi đó, mọi người đang vây công, thấy bọn họ đi tới nhau nhau tránh ra tốt dừng tay đi đi tới trước mặt mộc trưởng lão nhìn về phía trương huyền trường kiếm trên tay vũ động kiếm khí gào thét bao phủ bốn phía lại tới một nhóm chẳng lẽ lại muốn đơn đà độc đấu ta thật không có nhiều thời gian lãng phí như vậy thấy toát ra nhiều như vậy còn ngăn cản mọi người trương huyền sững sờ sau đó lắc đầu trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái ngươi không nghĩ tới tên này sẽ ra tay với bọn họ ngay cả lời cũng không cho nói xong mộc trưởng lão giận dữ kiếm trong tay dương lên, đang muốn xuất chiêu, cổ họng đột nhiên tê dần. Ngay sau đó, đầu rơi trên mặt đất, ý thức còn không có biến mất, ngay sau đó nhìn thấy tất cả trưởng lão đi theo phía sau hắn, từng cái đồng loạt té ngã trên đất, không còn đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc trưởng lão, lưu lộ kiệt cùng vương kiệm đông cứng ở tại chỗ. Đám người mộc trưởng lão là tới xử lý chuyện, kết quả mới ra tay, đồng dạng bị giết. Đây chính là đám người cường đại nhất nội môn. Đại ca, giết bọn hắn, người thật không sợ. Chẳng lẽ không có cho rằng kiếm ý trong cơ thể bọn họ rất cường đại. Nắm giữ kiếm ý như vậy, chắc chắn sẽ không phải đệ tử đơn giản. Tiện tay liền giết. Mấu chốt là đám người Mộc Trưởng lão rõ ràng phản kháng, làm sao giống như nhóm người mình, không có tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Giống như bóp chết sâu kiến. Nghi ngờ đệ tử Hạch Tâm Chân Tiên cảnh không phải đối thủ, có thể nhịn. Trưởng lão Chân Tiên cảnh đỉnh phong, bị một kiếm đánh chết 10 cái, thực sự nhẫn không được rốt cục mạnh đến mức nào. Buồn cười hắn, còn cảm thấy không khác mình là mấy. Lưu lộ kiệt không ngừng run rẩy, Nói thật, có chút nghi ngờ nhân sinh rồi. Ngừng đầu tiếp tục nhìn ta rất biết điều, chỉ thấy hắn cùng những người khác tiếp tục chiến đấu. Mảy may không có bị chém giết hơn 10 vị trưởng lão ảnh hưởng, thậm chí khả năng, cũng không biết đối phương là trưởng lão. Người bình thường, ở trong mắt đối phương, quả nhiên không có chút cảm giác tồn tại nào. Người quá nhiều, Giống như đối phương đoán, Trương Huyền quả thực không có phát hiện đối phương là trưởng lão. Ăn mặc quần áo giống như đệ tử nội môn, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, nói là trưởng lão, cũng phải tin tưởng mới được. Vốn từ từ đánh cũng không quan trọng, nhưng thân thể này chân khí quá ít, không nhanh chóng chém giết mà nói, càng ngày càng nhiều, làm không cẩn thận sẽ bại. Một khi thua, tiền liền lấy không đến. 32 kiếm các tệ của mình cũng sẽ thua hết. Đây đã là toàn bộ gia sản của hắn. Quyết không cho phép phát sinh cho nên không có thể cho bọn họ kéo dài thời gian đơn đà độc đấu miễn đi nói nhảm đồng dạng miễn đi các người bất kể là ai chỉ cần có thể chống đỡ được ta công kích đánh đơn cũng không quan trọng không ngăn được giết còn đám người mộc trưởng lão trong mắt hắn không khác giết đệ tử phổ thông đều là một kiếm một cái nhiều nhất mấy người này càng thêm nhảy nhót mà thôi chân khí đã tiêu hao một phần ba cần tốc độ càng nhanh hơn ngẩng đầu nhìn người từ bảy tám trăm đã hội tụ đến bốn năm ngàn kèm theo thời gian tích tụ đệ tử nội môn tuôn qua khẳng định cũng càng nhiều không chậm trễ nổi hô thân thể hóa thành hư ảnh tốc độ của trương huyền càng nhanh mộc trưởng lão cũng không phải đối thủ muốn ngăn gần như không có khả năng chúng ta cũng nhanh trở về đi nếu không trưởng lão khẳng định sẽ nổi giận sau khi hết khiếp sợ lưu lộ kiệt nói ừm um. vương kiệm đông gật đầu thời khắc này đã không phải bọn họ có thể khống chế tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ biến thành chê cười thân thể run rẩy, hai người đang muốn rời rời thông thần điện, một đạo kiếm mang từ trong đám người bay tới. Lạch cạch, lạch cạch, cổ họng đau đớn, lưu lộ kiệt cùng vương kiệm đông mắt tối sầm lại, hai cái đầu lần nữa rơi trên mặt đất, giống như bóng da đàn hồi. Mẹ nó, đã ba lần, hai người nước mắt ào ào. Cái này trêu ai ghẹo ai, liên tục bị chặt đầu ba lần. Thật vãi lều, từ khi bắt đầu luyện kiếm, nhiều năm như vậy. Đánh giấm không có, nhưng ta rất biết điều đi ra gần 20 phút, liên tục chết ba lần. Hai đại cao thủ lạnh cả người, đã có loại cảm giác sắp phát điên. Ý thức tiêu tán, lần nữa về gian phòng, chỉ thấy đám người mộc trưởng lão đồng loạt ngồi ở trên ghế, không có một câu, trong phòng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trưởng lão, lưu lộ kiệt đứng dậy, tất cả trưởng lão mới phản ứng lại, bị tên kia chém. Hình như là vậy, làm sao sẽ nhanh như vậy, ta không có phản ứng kịp, ta cũng không có phản ứng kịp. Hơn 10 vị trưởng lão, tất cả đều miệng run rẩy như thấy quỷ. Bọn họ đều là chân tiên cảnh, lý giải kiếm thuật, coi như kém những đệ tử hạch tâm thiên tài kia, nhưng chìm đắm nhiều năm, bất luận thực lực hay lý giải kiếm thuật, đã vượt xa người thường, cho dù đều là cổ thánh nhất trọng, cũng tuyệt không phải đệ tử nội môn có thể chống lại. Mà bây giờ, một câu chưa kịp nói xong, đầu liền bị chặt xuống. Tất cả đều có chút nghi ngờ nhân sinh, đặc biệt là một trưởng lão, xấu hổ hận không thể có khe đất chui vào. Vừa rồi còn lời thề son sắt nói, Lưu Lộ Kiệt là bởi vì thực lực thấp, không cách nào ngăn cản vị kia. Hắn ra tay nhất định nhẹ nhõm hoàn thành. Kết quả, còn không có nói xong, liền bị chém. Mất mặt. Làm trưởng lão nhiều năm như vậy, chưa hề mất mặt qua như vậy. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, một trưởng lão nhìn qua. Cái này, Mộc trưởng lão do dự, quay đầu nhìn về phía Lưu Lộ Kiệt, người này tên là gì? Ta rất biết điều. Lưu Lộ Kiệt gật đầu. Biết điều. Che trái tim Mộc trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, có chút không nhịn được muốn ngất đi. Một người khiêu chiến toàn bộ nội môn, gây ra động tĩnh lớn như vậy không nói, ngay cả trưởng lão cũng giết. Biết điều. Sao giác cái từ này trói tai như vậy? Đừng nói cho bất luận người nào chúng ta tới qua. Nhịn xuống xúc động sắp bùng nổ, mộc trưởng lão đứng dậy. Chưa từng tới. Lưu lộ kiệt kinh ngạc. Đây có phải là đại biểu? Các ngươi cũng mặc kệ hay không? Đi thôi tiếng nói kết thúc đám người mộc trưởng lão xoay người rời đi sau một khắc liền biến mất khỏi tiểu viện giống như chưa từng tới qua sư huynh vương kiệm đông tái mặt mộc trưởng lão làm như vậy cũng không có cách nào thân là trưởng lão vốn nên xử lý chuyện này kết quả bị giết hiện tại chỉ có thể giả bộ như không biết nếu không còn để cho bọn họ sống thế nào lưu lộ kiệt cười khổ không phải bọn hắn không muốn quản mà là thực sự không quản được đường đường trưởng lão cung cấp bậc bị đệ tử giết Chuyển đi, mất mặt cũng muốn mất chết. Chúng ta thật mặc kệ. Trên lưng thánh thú phi hành, trưởng lão trước đó nói chuyện nhịn không được nữa, nhìn về phía mộc trưởng lão. Dĩ nhiên không phải, hiện tại đi kiếm các đình, cha tình huống của ta rất biết điều một chút. Mộc trưởng lão lắc đầu. Kiếm các đình, là địa phương tông môn khống chế thông thần điện, quả thực có thể tra ra vị trí cùng phương hướng chuẩn xác của đối phương. Nhưng chúng ta chỉ là trưởng lão nội môn, quyền hạn quá thấp, không có tư cách thu hoạch những tin tức này trưởng lão cha hỏi dừng lại một chút nói. So sánh thông thần ngọc phù như một diễn đàn, như vậy kiếm các đình chính là tổng server. Tìm server, quả thực có thể tra được IP chuẩn xác của đối phương, nhưng lăng vân kiếm các sử dụng hình thức thông thần điện, thân phận đối phương chính là bảo mật. Bọn họ chỉ là trưởng lão nội môn mà thôi, căn bản không có tư cách thẩm tra. Thậm chí xem như tông chủ, cũng không thể tùy tiện đi điều tra, nếu không rất dễ dàng dẫn tới trong tông môn nhân tâm di động, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi dù sao ẩn nấp thân phận đi giao đấu mới có thể không có gánh nặng trong lòng cũng không cần lo lắng hư danh ảnh hưởng thứ này vạch trần ở trước mặt tất cả mọi người toàn bộ thông thần điện của lăng vân kiếm các sẽ sụp đổ ta không cần thu hoạch tin tức chuẩn xác của hắn mục trưởng lão lắc đầu chỉ cần biết thực lực cụ thể là tốt rồi thực lực cụ thể kích hoạt thông thần ngọc phù cần nhỏ máu nhận chủ cho nên thực lực chân chính có thể đo lường ra hơn nữa cực kỳ chính xác Người là muốn xác nhận hắn có phải đệ tử nội môn hay không? Có người phản ứng lại. Phải, kiếm thuật cao như vậy, ta nghi ngờ có phải đệ tử hạch tâm chạy tới đùa giỡn hay không? Nếu như Tu Vi không đến hư tiên, chính là đệ tử nội môn, chuyện này liền không cần quản. Mục trưởng lão nói. Mọi người giật mình. Đúng, nếu như là đệ tử hạch tâm, bọn họ mặc kệ, đối với toàn bộ nội môn sẽ có lực trùng kích cực lớn. Nhưng đệ tử nội môn mà nói mặc dù sẽ mất mặt nhưng chí ít đệ tử nội môn thua đệ tử nội môn không đến mức quá mất tôn nghiêm thậm chí tổn thất còn có thể vãn hồi chỉ cần sau đó nói cho các đệ tử khác nội môn cũng có thể tu luyện tới mạnh như vậy làm không cẩn thận sẽ còn dẫn tới cùng chiều tu luyện thánh thú phi hành rất nhanh đến kiếm các đình mộc trưởng lão đưa tới trưởng lão ấn đại biểu thân phận ta muốn kiểm tra một người ngoại hiệu ta rất biết điều thực lực cụ thể hít sâu một hơi mộc trưởng lão nói ra mục đích của mình ông bức tường trước mắt lóe lên hào quang ngay sau đó một nhóm chữ hiện lên phá toái hư không đỉnh phong cổ thánh tư trọng đỉnh phong nói như vậy hắn thật sự là đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm yêu cầu thấp nhất là hư tiên cảnh phá toái hư không đỉnh phong rõ ràng còn không có đến nội môn lúc nào xuất hiện người cường đại như vậy tất cả mọi người xôn xao đối phương mạnh như vậy trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ có phải những cường giả nghịch thiên ở hạch tâm tới làm loạn hay không nhìn thấy cái này triệt để rõ ràng thực sự là đệ tử nội môn chỉ là nội môn tại sao có thể có cường đại như vậy bọn họ thân là trưởng lão lại không biết thế nào vị bán thuốc kia đã tìm được chưa tiểu viện bạch diệp trưởng lão bạch phong nhìn thấy bạch nguyễn khanh trở về đi tới trước mặt hắn còn cần chăm sóc lão ra đưa nữ hải đến chợ giao dịch của đệ tử nội môn liền trực tiếp trở về không có bạch nguyễn khanh hơi đỏ mặt lắc đầu chuyện gì xảy ra thấy trạng thái tinh thần của nàng rõ ràng không đúng, Bạch Phong nhịn không được nói. Vâng, vừa rồi đệ tử nội môn có người khiêu chiến, ta đi vào thông thần điện của bọn họ, tới tỉ thí một hồi. Bạch Nguyễn Khanh nói một lần. Ngươi nói, thi triển trầm tuyết kiếm pháp ta truyền thụ cho ngươi, bị đối phương một chiều thuấn sát. Con mắt Bạch Phong trợn tròn. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh có vẻ xấu hổ, kiếm của đối phương, để cho ta cho rằng, cái gọi là tuyệt học trầm tuyết kiếm pháp, quá kém. Cái này sao có thể, Bộ kiếm pháp kia, ở Lăng Vân kiếm các coi như không phải nổi danh nhất, nhưng toàn lực thi triển cũng sẽ không phải nội môn có thể chống lại. Bạch Phong nhíu mày, dừng lại phút chốc, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thông thần ngọc phù nội môn không? Ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Không có. Bạch Nguyễn khanh lắc đầu, nhìn lại, Phong lão cũng muốn đi xem. Trầm Tuyết kiếm pháp, ảo diệu vô tận, ta không tin sẽ bị người tùy tiện phá vỡ, ta xem tên kia đến cùng dùng âm mưu quỷ kế gì, coi như có thể phá giải ngươi ta cũng có tự tin, để hắn không cách nào phá giải của ta. Bạch Phong nói, mặc dù Bạch Nguyễn Khanh cố gắng, nhưng bị giới hạn tuổi tác, ảo diệu của trầm tuyết kiếm pháp, lĩnh ngộ chỉ là da lông. Hắn tự mình ra tay, thi triển bộ kiếm thuật này, khẳng định có thể tùy tiện chém giết, mà không phải thất bại tan tác quay về. Hắn chỉ là đệ tử nội môn. Mặc dù Phong lão không phải trưởng lão, nhưng thực lực cường đại hơn nhiều trưởng lão hạch tâm. Tự mình ra tay, không quá phù hợp. Bạch Nguyễn Khanh hơi xấu hổ, nàng ra tay đã rất mất mặt phong lão lại ra tay mặc kệ thắng thua đều cực kỳ khó chịu nổi ta chỉ là đi xem kiếm thuật của gia hỏa kia không nhất định ra tay bạch phong lắc đầu nói lại nói ta chỉ là lão nô cũng không phải trưởng lão không có gì thích hợp hay không thích hợp kiếm thuật của hắn lại cao hơn cũng chỉ là hạ nhân không có đại biểu lăng vân kiếm cát cái này thấy phong lão muốn đi biết khuyên can không được bạch nguyễn khanh dừng lại một chút gật đầu tốt lần nữa trở lại trụ sở của lưu lộ kiệt nhìn thấy bọn người mộc trưởng lão mới đi nữ bạo long lại xuất hiện lần nữa con mắt lưu lộ kiệt e ẩm có chút muốn khóc người tới làm gì ta chỉ là đệ tử mà thôi không phải mở khách sạn ta đi tìm rõ ràng ý tứ của đối phương lưu lộ kiệt không dám nói nửa chữ không lần nữa tìm đến thông thần ngọc phù của đệ tử nội môn tinh thần khẽ động mấy người lần nữa đi vào trong điện nói thật hắn thực sự không muốn đi vào nhưng bạch nguyễn khanh nhìn chằm chằm không đi vào liền có thể động thủ, cùng vương kiệm đông mặt đầy bất đắc dĩ, lần nữa dẫn đường, đi tới trước đài tỉ thí. Ngắn ngủi, hơn 10 phút, đệ tử nội môn lại bị giết hơn nghìn người. Rất rõ ràng, vây tới càng ngày càng ít. Đệ tử nội môn coi như lại oán giận, lại nổi giận, liên tục bị giết hơn 2.000 người, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, ta rất biết điều giống như động cơ vĩnh cửu, không biết mệt mỏi, tới nhiều người, ở trước mặt hắn đều là uổng công. Cái kiếm pháp này, nhìn một hồi bạch phong nhíu mày kiếm pháp của vị trước mắt này đơn giản hiểu rõ liếc mắt liền có thể nhìn ra không có bất kỳ kỹ xảo gì giống như hài đồng vung vẩy cho người ta một loại cảm giác không biết dùng kiếm nhưng chẳng biết tại sao uy lực cực lớn chỉ cần thi ra sẽ làm người ta không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt bị giết loại kiếm pháp này cho dù là hắn cũng nhìn không ra tốt xấu hai bên đối chiến tranh lệch quá lớn nếu như đội bóng thôn đấu với đội tuyển quốc gia coi như chiến thắng cũng nhìn không ra kỹ thuật bóng mạnh mẽ hay không, không phải không hảo hảo thi triển, mà là đối thủ quá yếu. Một quyền đánh khóc trẻ 3 tuổi, chứng minh ngươi rất mạnh ư. Ừ. Phong lão, Bạch Nguyễn Khanh nhìn qua, kiếm pháp của hắn rất mạnh, bất quá muốn chân chính biết mạnh yếu, cần tự thân tới tỉ thí. Bạch Phong nói, tự thân tỉ thí. Lưu lộ kiệt nhảy dựng, phong lão, ta nhìn thôi được rồi, ta sợ. Sợ cái gì? Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, cho các ngươi khó chịu bạch phong cao mày ta không phải sợ ngươi giết hắn mà là sợ hắn ngươi giết như thế càng khó chịu nổi lưu lộ kiệt cười khổ làm càn phong lão thực lực gì ngươi có biết không làm sao sẽ bị giết bạch nguyễn khanh giận dữ mặc dù phong lão không phải trưởng lão tông môn nhưng thực lực không phải trưởng lão bình thường có thể so đối mặt dạng cường giả này dám nói như thế quả thực muốn bị đánh ta chỉ là thuận miệng nói không tin liền thử một chút đi lưu lộ kiệt lắc đầu vừa rồi đám người mộc trưởng lão tới cũng bị chém. Vị phong lão này coi như rất mạnh, cùng cấp bậc, cũng chưa chắc thắng được hơn 10 vị nội môn trưởng lão. Bất quá đối phương đã không tin, không cần thiết tiếp tục nhắc nhở. Nếu không cũng không tiện giải thích, tại sao lại xác nhận như vậy? Dù sao trước khi đi mộc trưởng lão đặc biệt bàn giao, đừng nói bọn họ tới. Giết ta, cùng cấp bậc, trừ lão ra, cùng mấy vị trưởng lão trong môn phái, ta còn thực chưa hề sợ những người khác. Thấy đệ tử nội môn này nói như vậy, Bạch Phong nhịn không được cười lên bởi vì hắn không phải trưởng lão, ở trong tông môn danh khí cũng không lớn, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu. Lão gia tự mình chỉ điểm, tu luyện hơn 100 năm, lý giải kiếm thuật sớm đã trong sáng thánh khiết, chưa từng sợ qua bất luận người nào. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, kiếm ý trong cơ thể lan tràn, xài bước đi tới. Hắn không cần chứng thực bản thân với người khác, chỉ muốn xác nhận một chút, đối phương phá giải trầm tuyết kiếm pháp của hắn như thế nào mà thôi. Thấy hắn xông tới tìm ta rất biết điều, khóe miệng của Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông có quắp, đồng loạt lui về phía sau mấy bước, trốn ở biên giới đại sảnh. Làm gì? Bạch Nguyễn Khanh cao mày. Không có gì. Bạch Sư tỷ, nếu không, người cũng đến đây đi, dù sao bằng vào nhãn lực của chúng ta, cũng có thể nhìn rất rõ ràng, không cần thiết gần như vậy. Lưu Lộ Kiệt xấu hổ. Liên tục bị chặt đầu ba lần, hắn cũng không muốn lại bị giết. Đồ hèn nhát, còn nội môn đệ nhất, mất mặt nhìn ra ý nghĩ của đối phương bạch nguyễn khanh chẳng muốn tiếp tục chú ý ngẩng đầu nhìn qua cũng không biết phong lão thi triển thủ đoạn gì trước đó mọi người vây quanh ta rất biết điều giờ phút này tất cả đều tránh ra xuất hiện một con đường phần phật người còn chưa đi tới trước mặt trường kiếm trong tay phong lão run run, run kiếm khí như cầu vồng mang theo thanh âm nghẹn ngào đầy trời lần nữa rơi ra kiếm khí hình thành gió tuyết ta rất biết điều nhìn thấy kiếm pháp này sừng sốt một chút tiến về phía trước một bước đâm ra một kiếm bốc. Phong lão đầu rơi trên mặt đất. Bạch Nguyễn Khanh trợn tròn mắt. Phong lão thi triển ra võ kỹ mạnh nhất cũng không chặn được. Xoa xoa con mắt, đang muốn xác nhận có phải thật hay không, liền cảm thấy cổ họng tê dần. Đầu rơi trên mặt đất. Tới chết cũng không dám tin tưởng. Khoảng cách đối phương chừng hơn 30 mét. Liền bị giết. Khó trách. Đám người lưu lộ kiệt trốn đến góc tường. Xem ra hẳn là đã sớm đoán được có thể như vậy. Đầu trên không trung hạ xuống khe hở, nhịn không được nhìn sang hai người sau lưng, ngay sau đó nhìn thấy lại một đạo kiếm mang bay lượn qua phốc phốc vẻ mặt hai người u oán đầu đồng dạng rơi trên mặt đất trốn đến góc tường cũng vô dụng đồng dạng bị giết thật không biết xấu hổ trương huyền nhịn không được lắc đầu liên tục giết nhiều người như vậy hắn có chút mệt mỏi thông thần điện cho thân thể này cùng bản tôn có cách nhau một trời một vực liên tục tiêu hao chân khí trong cơ thể đã tổn thất tiếp cận một nửa tinh thần cũng mệt mỏi đơn độc chém giết không cảm thấy cái gì nhưng có chút đệ tử nội môn không biết xấu hổ bị giết xong đổi ngọc phù lần nữa chui vào đổi ngọc phù lại chui vào một mực như vậy phải giết tới lúc nào còn có công bằng đáng nói hay không đặc biệt là hai cái không biết xấu hổ kia đã giết bọn hắn ba lần lại còn xông tới tuy thay đổi dung mạo nhưng kiếm ý còn có thể phân biệt ra được còn có nữ nhân vừa giết chết kia trước đó cũng từng giết quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn được rồi nhịn không được lắc đầu đối phương không biết xấu hổ như vậy nhưng hắn là quân tử chính nhân biết điều kín đáo có đức tính cùng lắm thì lần sau gặp được trực tiếp giết không cần thiết tức giận chỉ là một mực như vậy hắn thật hao không nổi đây cũng không phải giết người mà là giết thông thần ngọc phù chỉ có thể tốc chiến tốc thắng lông mày nâng lên trong lòng trương huyền có quyết định giết từng cái đối phương ra ngoài tình ngọc phù mới trở lại chỉ cần còn ngọc phù liền mãi mãi giết không hết muốn giải quyết loại tình huống này chỉ có một phương pháp, đó chính là dùng phương thức nhanh nhất động thủ. Có thể trong vòng một phút, giết chết tất cả mọi người, hẳn có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm. Còn có tiếp cận 3.000 người. Một phút đồng hồ làm sao có thể giết chết toàn bộ. Hơn 2.000 người, hắn liền giết gần nửa giờ, còn thừa lại 3.000, lại thêm lực lượng đã tiêu hao tiếp cận một nửa, căn bản không thể nào làm được. Xem ra chỉ có thể thi triển chiêu kia. Trương Huyền cắn chặt răng. Đối phó quần công, hắn còn có một chiêu, nhưng chiều này tiêu hao rất nhiều chân khí một khi thi triển chân khí toàn thân sẽ hao tổn không còn bởi vì có người liên tục không ngừng đi vào cho nên một mực không dám sử dụng bất quá đều bước đến mức này bây giờ không có biện pháp khác không nhanh chóng giải quyết sau khi đối phương chết liên tục không ngừng đi vào vĩnh viễn không có phần cuối liều mạng trong lòng tính toán một chút không trần chờ, trường kiếm trong tay trương huyền rời khỏi tay nhìn thấy hắn đột nhiên không dùng trường kiếm Mọi người vây công tất cả đều sừng sốt, quên mất tiếp tục tiến công. Tinh thần nhanh chóng vận chuyển, đầu ngón tay Trương Huyền bỗng nhiên điểm ra. Hô! Một đạo tinh thuần kiếm khí lập tức từ chỉ bắn ra, đi tới trên không, thời gian nháy mắt phân tán, biến thành mấy ngàn đạo, từng đạo lơ lửng ở bốn phía, không nhúc nhích. Chiêu này cũng không phải thần chi kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ, mà là ở danh sư Đại Lục Kiên chỉ học được nhất kiếm phá hải, nhất kiếm uông dương cùng nhất kiếm lăng thiên. Trước đó, hắn chỉ có thể thi triển ra một chiêu giờ phút này lĩnh ngộ thần chi kiếm ý ba chiêu hợp nhất hơn nữa trao cho lực lượng mới đồng dạng là một chiêu kiếm pháp nhưng uy lực so với trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần lúc trước liền có thể mượn trên trăm thanh trường kiếm mỗi một chuôi đều thi triển ra kiếm thuật khác biệt tiến hành công kích làm cho không người nào có thể phòng ngự giờ phút này càng hơn một bậc càng thêm cường đại dù vậy thân thể này khống chế ba ngàn đạo kiếm khí cũng đạt tới cực hạn lại cao hơn cũng sẽ trực tiếp sụp đổ hắn có chút cổ quái mọi người mau ra tay. Nhìn thấy thoáng cái thi triển ra nhiều kiếm khí như vậy, các đệ tử nội môn ra đầu nổ tung, nhịn không được thở dài. Tiếng la còn không có kết thúc, liền nghe ta rất biết điều quát khẽ một tiếng, đi, hô. Vô số kiếm khí lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phốc, phốc, ba ngàn người, đầu đồng thời rơi xuống đất, hóa thành điểm sáng biến mất, toàn bộ đại điện, trong nháy mắt trống không. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Phong lão, hắn, thực lực thế nào? Bạch Nguyễn Khanh kìm nén không được nhìn lại. Bọn họ từ thông thần điện rời đi đã hơn 10 phút, ý thức vừa trở về, Phong lão liền nhắm mắt lại, không biết nghĩ cái gì, mọi người ai cũng không dám nói chuyện. Diệu, thật sự là diệu. Từ từ mở mắt, hai mắt Phong lão sáng lên. Diệu, khoái miệng mọi người đều co giật. Vị này, chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Bị chặt, không những không tức giận, còn hô diệu. Là cho rằng chém đứt đầu rất hay sao? Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông nhìn nhau, Kim Long không được sờ lên cổ, mặc dù biết là giả, nhưng liên tục bị chặt bốn lần, vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ. Sợ hãi còn không kịp, rượu cọng lông. Trầm tuyết kiếm pháp, ta tu luyện vượt qua 100 năm, càng luyện càng khâm phục, không chỉ tốc độ nhanh, càng quan trọng hơn là chân khí trong cơ thể, ẩn giấu ở trong kiếm thể, khống chế thành thạo, mảy may không tiết ra ngoài. Một khi bắn ra, kiếm khí vào mây, lực lượng như hồng, quỷ thần khó lường ánh mắt xa xăm thanh âm của bạch phong mang theo khâm phục cùng tôn sùng cho tới nay ta đều cho rằng chiêu này là không có thiếu hụt uy lực vô tận không nghĩ tới đối phương một chiêu phá tan một kiếm kia của hắn thật diệu tuyệt không thể tả tuy bị một kiếm đánh giết nhưng cũng nhìn ra kiếm thuật của đối phương quả thực cao minh thành tâm khâm phục cái này mọi người nháy mắt bạch nguyễn khanh hơi đỏ mặt nhìn qua phong lão người không tức giận bị một tiểu nhân vật ngay cả hư tiên cũng không có đến vừa thấy mặt liền chém giết cao thủ như ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trên mặt tối tăm rất mất mặt rất tức giận nhìn thấy kiếm pháp lợi hại như thế cảm ơn còn không kịp vì sao phải tức giận bạch phong sững sờ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người dường như biết ý nghĩ của bọn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng thân là tu luyện giả nhất định phải khiêm tốn mà không phải tự cho là đúng kiếm đạo bao la không biết phần cuối người ta cố gắng cả đời cũng không thể thăm dò hết Cần gì một chút mặt mũi không tồn tại mà ảnh hưởng cảm xúc, không nên bị danh lợi ảnh hưởng, nếu như ta mua danh cầu lợi, hiện tại ít nhất cũng là trưởng lão Hạch Tâm. Vâng. Sắc mặt mọi người đều đỏ lên. Dựa theo thực lực, vị Bạch Phong này hoàn toàn có thể làm trưởng lão Hạch Tâm, nhưng hắn vẫn chăm sóc Bạch Diệp trưởng lão, thời khắc là một người hầu, chưa từng vượt qua, phần tâm tính này đáng giá được kính nể. Phong lão, ta rất biết điều này lý giải kiếm pháp. Rất cao sao? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn ngươi? Bạch Nguyễn Khanh tò mò nhìn qua. Ta, Bạch Phong lắc đầu, ta không có tư cách tới đánh đồng. Được rồi, lần tỉ thí này, thu hoạch tương đối khá, ta đi về trước. Nguyễn Khanh, ngươi tiếp tục tìm kiếm vị đệ tử bán thuốc kia. Nói xong đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra ngoài, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới Phong lão nói đi là đi, không trần chờ chút nào. Bạch Nguyễn Khanh sửng sốt một chút, nhìn về phía lưu lộ kiệt. Vị ta rất biết điều này, dù sao các ngươi cũng đánh không lại đừng quản nữa, đi giúp ta thẩm tra vị này là ai đi. Lần nữa lấy chân dung ra ngoài. Hiện tại các đệ tử, đều cùng ta rất biết điều giao đấu, muốn thẩm tra cũng không dễ dàng. Đợi tỉ thí xong, ta lập tức tìm người hỏi thăm. Lưu Lộ Kiệt đứng dậy. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày, ta vừa rồi nhìn một chút, ít nhất còn 3.000 người. Còn có không ít đệ tử nội môn liên tục không ngừng tiến vào bên trong, triệt để giao đấu xong cần rất lâu. Mặc kệ bao lâu, chúng ta khẳng định cũng sẽ kiên trì, chắc chắn sẽ không nhận thua. Đây là sự kiêu ngạo cùng kiên trì của chúng ta. Trong ánh mắt Lưu Lộ Kiệt mang theo kiên định, ta tin tưởng, chỉ cần kiên trì, ta rất biết điều lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị hao hết lực lượng, tươi sống giết chết, mà thắng lợi cuối cùng thuộc về chúng ta. Thời điểm rõng rạc bảo đảm, chỉ thấy Vương Kiệm Đông khẽ đảo cổ tay, lòng bàn tay nhiều ra một ngọc bài, liếc mắt nhìn, da mặt không ngừng vặn vẹo, dường như có lời gì muốn nói, nhưng nói không ra miệng. Làm sao vậy? Lưu Lộ Kiệt hỏi. Khụ khụ, Lưu sư huynh, tỷ thí kết thúc ta rất biết điều một kiếm chém giết ba ngàn người còn lại. Hiện tại đã quyết định thắng bại. Vương kiệm đông nhịn không được nói. Một kiếm, một kiếm chém giết. Ba ngàn người. Thân thể run rẩy, lưu lộ kiệt suýt chút nữa ngã sắp xuống, trong mắt chừng đến sắp rơi trên mặt đất, người xác định. Không chỉ hắn, Bạch Nguyễn Khanh cũng choáng váng. Một kiếm giết một cái, giết hai cái, thậm chí giết mười cái, đều có thể tiếp nhận. Giết ba ngàn. Đây là đùa dỡn sao. Tin tức đã xác định bây giờ mọi người bị chém giết đều lần nữa trở lại thông thần điện, chờ phán quyết. Vương Kiệm Đông nói, thân là đệ tử nội môn xếp hạng thứ ba, có bản thân thuộc hạ trung thành, nguồn tin tức chuẩn xác không sai. Cái này, lông mày nhảy dựng, lưu lộ kiệt vội vàng ôm quyền, bạch sư tỷ, tất cả mọi người đồng thời bị giết, chứng minh cá cược đã hoàn thành. Chúng ta những người đánh cược này, cần đi vào thông thần điện tiếp nhận phán quyết, mong được tha thứ. Đi đi. Biết quy củ, Bạch Nguyễn Khanh không có nói nhiều, mà khoát tay áo, Nói thật, đến bây giờ nàng cũng khó tin đây là sự thực. Song quyền đánh tan nội môn, một kiếm chém giết ba ngàn. Vị ta rất biết điều này đến cùng là ai. Quan trọng là làm ra chuyện này, huyên náo toàn bộ nội môn gà chó không yên. Cùng biết điều có nửa xu quan hệ. Kiếm các đình, đám người mộc trưởng lão cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nơi này cho thấy thực lực của đối phương, chứng minh người này xác thực là đệ tử nội môn, một đệ tử nội môn, khiêu chiến toàn bộ nội môn, liên tục giết hơn một ngàn người, không những không bại, còn giết bọn họ quả thực biến thái tới cực điểm bất quá lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng chiến thắng đệ tử nội môn có hơn vạn tin tức chuyển ra vì tôn nghiêm tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều chỉ cần không thể chém giết toàn bộ người trong đại điện liền không có khả năng thành công mộc trưởng lão lắc đầu cho nên bất luận kiên trì bao lâu cũng chỉ có thua mọi người đồng thời gật đầu một người khiêu chiến toàn bộ nội môn lại là cùng cấp bậc thành công quá khó khăn dù lại nghịch thiên cũng vậy. Ông, đang cảm xúc, ngọc bài đưa, tin phát ra âm thanh, mục trưởng lão cúi đầu nhìn lại, ngay sau đó ngốc tại chỗ, cái này, cái này, có kết quả rồi. Ta rất biết điều một kiếm chém giết ba ngàn người, tranh tài kết thúc, làm sao có thể. Một kiếm chém giết ba ngàn, lặng ngắt như tờ, tất cả trưởng lão đều choáng váng. Hô hô, thông thần điện, vô số thân ảnh xuất hiện, tham dự giao đấu, sau đó bị giết, hầu như đều ở sau khi nghe được tin tức đều chạy về, nhìn thanh niên ở chính giữa có chút sụi lơ, từng cái ánh mắt phức tạp. Vừa nghe đối phương nói, muốn khiêu chiến tất cả mọi người, đều cho rằng là ngạo mạn, bị hóa điên. Chân chính trải qua chiến đấu mới hiểu được. Đối phương thật có thực lực diệt toàn bộ đội môn. Giao đấu kết thúc, lúc ấy ta rất biết điều khiêu chiến tất cả mọi người ở đây, lấy kiếm các tệ trên người mọi người làm tiền đặt cược, hiện tại đã có kết quả. Một nhân viên quản lý chịu trách nhiệm tỉ thí đi ra, Âm thanh vang lên, ta rất biết điều chiến thắng. Như vậy liền chiến thắng. Toàn bộ nội môn cũng không thắng được hắn. Cái này chỉ sợ là một ngày sỉ nhục nhất của nội môn. Năm ngàn đệ tử, đều thua. Tại sao có thể như vậy? Nghe được kết quả, ở đây không ít người tâm tính mất cân bằng, có chút sụp đổ. Thân là đệ tử Lăng Vân Kiếm Cáp, đều có kiêu ngạo thuộc về mình, mà bây giờ những kiêu ngạo này, bị một người dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Ta không phục, ta nghe được tin tức liền chạy tới, còn không có tham gia giao đấu, không tin một mình hắn có thể thắng được 5.000 người. Coi như có thể thắng được, đám người lưu lộ kiệt sư huynh khẳng định cũng không có xuất hiện, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy. Có người hô lên, nghe được đệ tử nội môn tranh đấu, không ít người đuổi đến, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, vẫn như cũ có hơn phân nửa đệ tử nội môn không có xuất hiện. Không ít người, vừa mới đi vào, liền nghe nói chiến đấu kết thúc, rõ ràng không có tham dự nhưng phải gánh tội danh sỉ nhục, cực kỳ không cam tâm. Lưu lộ kiệt sư huynh, liên tục nội môn đệ nhất 7 năm, ta không tin hắn ra tay, ta rất biết điều có thể thắng. Có người quát. Trước đó lưu lộ kiệt ra tay, chưa kịp nói liền bị chém giết, không ít người chẳng qua là cảm thấy kiếm pháp giống, nhưng kiếm pháp tương tự, liền nhất định đúng ư. Chưa hẳn. Nghe được kêu la như vậy, không khỏi hy vọng, có phải lưu sư huynh thật không có xuất hiện hay không? Mới để cho tên này thắng, chẳng lẽ các ngươi muốn không thừa nhận cá cược người phụ trách thông thần điện nhướng mày không thừa nhận cá cược ngược lại không đến nỗi thật sự là hắn rất lợi hại nhưng cũng chỉ thắng được tất cả mọi người ở đây mà không phải thắng được toàn bộ nội môn chúng ta trong nội môn những cao thủ chân chính thật muốn xuất thủ hắn chưa hẳn có thể kiên trì đến bây giờ người nói chuyện trước đó cao giọng nói vô luận ngụy biện như thế nào cũng không che giấu được thảm bại bị giết năm ngàn người đã như vậy chỉ cần không thừa nhận thắng được toàn bộ nội môn trí ít còn có thể kéo chút mặt mũi nội môn hết thảy hơn một vạn người hơn năm ngàn người bị giết cái này còn không phải thắng được nội môn là thắng được cái gì nói ra lời này không cảm thấy xấu hổ ư người phụ trách thông thần điện sầm mặt lại bọn họ là trưởng lão tông môn không thuộc về nội môn hạch tâm hay ngoại môn đều là giải quyết việc chung sẽ không làm việc thiên tư chúng ta nói là trong đệ tử nội môn mấy vị lợi hại nhất không ra tay bọn họ không có ra tay nói thắng được toàn bộ nội môn liền không có căn cứ đệ tử kia nghiến răng người làm sao phán định bọn họ không ra tay người phụ trách thông thần điện nói ta không cách nào phán định cho nên xin thông thần điện công bố tình hình chiến đấu cụ thể như vậy coi như thua cũng tâm phục khẩu phục người này tiếp tục nói không sai xin lấy ra tình hình chiến đấu cụ thể chúng ta đều muốn biết đến cùng ai tham gia chiến đấu cuối cùng dẫn đến thua chúng ta chưa kịp tham gia cũng không muốn cõng nồi đưa ra cái này mới có thể biểu hiện công bằng. Nếu như tham gia chiến đấu, đều là đệ tử vừa tiến vào nội môn, thực lực không mạnh, thua rất bình thường, làm sao để chúng ta tin tưởng và nghe theo. Không ít người nói. Những người nói chuyện, hầu như đều là nghe được tin tức chạy tới, kết quả lại không tham gia chiến đấu. Một người đơn đấu 5.000 người, hơn nữa ngắn ngủi nửa giờ liền đạt được thắng lợi. Thực sự để cho người ta quá không dám tin tưởng. Không nhìn tình hình chiến đấu cụ thể mà nói, không có người sẽ phục. Các ngươi xác định, nghe được yêu cầu này người phụ trách thông thần điện nhíu mày người ở thông thần điện đều ẩn nấp thân phận tình hình chiến đấu cụ thể lại có thể rõ ràng hiển lộ ra thân phận chân thật cùng với tỷ lệ chiến thắng tuy sẽ không tỉ mỉ đến trong chiến đấu nhưng tên đã bày ra cũng là xúc phạm việc riêng tư không sai chúng ta đồng ý chúng ta cũng đồng ý tuy thua cũng muốn biết đến cùng hắn thắng được những người nào biết hổ thẹn sau đó dũng như vậy mới có thể xác định hắn có phải thật thắng được nhiều người như vậy hay không một hồi xôn xao. Đã có yêu cầu này, lấy ra cũng không sao. Người phụ trách thông thần điện nhìn quanh một vòng, quay đầu phân phó một câu. Một thanh niên xoay người rời đi, thời gian rất dài, một cái ngọc bài được mang tới. Đây là danh sách ta rất biết điều trong vòng nửa canh giờ chém giết. Các ngươi có thể nhìn một chút. Thanh niên lắc bàn tay một cái. Dầm. Một danh sách xuất hiện ở trước mặt mọi người, lơ lửng giữa không trung, phía trên ghi chú rậm rạp chẳng chỉ cái tên. Mau nhìn lưu lộ kiệt sư huynh ở phía trên. Có người hô lên. Vội vàng nhìn lại, mọi người nhìn thấy một cái tên xếp ở phía trước, lộ ra trói mắt như vậy. Lưu lộ kiệt, bốn lần. Nói như vậy, lưu lộ kiệt sư huynh đã tới. Chỉ là, phía sau bốn lần, có ý tứ gì? Có người nhịn không được tò mò hỏi. Bốn lần này, là nói rõ. Hắn bị liên tục chém giết bốn lần. Bị giết chết một lần không cam tâm, đổi thông thần ngọc phù, ngụy trang thành thân phận khác lần nữa tới lại bị giết như vậy chọn bốn lần người phụ trách thông thần điện mặt không hề cảm xúc bị giết liên tục bốn lần ta sát quá không biết xấu hổ hẳn không phải không biết xấu hổ mà là quá con mẹ nó không biết xấu hổ mau nhìn vương kiệm đông sư huynh cũng bị giết bốn lần sắc mặt mọi người đều đỏ lên người trước đó hô to lưu lộ kiệt sư huynh không có tham gia tỷ thí hận không thể có khe đất chui vào còn tưởng rằng vị nội môn đệ nhất lưu sư huynh này không có tới ai nghĩ đến bị giết một lần chạy tới bị giết một lần chạy tới mất mặt ừm bạch nguyễn khanh là ai nội môn thật giống như không có cái tên này nàng cũng bị giết hai lần lại có người hô nàng hình như là cháu gái ruột của bạch diệp trưởng lão đệ tử hạch tâm đệ tử hạch tâm cũng vụng trộm chạy tới khiêu chiến còn bị giết hai lần dưới đài lần nữa xôn xao trước đó còn cho rằng lưu lộ kiệt bị giết liên tục bốn lần liền đủ để cho người ta không ngóc đầu lên được không nghĩ tới đệ tử nội môn tỷ thí đệ tử hạch tâm cũng chạy tới quan trọng là còn bị chém hai lần bạch nguyễn khanh là đệ tử hạch tâm như vậy bạch phong là ai thật giống như chưa từng nghe qua bạch phong ta nghe qua là người hầu của bạch diệp trưởng lão tuy không phải trưởng lão nhưng nghe nói thực lực cường đại hơn trưởng lão hạch tâm cường đại hơn trưởng lão hạch tâm cũng chạy tới khiêu chiến bị giết Tiếp tục nhìn xuống, tất cả đệ tử nội môn đã gần muốn sụp đổ. Nếu chỉ là lưu lộ kiệt liên tục bốn lần bị giết, bọn họ nhận dù sao cũng là vì danh tiếng nội môn, không muốn chút mặt, không gì đáng trách. đệ tử hạch tâm chạy tới liên tục bị giết hai lần, một người thực lực có thể so với trưởng lão hạch tâm chạy tới cũng bị giết, có chút khoa trương. Huyên náo lớn như vậy, vì sao trưởng lão nội môn không có người quản? Đúng vậy, nửa giờ, coi như các trưởng lão tin tức lại lạc hậu, cũng hẳn là biết a. À, mọi người đồng thời toát ra nghi ngờ. Ngay cả đệ tử Hạch Tâm cũng chạy tới chiến đấu, bị giết, nội môn nhiều trưởng lão như vậy, vì sao cái gì cũng không nói, cũng không khuyên giải ngăn trở. Mau nhìn, phía dưới còn có tên. Đang kỳ lạ, lại có người hô lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình lại có không ít tên chậm rãi xuất hiện. Mộc Tuyền, Hoàng Hữu, Trương Lăng Ba, Lục Vân. Mộc Tuyền hình như là Mộc trưởng lão, Hoàng Hữu là trưởng lão của chúng ta, Trương Lăng Ba là trưởng lão của chúng ta trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt biến thành màu đen suýt chút nữa trái tim không chịu nổi trực tiếp bạo liệt ta còn tưởng rằng các trưởng lão không quản không nghĩ tới bọn họ cũng giả mạo đệ tử chạy tới khiêu chiến kết quả bị giết truyền thụ cho chúng ta kiếm thuật lại bị giết chết vị ta rất biết điều này rốt cục mạnh đến mức nào thật muốn điên rồi đặc biệt là đệ tử trước đó gào to phải xem tình hình chiến đấu cụ thể hận không thể một tay quất chết mình vốn định vì nội môn cứu danh dự lần này tốt rồi đường đường đệ tử nội môn cùng người ta đánh cược kết quả đệ tử hạch tâm tới không nói ngay cả trưởng lão cũng tự mình động thủ quan trọng là thắng thì thôi còn thua giống như nhà trẻ đánh nhau một đứa bé khiêu chiến toàn bộ nhà trẻ lão sư phụ huynh chẳng những không giúp đỡ khuyên can chạy tới đồng dạng bị đánh mất mặt vô cùng xấu hổ không muốn tình hình chiến đấu cụ thể còn tốt muốn hận không thể tại chỗ đi chết mọi người đối thoại cùng tình hình chiến đấu cụ thể trương huyền cũng nhìn ở trong mắt không khỏi ngây người lúc nào đệ tử nội môn trưởng lão cũng xuất hiện làm sao một chút cảm giác cũng không có theo lý thuyết những người này xuất thủ khẳng định rất mạnh sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân nhưng chiến đấu nửa giờ hầu như đều là một kiếm một cái không có gặp được chống cự gì ra dáng quên đi chỉ cần kiếm tiền là được nghĩ một lát nghĩ mãi mà không rõ chẳng muốn tiếp tục chú ý nhìn về phía thẻ mình, con mắt sáng lên. Lần này chém giết hơn 5.000 người, dựa theo cá cược, những người này đều phải giao tất cả kiếm các tệ cho mình, tính như vậy, khẳng định kiếm rất lớn. Ngón tay siết chặt, nhìn lại, phía trên rất nhanh hiện ra một chuỗi con số. 283.764, hơn 28 vạn kiếm các tệ. Trương Huyền suýt chút nữa cười ra tiếng. Quả nhiên loại cá cược này, tiền tới nhanh nhất. Hơn 5.000 người, mỗi người bình quân hơn 50 kiếm các tệ, nửa giờ kiếm lời hơn 28 vạn, tương đương với của cải của toàn bộ nội môn bị vơ vét tiếp cận một nửa. Dùng số tiền này mua sắm đan dược, thuần phục hồ lô, nên dễ như trở bàn tay. Cáo từ thấy thân thể này đã đi đến mức đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trương Huyền đi tới trước đài mua số lượng tiên nguyên đan trung phẩm nhất định, tinh thần khẽ động, rời đi thông thần điện. Kết quả đi ra, tiền cũng tới tay, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này về phòng lấy đan dược ra lần nữa thả hồ lô đây là mười tiên nguyên đan trung phẩm nhận ta làm chủ lập tức cho ngươi ăn mở bình ngọc ra bên trong linh khí nồng nặc hồ lô lòng ngứa ngáy khó nhịn thế nào trước đó nói không tính toán gì hết thấy nó có chút trần trở, trương huyền cười cười đương nhiên giữ lời nhận ngươi làm chủ nhân không có gì nhưng ngươi phải cho ta đủ dược vật bảo vật giúp ta khôi phục hồ lô xoay xoay cái mông đây là đương nhiên Trương Huyền gật đầu. Hồ lô nhẹ nhàng run rẩy, một giọt chất lỏng màu vàng óng bất ngờ bay ra, rơi vào mi tâm Trương Huyền. Ông, tinh thần tới tiếp xúc, Trương Huyền lập tức ký kết khế ước, tinh thần cùng hồ lô có thể rõ ràng câu thông, coi như không cần lên tiếng, cũng có thể ý niệm giao lưu. Người rốt cuộc là thứ gì? Bất quá cho dù có thể giao lưu, Trương Huyền vẫn không có phát giác đối phương là cái gì, đồ vật cùng hắn tinh thần câu thông, giống một quả trứng, muốn tiếp xúc bên trong, căn bản không làm được không phải nói cho ngươi biết ư ta chính là thần thú ngang dọc thiên địa quát tháo phong vân hồ lô tràn đầy kiêu ngạo không cần khoác lác những thuốc này cho ngươi ăn thấy tên này càng thổi càng lớn trương huyền không còn gì để nói bàn tay lắc một cái đan dược bay ra há miệng nuốt đan dược vào trong bụng hồ lô lần nữa trông mong nhìn lại ta còn muốn cho thấy bộ dáng của nó trương huyền không còn gì để nói dù sao hiện tại nhiều tiền cũng không quan trọng lại mua 90 viên, tiếp cận đủ 100, toàn bộ ném cho đối phương, để nó từ từ ăn, bản thân thì ổn định lại tâm thần, yên tĩnh suy nghĩ. Lần này lấy thực lực cùng cấp bậc, khiêu chiến 5.000 người, đối với hắn mà nói, cũng được lợi rất nhiều. Lý giải kiếm thuật càng cao thâm hơn, khống chế lực lượng càng thêm tinh chuẩn. Vận chuyển tu vi một hồi, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể dục già dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cổ thánh tứ trọng đỉnh phong, sung kích hư tiên cảnh thông thần điện luyện kiếm vậy mà cũng có trợ giúp với tu vi con mắt trương huyền sáng lên dưới tình huống bình thường hắn ở mấy canh giờ trước mới sung kích phá toái hư không đỉnh phong muốn triệt để củng cố cho dù là thiên đạo công pháp cũng cần mấy ngày thời gian ôn dưỡng mà bây giờ trải qua trước đó chiến đấu chân khí trong đan điền có chút phù phiếm khống chế tự nhiên nguyên bản khoảng cách hư tiên cảnh rất xa lại có loại cảm giác tùy thời sẽ đột phá nói cách khác chỉ cần tìm được công pháp thích hợp có thể tùy tiện xung kích hư tiên, đi đến cảnh giới cao hơn. Xung kích hư tiên cảnh, liền có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm. Như vậy sẽ có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn. Công pháp tu luyện trong tàng thư khố của đệ tử nội môn, chỉ có hư tiên cảnh trở xuống, muốn xung kích cảnh giới cao hơn, chỉ có thể tìm kiếm đối sách. Thiện hiểu thiên mới cổ thánh nhất trọng đỉnh phong. Cách hư tiên cảnh quá xa. Hắn là người biết điều, không muốn bại lộ thân phận cùng tu vi, trách nhiệm trở thành đệ tử hạch tâm chỉ có thể ủy thác đệ tử, nhưng vị đồ đệ này mới cổ thánh nhất trọng, kém có chút xa. Coi như lấy công pháp của hắn tu luyện, tài nguyên không lo, tấn thăng đến hư tiên cảnh, ít nhất cũng phải một hai tháng. Nếu không, tiến bộ quá nhanh, dẫn đến lực lượng phù phiếm, đối với về sau tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù bản thân có nhu cầu, cũng không thể hại học sinh. Thật ra thì, xung kích hư tiên cảnh, trừ đi hạch tâm, còn có một phương pháp, chính là đi lạc vũ cốc, rất nhiều đệ tử nội môn muốn đột phá đều sẽ tới đây, nơi này nắm giữ không ít tâm đắc cùng trải nghiệm đột phá hư tiên cảnh. Đồ đệ dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào bản thân. Trương Huyền nhìn qua thư tịch ở trong đầu nhớ lại một lần, mắt sáng rực lên. Đệ tử nội môn muốn xung kích hư tiên cảnh là có công pháp đối ứng, chỉ bất quá số lượng quá mức đơn lẻ, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng rất nhiều đệ tử đều sẽ lựa chọn ở Lạc Vũ cốc đột phá, sau đó nơi này liền lưu lại không ít kinh nghiệm đột phá coi như không phải công pháp, nhưng chỉ cần chỉnh lý tốt mà nói, đồng dạng có thể để cho hắn thuận lợi xung kích hư tiên. Đi đến cảnh giới này, liền có thể vụng trộm lẫn vào đệ tử hạch tâm, đi vào tàng thư khố, quan sát bí tịch, không cần lo lắng thân phận bại lộ. Đi qua nhìn một chút, nghĩ đến cái này, không chần chờ nữa, nhấc chân ra khỏi phòng. Thiếu ra. lúc này, tao thành lập đã cùng vị đệ tử nội môn 300 cân kia giao thủ xong xuôi, lần nữa trở lại tiểu viện. Lần này giao thủ để cả người hắn có chút uể oải, xem ra đối phương cũng không phải kẻ yếu. Cho dù vị thống lĩnh sơn tặc này rất mạnh, nhưng giờ phút này thân thể suy nhược, chân run run, có chút gánh không được. Thiện hiểu thiên đâu. Không thèm để ý cái tên này, nhìn một vòng, không có phát hiện đệ tử, trương huyền co mày. Đệ tử nội môn khẩn cấp tổ chức đại hội, tiểu thiếu gia đã qua. Tào thành lập không người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ chức đại hội. Trương Huyền nghi ngờ, Thật giống như không biết từ nơi nào xuất hiện cái hai hàng, một người đơn đấu toàn bộ nội môn, các trưởng lão hết sức tức giận, hô người qua điều tra. Tao thành lập gật đầu. Lúc hắn cùng đệ tử nội môn 300 cân kia chiến đấu, có hạ nhân trình báo, cho nên đối với chuyện này biết rất rõ ràng. Hai hàng, lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Người mới là hai hàng, cả nhà đều là hai hàng, chỉ là đánh cược mà thôi, điều tra cần thiết hay không? May mắn ta sớm thay tên, nếu không thật muốn tra được liền phiền toái. Trong lòng âm thầm cảnh giác, thực lực của hắn bây giờ, cùng cấp bậc vô địch, nhưng tổng thể tu vi vẫn quá yếu, trước đó nghe được có thể kiếm tiền, chơi quá liều, một khi bị tra ra thân phận, vì sao nắm giữ kiếm thuật mạnh như vậy, vì sao cùng cấp bậc vô địch, sẽ khó mà giải thích. Thiên đạo thư viện, là bất kể như thế nào cũng không thể tiết lộ. Ngươi có nghe được tin tức gì, tỉ như vị cường giả khiêu chiến toàn bộ nội môn kia ở nơi nào, thân phận gì hay không? Trương Huyền mặt không đổi sắc, ngoài miệng hỏi. Chỉ nghe nói người này tên ta rất biết điều, dù sao hai hàng như vậy, tên là biết điều, trên thực tế ai cũng không có kiêu căng bằng hắn. Còn cụ thể là ai thì không rõ ràng. Tào Thành Lập lắc đầu, thấy đối phương cũng không hiểu rõ tình hình, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, cái kia, đệ tử nội môn đại hội mở ở chỗ nào biết không? Ở trên diễn võ trường." Tào Thành Lập nói, "Ta đã biết." Trương Huyền gật đầu, đột nhiên xoay người, "Đùng Tào Thành Lập bụng mặt, giật nảy mình, thiếu ra, ngươi, ngươi. Tại sao lại đánh ta? Một tát này, đánh rất ác độc, răng cũng buông lỏng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi hỏi cái gì, ta nói cái đó, không có một chút giấu giếm, lần này tin tức cũng tới rất đúng lúc, không có vấn đề gì, sao lại đánh người? Không có gì, vừa rồi sau khi ngươi vào cửa, chân trái bước vào trước, hỏng quy củ của ta. Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền xoay người đi ra ngoài. Chân trái bước trước, con mắt Tào Thành Lập trợn tròn, có chút phát điên cái này con mẹ nó là cái quy củ gì a à? quan trọng là lúc nào nói qua có loại quy củ cổ quái này ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ lần sau nhất định phải chân phải vào trước cắn răng cố nén nội tâm đau buồn tao thành lập thầm nghĩ rời đi tiểu viện trương huyền không có đi lạc vũ cốc mà thẳng tắp đi tới diễn võ trường xem xem đối phương làm sao kiểm tra bản thân lại tra đến bước nào nếu không nằm ở trong nguy hiểm cũng không tự biết thật sự là phiền toái biết điều mới là vương đạo lần sau ngàn vạn lần không thể như vậy trương huyền âm thầm cảnh giác vừa rồi khiêu chiến đánh thật thoải mái một người diệt cả nội môn thoải mái là thoải mái nhưng thật bị truy xét ra liền xong đời về sau loại sự tình này nhất định phải cẩn thận không thể lỗ mãng trưởng lão điện hà thiên trưởng lão ngồi ở giữa bên cạnh mấy vị lão giả tất cả đều khí tức hùng hậu cho người ta cảm giác nghiền ép phía dưới cùng ngồi chính là nội môn mộc trưởng lão thực lực của hắn, mặc dù không yếu, nhưng so sánh với mấy người này, còn kém quá lớn, căn bản không phải một cấp độ, ngồi ở phía dưới, vẫn cảm thấy áp lực nồng đậm, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hà trưởng lão, gấp gáp như vậy kêu chúng ta đến, là vì chuyện gì? Lại một lão giả xài bước đi vào. Người đã đến đông đủ, mộc trưởng lão, liền làm phiền ngươi thuật lại lần nữa đi. Hà thiên trưởng lão nhìn qua. Vâng. Mộc trưởng lão vội vàng đứng dậy, trưởng lão nội môn mộc tuyển gặp qua chư vị. Trước đó trong đại hội trưởng lão, hà trưởng lão để mọi người tìm kiếm thiên tài lĩnh ngộ kiếm thuật siêu tuyệt, nội môn chúng ta mới xuất hiện một vị. Ta nghi ngờ, là vị thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý kia. Ô, căn cứ vào cái gì? Một trưởng lão nhíu mày nói, thần chi kiếm ý, ảo diệu vô song, coi như thực sự có người lĩnh ngộ, cũng hẳn là ở hạch tâm, nội môn. Không khả năng, nội môn thông thần điện, hắn một người khiêu chiến tất cả đệ tử nội, môn, trong nửa giờ, chém giết 5.000 người. Mộc trưởng lão nói rõ chi tiết một lần. Xác định đối phương chiến thắng, một kiếm diệt sát ba ngàn, liền rốt cuộc kìm nén không được. Hà trưởng lão vừa nói xong, có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tên này liền xuất hiện, gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể chính là người này hay không? Nếu là thật, nội môn không những sẽ không bị chê cười, chỉ sợ còn được ngợi khen. Bại bởi nhân vật siêu tuyệt giống như tổ sư, không những không mất mặt, còn là một loại vinh dự. Cùng cấp bậc, nửa giờ, chém giết năm ngàn đệ tử. Ngươi, xác định không có nói dối. Đồng thời chấn động, mấy vị trưởng lão tràn đầy khó tin. Thông thần điện, cấp bậc tương đồng, ai cũng không cách nào thay đổi. Một người diệt sát 5 ngàn, chỉ dùng nửa giờ. Quá nghịch thiên. Đây là hình ảnh tỉ thí. Mục trưởng lão đưa tới một ngọc tinh ghi chép. Lăng vân kiếm các thông thần điện, giống như ngoại giới, sẽ ghi chép chiến đấu, dùng để bán ra. Vì báo cáo tốt hơn, hắn đã mua hình ảnh ta rất biết điều cùng đệ tử nội môn chiến đấu tới chân khí nhẹ nhàng vạch một cái, Ngọc Tinh lập tức truyền phát ra tình hình chiến đấu. Vì không có thời gian, chiến đấu trước mặt thoáng một cái đã qua, một kiếm cuối cùng phá không, vô số kiếm khí diễn biến ra từng đạo kiếm pháp, trong nháy mắt chém xuống ba ngàn người. Nhìn thấy một kiếm này, tất cả mọi người lông mày nhảy dựng. Một kiếm này, coi như bọn họ đè thấp đến tu vi tương đồng, cũng khẳng định không làm được. Nhưng đối phương tùy tiện hoàn thành, lý giải kiếm thuật nên mạnh bao nhiêu. Đạo kiếm ý này cũng không phải thần chi kiếm ý của tiên tổ, có điều có thể thi triển kiếm pháp đến loại cảnh giới này, không phải hắn, cũng 89 phần 10." Trưởng lão kia nói. Tuy nghi ngờ, vì sao đệ tử nội môn có thể lĩnh ngộ kiếm ý cao minh như thế, nhưng sự thật ở phía trước không thừa nhận không được. Hà trưởng lão gật đầu, "Có thể. Cho nên ta muốn tiến hành định vị chuẩn xác, ta rất biết điều. Từ đó xác định thân phận. Thông thần điện là không cho phép thẩm tra người, làm như vậy sẽ phá hư quy củ." trưởng lão kia cao mày. Thông thần điện, không cách nào tra ra cụ thể là ai, nhưng căn cứ ngọc phù định vị, còn có thể làm được. Nhưng làm như vậy, phá hủy quy củ, dễ dàng dẫn tới hoảng loạn. Ta biết, cho nên triệu tập chư vị tới, cùng thương nghị một chút, nên làm như thế nào? Hà trưởng lão nói, loại thiên tài này, dính dáng quá lớn, ngộ nhỡ chúng ta không tìm được, bị cường giả thần điện phát giác, ta sợ. Sẽ xuất hiện biến cố không cần thiết. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, Mặc cho trưởng thành, nhất định có thể khiêu chiến thần quyền, cường giả thần điện vô cùng có khả năng sớm ra tay. Trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua loại sự tình này, không ít cường giả thiên tư chắc tuyệt đều bởi vì bảo vệ bất lực mà bị chém giết. Gian phòng một hồi trầm lắng, bầu không khí có chút đè nén. Thân thể Mộc trưởng lão cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám. Hắn chỉ là trưởng lão nội môn phổ thông, rất nhiều chuyện không hiểu rõ tình hình, có điều từ tất cả trưởng lão nói chuyện với nhau, thật giống như rõ ràng không ít những vật này là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài nếu không chết cũng không biết chết như thế nào ta đề nghị chuyện này vẫn là trước liên hệ tông chủ để hắn quyết sách mới là phương thức ổn thỏa nhất trầm lắng phút chốc một vị trưởng lão nói tông chủ quyết sách là tốt nhất có người gật đầu ta đã đưa tin cho tông chủ đây là hắn trả lời cổ tay hà trưởng lão khẽ đảo một ngọc phù xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên viết bốn chữ lớn tự mình xử lý cái này tông chủ đã nói như vậy vậy thì kiểm tra đi tra ra vị trí chính xác tìm được người này cũng có thể bảo hộ càng tốt thấy tông chủ ủy quyền cho bọn hắn mấy vị trưởng lão không có phí lời đồng thời gật đầu đi kiếm các đình thấy mọi người làm ra quyết định hà trưởng lão đứng dậy mọi người tung lên đồng loạt bay ra ngoài tu vi của mộc trưởng lão quá thấp không cách nào phi hành hà thiên trưởng lão phân ra một đạo chân khí bọc hắn lại theo sát tới vị thiên tài kia có thể là đệ tử nội môn làm trưởng lão nội môn đệ nhất nhân có tư cách biết vị trí chuẩn xác của đối phương. Rất mau đến kiếm các đình, không có nói nhảm quá nhiều, mấy vị trưởng lão đưa tới lệnh bài đại biểu thân phận. Thẩm tra vị trí chính xác của ta rất biết điều. Hà trưởng lão nói. Ông, một tiếng thanh minh, bức tường trước mắt lắc lư một cái. Cái gì cũng không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử co rụt lại. Dựa vào bọn họ nhiều trưởng lão như vậy liên hợp, thẩm tra vị trí xác thực của đối phương, nên cực kỳ đơn giản, làm sao sẽ không có biểu hiện hiện tại hắn không ở thông thần điện cho nên không cách nào thẩm tra một thanh âm nhàn nhạt vang lên mọi người vội vàng xoay người nhìn thấy một lão giả bay thấp xuống chính là lăng vân kiếm các hàn tông chủ hắn trở về gặp qua tông chủ mọi người đồng loạt quỳ gối hà thiên trưởng lão nhìn qua tông chủ vừa nói không có ở trong thông thần điện là có ý tứ gì đi qua thông thần điện thẩm tra người bọn họ ai cũng chưa làm qua cho nên rất nhiều chuyện không hiểu rõ tình hình thông thần điện là ý niệm người đi vào mới có thể tra ra vị trí thân thể cụ thể nếu như ý niệm không ở bên trong làm sao kiểm tra hàn tông chủ giải thích đám người hà trưởng lão giật mình trước đó mộc trưởng lão thẩm tra tu vi của đối phương hắn còn ở trong đó cùng người tỷ thí dễ dàng liền thành công mà bây giờ hắn vắng mặt đương nhiên là cái gì cũng không tra được giống như đang online ngành công an tùy tiện có thể tra ra vị trí cụ thể của điện thoại không online mà nói thủ đoạn lợi hại hơn nữa cũng khó có thể xác định không cần khẩn trương, ở đây bảo vệ, chỉ cần ta rất biết điều lại đi vào Thông Thần điện, rất dễ dàng phát hiện." Tông chủ cười nhạt một tiếng. Mọi người gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đối phương khiêu chiến nhiều người như vậy, xông ra danh khí lớn như vậy, kiếm lời nhiều kiếm các tệ như vậy, khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, không tin không tìm ra được. Dù sao cũng không quan tâm một ngày hai ngày. Vậy chúng ta ở chỗ này bảo vệ, Mộc trưởng lão Chuyện này dính dáng cực lớn, người cũng đừng trở về, cùng một chỗ chờ đợi đi. Rõ ràng chuyện gì xảy ra, hà trưởng lão lại không giàu dĩ, cười cười. Vâng, mộc trưởng lão không dám nói nhiều, vội vàng gật đầu. Trong lúc nhất thời, chư vị cường giả đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ lăng vân kiếm các, tất cả đều chờ đợi Trương Huyền đi vào thông thần điện. Trương Huyền thân là người trong cuộc, lại không biết loại tình huống này, mà một đường đi nhanh, thời gian không dài, đi tới diễn võ trường. Nơi này đã người đông nghìn nghịt, hơn vạn đệ tử nội môn nhận được tin tức, tất cả đều ngừng tu luyện chạy đến. Đi theo sau lưng mọi người, Trương Huyền tìm nơi hẻo lánh, dù sao hiện tại nhiều người cũng không có người chú ý một người bình thường như hắn. Chư vị chắc hẳn đều đoán được, tìm bọn ngươi đến là vì chuyện gì. Giữa đám người, một lão giả nhìn quanh một vòng, âm thanh truyền vào lỗ tai mỗi người. Trưởng lão nội môn thứ hai, Hoàng Hữu. Tất cả đệ tử nội môn nghe được trưởng lão nói, đều hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống vừa bị người ở thông thần điện đánh bại, trưởng lão liền triệu tập tới, ngu nữa cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nội môn lăng vân kiếm các, truyền thừa mấy ngàn năm, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù không biết, vị ta rất biết điều kia là ai trong các ngươi, nhưng có thể lấy sức một người, chiến thắng 5.000 người cùng cấp bậc, cũng coi như mở ra tiền lệ của kiếm các. Hắn là đáng giá khen ngợi, nhưng những người khác, 5.000 người vây công, ngay cả một người cũng giết không được. Ta chỉ muốn hỏi một chút, những năm này các ngươi học cái gì, ngày ngày ở tông môn ăn không ngồi rồi sao nhìn về phía mọi người trên mặt hoàng hữu không có bất kỳ biểu lộ gì cũng không biết là tức giận hay vui vẻ nghe được quát tháo vẻ mặt mọi người đều đỏ lên khuôn mặt xấu hổ năm ngàn người vây công lại bị một người giết chết quả thực vô cùng nhục nhã vô luận cãi lại như thế nào cũng cãi không xong chỉ là người vụng trộm chạy tới cũng bị người ta giết mọi người là chó chê mèo lắm lông a à. vị ta rất biết điều này chúng ta thực không phải đối thủ chỉ là có phải đệ tử hạch tâm ngụy trang hay không? Một đệ tử nội môn nhịn không được hỏi. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới không ít người cộng hưởng. Đệ tử nội môn có bao nhiêu lợi hại, tất cả mọi người rõ ràng, mạnh mẽ hơn người bình thường một chút, để cho người ta tin tưởng, nhưng mạnh mẽ nhiều như vậy, cũng có chút khó hiểu. Ta cùng đám người mộc trưởng lão đặc đi kiếm các đình tra xét, thực lực của đối phương chỉ là phá toái hư không đỉnh phong. Đây là kết quả thẩm tra. Dường như biết mọi người nghi ngờ, vẻ mặt hoàng hữu lãnh đạo, ngón tay điểm ra ông một hình ảnh ghi chép hiện lên ở trên không chính là tình cảnh trước đó mấy vị trưởng lão đi thăm dò rất nhanh bức tường hiện ra thực lực cùng hắn nói giống nhau như đúc phá toái hư không đỉnh phong đệ tử nội môn nội môn thật có thể mạnh như vậy cùng cấp bậc có thể cường đại như vậy xem xong một màn này mọi người rõ ràng ta rất biết điều thực sự là đệ tử nội môn trước đó nghi ngờ tất cả đều tan thành mây khói bây giờ còn có gì để nói phát ra hình ảnh song xuôi, hoàng hữu trưởng lão lạnh lùng nhìn qua, trong thanh âm mang theo lạnh lùng, không sánh bằng, liền cảm thấy đối phương là hạch tâm. Các ngươi có từng nghĩ nguyên nhân ở bản thân. Không cần mọi người trả lời, khí tức trên người càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng dày, ép người không thở nổi, cùng cấp bậc, vì cái gì ta rất biết điều có thể cường đại như vậy. Là bởi vì, hắn giống như ngoại hiệu của mình, biết điều không có người biết, không có người chú ý. Chưa từng tham gia tỉ thí, chưa từng cùng người tranh phong, thậm chí không ra tay. Một lòng chỉ có tu luyện, tu luyện, lại tu luyện. Hao tốn tâm huyết cùng mồ hôi gấp người khác không biết bao nhiêu lần, mới đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Mà các ngươi thì sao? Âm thanh càng thêm vang dội, cả ngày giao đấu, hiển lộ thân phận, lấy dẫn tới người khác chú ý là mục đích chủ yếu, nhưng tu vi chưa bao giờ để tâm. Làm sao có thể tu luyện ra tuyệt thế kiếm thuật? Trở thành cường giả chân chính. Mọi người đồng thời xấu hổ. Trương huyền vịn cầm, bản thân chưa từng tham gia trận đấu chưa từng cùng người tranh phong là bởi vì mới đến kiếm các không tới một ngày bất quá tu luyện hao tốn tâm huyết không biết gấp người khác bao nhiêu lần cùng biết điều ngược lại là thật cho nên thất bại không nên ôm oán hận đó là bởi vì các ngươi bỏ ra còn chưa đủ còn không có cố gắng bằng người khác âm thanh của hoàng trưởng lão tiếp tục vang lên từ hôm nay trở đi ta hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ sỉ nhục lần nữa dấy lên tự tin để nội môn chúng ta trở nên càng thêm cường đại có thể làm được hay không có lòng tin hay không có thể có từng cái siết chặt nắm đấm cắn chặt răng thấy bọn họ khí thế như hồng trương huyền thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng cha ra thân phận của mình rồi sợ tới mức vội vàng chạy tới náo loạn nửa ngày là lấy mình làm nhân vật phản diện khích lệ khí thế của mọi người nói đến thế thôi các ngươi đã có lòng tin vậy ta liền mỏi mắt mong chờ hoàng hữu trưởng lão gật đầu vung tay lên mặt khác các ngươi ai là ta rất biết điều có thể chủ động tới tìm ta. Thấy không có tra được thân phận cụ thể, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, từ chỗ ẩn thân đi ra, vừa định rời đi, liền nghe một tiếng la gấp gáp vang lên, là hắn, là hắn, chính là hắn, ta tìm được. Thanh âm này vang lên vô cùng bất ngờ, hơn nữa rất sốt ruột, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Trương Huyền cũng quay đầu, vừa xem xét, lông tơ lập tức dựng lên, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy ra hỏa hô đang chỉ mình, ánh mắt các đệ tử đều đồng loạt nhìn lại. Sát, ra đầu nổ tung Trương Huyền điên rồi chẳng lẽ bị người nhận ra nếu thực như thế còn biết điều thế nào trọng yếu nhất là xác nhận thân phận cũng không cần tu luyện mỗi ngày chạy tới khiêu chiến liền không biết bao nhiêu phiền cũng có thể phiền chết dù sao người người đều muốn dương danh lập vạn trở nên nổi bật chém giết 5.000 người không làm được chỉ cần đánh bại bản thân chẳng khác nào thu được thành tựu cao hơn không phải ta không phải ta ngươi nhận lầm Trương Huyền quay đầu chạy tốc độ nhanh tựa như ngựa hoang mất cương thời gian nháy mắt liền mất đi tung tích đừng chạy đệ tử nội môn kia hô lên thấy tên này trốn nhanh như vậy cũng kìm lòng không được ngây người vừa định đuổi theo liền cảm thấy bên cạnh có một cỗ áp lực nồng đậm kéo tới hoàng hữu trưởng lão chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt người mới vừa nói là hắn hắn là ai là một gia hỏa bán thuốc giả a à, không bán thuốc thật vị đệ tử này vội vàng không người Da mặt hoàng hữu trưởng lão co giật, hận không thể quất chết ra hỏa trước mắt này. Bản thân đang nói ta rất biết điều, cái tên này liền là hắn, là hắn kêu loạn, đối phương càng sợ tới mức sốt ruột chạy trốn. Còn tưởng rằng tìm được vị cường giả kia, không nghĩ tới, chỉ là ra hỏa bán thuốc. Thấy được bán thuốc, không đến mức kích động như vậy. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh Sư tỉ tìm hắn, một mực tìm không thấy, vừa nhìn thấy, cho nên có chút kích động. Nhìn thấy sắc mặt của hoàng trưởng lão không đúng, vị đệ tử này vội vàng nói, vị này mặc dù không phải ra hỏa ở gần trương huyền bày quầy bán hàng lúc trước nhưng cũng là một thành viên khi ấy gặp qua hình dáng của trương huyền chỉ bất quá trương huyền không chú ý đối phương mà thôi bạch nguyễn khanh tìm hắn hoàng hữu trưởng lão cao mày bạch nguyễn khanh là đệ tử hạch tâm hắn xem như trưởng lão cũng có nghe nói cháu gái ruột của bạch diệp trưởng lão tìm một đệ tử nội môn làm gì vâng hình như là mua thuốc của hắn hiệu quả cũng không tệ lắm muốn tìm hắn mua một ít vị đệ tử này trả lời đi giúp bạch nguyễn khanh tìm chớ chọc nàng tức giận còn tưởng rằng là ta rất biết điều đã không phải hoàng hữu trưởng lão không còn hứng thú bất đắc dĩ khoát tay áo ừm vị đệ tử này vội vàng gật đầu không kịp đi tìm đám người lưu lộ kiệt cấp tốc đuổi theo nguy hiểm thật chạy không biết bao xa không phát hiện có người đuổi theo lúc này trương huyền mới ngừng lại xoa xoa mi tâm hắn chỉ muốn làm người bình thường biết điều sống khó khăn như thế sao ta là thật không muốn ưu tú như vậy có người phát hiện, thân phận khẳng định bại lộ. Trương Huyền suy tư, mặc dù không biết là tiết lộ thế nào, nhưng chỉ cần bản thân không thừa nhận, không hiển lộ thực lực, đối phương hẳn là tìm không thấy chứng cứ, chứng minh mình là ta rất biết điều. Nhất định phải hủy diệt thông thần ngọc phù của ta rất biết điều. Không hủy diệt, một khi bị đuổi kịp, chỉ cần thẩm tra đối chiếu, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới thân phận, đến lúc đó thật sự hết đường chối cãi. May mắn, trước đó đánh cực lấy kiếm các tệ, dùng một tấm thẻ không ký danh, Đối phương thẩm tra không đến, không cần lo lắng thứ này không tìm về được. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra thông thần ngọc phù của ta rất biết điều, tiện tay bóp nát, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thông thần ngọc phù, thường xuyên luận võ, bị giết là chuyện thường xảy ra, bởi vậy không ít người đều trong đó giao dịch tiền bạc, đặt ở trên thẻ không ký danh, bất luận đổi bao nhiêu ngọc phù, tiến vào bên trong đều có thể nhẹ nhõm tìm về. Cho nên cho dù hủy ngọc phù, tiền cũng sẽ không tổn thất làm xong những việc này trương huyền yên lòng lúc này phát hiện vừa rồi người chỉ vào hắn kia đã đuổi theo nhìn lại sau lưng đối phương cũng không phát hiện có nhiều người trương huyền thở phào nhẹ nhõm tràn đầy nghi ngờ cái tên này hô lên bản thân là ta rất biết điều vị hoàng hữu trưởng lão kia cùng những người khác hẳn đều sẽ đuổi tới a à? vì sao chỉ có một người chẳng lẽ là sợ hù dọa bản thân bất quá bất kể như thế nào mặc kệ đối phương nói thế nào không thừa nhận là được dù sao Ngọc Phù đã bị bóp nát, không có chứng cứ. Vị huynh đệ kia, ngươi chạy thật nhanh. Vị đệ tử kia đi tới trước mặt, miệng thở hổn hển. Tuy vừa rồi Trương Huyền chạy trốn, vì phòng ngừa người khác nhìn ra dị thường, đã dùng tốc độ rất chậm, cũng không phải đối phương có thể tùy tiện đuổi theo. May mắn ta nhận ra ngươi, hơn nữa đuổi tới, ha ha, lần này ta phát đạt. Con mắt sáng lên, vị đệ tử này nhìn về phía Trương Huyền, giống như thấy được bảo tàng. Nhận ra ta, ngươi cũng đừng nói bậy ta không phải ta rất biết điều vị kia vô cùng anh hùng mạnh mẽ vô song anh tuấn tiêu sái hắn như mặt trời trói mắt mà ta chỉ là đệ tử nội môn phổ thông không đáng giá nhắc tới nói lung tung sẽ chết người đấy trương huyền vội vàng xua tay ta rất biết điều ta chưa nói ngươi là ta rất biết điều a à. vị đệ tử này sững sờ có chút ngây người ách trương huyền cứng đờ vậy ngươi đuổi theo ta làm gì ngươi không phải nhận ra ta là ta rất biết điều chạy nhanh như vậy đuổi tới làm gì sợ tới mức ta ngay cả ngọc phủ cũng bóp nát ngươi không phải bán một bình thuốc chữa thương cho bạch nguyễn khanh sư thì sao nàng để chúng ta tìm ngươi nếu không liền đánh tơi bời ngươi nhìn tổn thương trên người ta đều là bị nàng đánh nhìn thấy ngươi tự nhiên phải đuổi theo sửng sốt một chút đệ tử này phản ứng lại chỉ khuôn mặt mình nói liếc mắt nhìn trên người đối phương quả nhiên có thương tích nước mắt trương huyền sắp chảy ra sớm biết là chuyện như vậy chạy cái rắm ngay cả ngọc phủ cũng bị bóp nát đây chính là hai mươi kiếm các tệ sợ bóng sợ gió một hồi may mắn tiền không có tổn thất nếu không thật muốn nhảy lầu tự sát nàng tìm ta làm gì trương huyền buồn bực nhịn không được nói ta cũng không rõ ràng hình như là thuốc đối chữa thương của ngươi hữu dụng muốn tiếp tục mua sắm vị đệ tử này nói mua thuốc lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không có bị phát hiện thân phận ta rất biết điều cái liền tốt còn dược vật nước tắm hồ lô đương nhiên là có hiệu quả bằng không thì cũng không có khả năng để thương thế của hắn tốt nhanh như vậy. Đúng vậy, làm phiền ngươi đi với ta tìm Lưu Lộ Kiệt sư huynh, để hắn hỗ trợ liên hệ Bạch Sư tỷ. Vị đệ tử này vội vàng gật đầu. Trương Huyền vốn không muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới một việc, tâm tư sinh động, vị Bạch Nguyễn Khanh sư tỷ này hình như là cháu gái ruột của Bạch Diệp trưởng lão, ở trong Hạch Tâm địa vị cũng rất cao đúng không? Tin tức nữ bạo long này trước hắn nghe qua, đã có địa vị, lại là đệ tử Hạch Tâm, nếu như có thể mượn thân phận của nàng đi tàng thư các của đệ tử hạch tâm một chuyến chẳng phải không cần đi lạc vũ đài tiết kiệm ít nhất hai bước đúng vậy địa vị xác thực rất cao thuốc của ngươi nàng có thể công nhận hơn nữa đặc biệt tới tìm về sau khẳng định sẽ được coi trọng một bước lên trời ở trong tầm tay về sau đừng quên ta là được vị đệ tử này hâm mộ cười nói bọn họ gặp được bạch sư tỷ bị đánh hoàn toàn thay đổi đối phương khẳng định không giống nguyên nhân chính là như vậy thái độ mới cung kính như vậy đi thôi xác định điểm ấy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, gật đầu đồng ý, đi theo sau lưng đối phương, thời gian không dài đi tới tiểu viện của Lưu Lộ Kiệt. Ngươi chính là người bán thuốc cho Bạch Sư tỷ? Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông nhìn thanh niên trước mắt, dường như so với mình còn nhỏ, hơn nữa tràn đầy lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, cũng có chút khiếp sợ. Là ta trong lúc vô tình có được đồ vật, đã dùng không sai biệt lắm, đối với chữa thương có hiệu quả không kém, bởi vì thiếu tiền dùng, mới bức bách bán ra. Không nghĩ tới cũng hữu dụng với Bạch Sư tỷ. Trương Huyền vội nói. Hắn biết thất phu vô tội, ma ngọc có tội, trước đó bán ra nước tắm hồ lô, là vì bất đắc dĩ, giờ phút này không. Thiếu tiền, không dám tiết lộ quá nhiều, trước báo số lượng không nhiều lắm lại nói, nếu không người người đều đi cầu thuốc, át phải tiết lộ nhiều bí mật hơn. Ta đã báo tin bạch sư tỷ, nàng một lát liền đến. Loại thuốc chữa thương này, ngươi tốt nhất nên còn, nếu không, ta cũng không giữ được ngươi. Nghĩ tới vị bạch sư tỷ kia thô bạo, lưu lộ kiệt nói. Vâng, trương huyền gật đầu ở chỗ này chờ a à, ta còn có việc giao phó xong lưu lộ kiệt không nói thêm lời đi vào trong viện bị ta rất biết điều liên tục chém giết bốn lần hắn cảm nhận được áp lực nồng đậm dù có chút sợ hãi bạch sư tỷ nhưng giờ phút này một chút thời gian cũng không muốn lãng phí đi tới trong viện cầm lấy trường kiếm cùng vương kiệm đông nghiên cứu và thảo luận vị ta rất biết điều kia là thi triển kiếm pháp như thế này trường kiếm trong tay vương kiệm đông lắc một cái kiếm khí gào thét không đúng ta cảm thấy là như thế này lưu lộ kiệt nhíu mày thi triển ra chiêu số khác biệt hai người ngươi tới ta đi căn cứ nhớ lại nghiên cứu tuyệt chiêu của ta rất biết điều đồng thời thảo luận thiếu hụt trong chiêu số bản thân thiên phú cũng không tệ lắm nhìn một hồi trương huyền âm thầm gật đầu hai người kia thiên phú là thật không tệ mạnh hơn thiện hiểu thiên không biết gấp bao nhiêu lần chỉ bằng vào nhìn chiến đấu liền phân tích ra nhiều như vậy rất không dễ dàng nhưng kiếm pháp của hắn ảo diệu vô tận bạch phong cũng lý giải không đầy đủ đối phương hai đệ tử nội môn làm sao có thể lĩnh ngộ tinh túy trò chuyện một chút liền xuất hiện sai lầm hơn nữa càng ngày càng xa trương huyền nhìn mà mí mắt run rẩy cố nén xúc động muốn mắng người làm lão sư làm quen nhìn thấy hai người này càng làm càng sai thực sự có chút nhịn không được nhưng một khi mở miệng thân phận nhất định tiết lộ được rồi nhịn một chút a à, hô đúng lúc này trên không có tiếng thú minh bạch nguyễn khanh đến trương huyền nhịn không được thở phào nhẹ nhõm may mắn tới bằng không thật sợ mình nhịn không được chạy tới mắng một trận sau đó lại mạnh mẽ dạy dỗ kiếm pháp của mình mạnh như vậy bị lý giải sai lầm vạn vẹo thành bộ dáng này quá đáng hận cuối cùng tìm được ngươi còn có thuốc chữa thương lần trước bán ta hay không từ trên lưng thú nhảy xuống bạch nguyễn khanh nhận ra trương huyền tràn đầy hưng phấn đi tới trước mặt lần trước ra rào uống một bình nhỏ liền có hiệu quả trị liệu nếu như nhiều hơn một ít có lẽ có thể triệt để khôi phục ta cũng chỉ còn lại ba bình. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, lấy ra bình ngọc. Ba bình ta muốn lấy hết. Bạch Nguyễn Khanh vội vàng gật đầu, nhận lấy bình ngọc nhìn một chút, xác nhận giống như lần trước, vẻ mặt mong đợi nhìn qua, không biết những thuốc này là ngươi chế biến hay từ nơi nào lấy được. Ta trong lúc vô tình lấy được trong di tích, chỉ còn lại mấy bình này, nếu không phải thiếu tiền, thì không có khả năng lấy ra. Trương Huyền lần nữa nói một lần, dù sao hồ lô trong đan điền, chỉ cần không nấu, đối phương cũng không phát hiện được, Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể mua nhiều một ít, thấy đối phương nói như vậy, Bạch Nguyễn Khanh kìm lòng không được có chút thất lạc, lấy ra thông thần tệ đưa tới. Đây là 60 kiếm các tệ. Trương Huyền không có đi nhận tiền, nhìn lại, "Bạch sư tỷ, tiền này ta không lấy, chỉ muốn làm phiền ngươi một việc, không biết có được không?" Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày, lại không còn vui vẻ như vừa rồi, mơ hồ mang theo không vui, "Chuyện gì? Thu tiền là một giao dịch, không lấy tiền, khẳng định sự tình mong muốn là tiền không cách nào giải quyết." chẳng qua loại thuốc này của đối phương có thể cứu mạng ra già, xem như ân nhân, không tiện từ chối lắm. Sư tỷ hẳn là có thể thấy được, tu vi của ta đã đi đến cổ thánh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ kém một bước cuối cùng. Trương Huyền nói, ngươi muốn ta giúp ngươi đột phá. Bạch Nguyễn Khanh cao mày, cổ thánh tứ trọng đến hư tiên, là nội môn cùng hạch tâm tranh lệch, giá trị tuyệt không phải 60 kiếm các tệ. Dĩ nhiên không phải chuyện này. Trương Huyền cười cười, ta là kiến thức đạt đến bình cảnh, tàng thư khố bên nội môn tìm rất lâu, cũng không tìm được nội dung muốn tìm, muốn hỏi sư tỷ một chút, có thể mang ta đi tàng thư khố của đệ tử hạch tâm một chuyến hay không, không cần nhiều, chỉ nhìn ba canh giờ là được. Đi tàng thư khố, còn tưởng rằng yêu cầu gì, nghe được là cái này, Bạch Nguyễn Khanh sững sở. Vừa rồi tuy nàng nói, hỗ trợ đột phá giá trị không chỉ 60 kiếm các tệ, nhưng đối phương mãnh liệt yêu cầu, nàng khả năng vẫn sẽ hỗ trợ mua sắm phá trứng đan để hắn đột phá, tỷ lệ lớn hơn một chút, thậm chí sẽ còn truyền thụ một ít kinh nghiệm đột phá. Đối phương chỉ muốn đi tàng thư khố đọc sách ba canh giờ, đổi một cái a, quá đơn giản. Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu, mong sư tỷ tác thành. Trương Huyền ôm quyền, đối với hắn mà nói, không có gì quý hơn đọc sách. Chỉ cần có sách, đột phá tu vi, đơn giản giống như uống nước. Tốt. Thấy vẻ mặt hắn thành thật, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người người đều biết tu luyện, hiếm thấy người này có thể khu trừ sốc nổi biết đọc sách đúng là không tệ sư tỷ thấy hai người nói xong chuẩn bị rời đi lưu lộ kiệt ngừng tu luyện đi tới các ngươi đang nghiên cứu kiếm chiêu của ta rất biết điều bạch nguyễn khanh nói sau khi nàng thua trong lòng cũng yên lặng cân nhắc không biết bao nhiêu lần từ trên thánh thú phi hành hạ xuống nhìn thấy hai người diễn luyện chỗ nào không hiểu vâng lưu lộ kiệt gật đầu thừa nhận có thu hoạch gì không bạch nguyễn khanh cười cười có một chút thu hoạch, cũng có chút nghi ngờ, vừa định lĩnh giáo Bạch Sư Tỷ. Lưu Lộ Kiệt vội nói, mặc dù hắn là nội môn đệ nhất nhân, nhưng trước mắt là đệ tử nội môn, Tu Vi càng có khả năng đạt đến chân tiên cảnh. Lý giải kiếm thuật, khẳng định mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Mời nói, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Ta rất biết điều thi triển một chiêu này, đơn giản suôn sẻ, thoạt nhìn tốc độ không nhanh, nhưng lại làm cho không người nào có thể tránh né. Ta cùng Vương Kiệm Đông thương nghị rất lâu, cũng không có lý giải đến cùng thi triển thế nào. Trường kiếm trong tay lưu lộ kiệt lắc một cái, thi triển ra một động tác, liên tục thi triển ba lần, đều có chút dở dở ương ương, dường như làm sao cũng không nghĩ ra. Trương Huyền tràn đầy im lặng. Chiêu này cũng không phải kiếm pháp, mà là hắn tiện tay thi triển ra chiêu số. Trường kiếm đặt ngang quét về phía trước, vừa vặn có thể chém xuống toàn bộ kiếm khí công kích đến. Chiêu số cực kỳ đơn giản, có thể chuyển hóa bị động thành chủ động, phòng ngự biến thành tấn công tiện tay thi triển ra, đối phương nghiên cứu thời gian dài như vậy. Còn không có hiểu rõ. Vừa rồi bản thân còn khen thiên tài. Chiều này tập hợp phòng ngự cùng tấn công làm một thể, là kiếm thuật cực kỳ cao minh, ngươi lý giải không được cũng rất bình thường. Bạch Nguyễn Khanh mở miệng nói. Đừng nói ngươi, cho dù là ta, đặc biệt cùng phong lão thảo luận qua, đến bây giờ vẫn hiểu biết lơ mơ. Chẳng qua, cố hết sức có thể thi triển ra. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái đẩy ngang ra tuy không quá giống nhưng cũng có ba bốn phần hình dáng chiêu kiếm pháp này không phải là kiếm chiêu đặc biệt rõ ràng là vị ta rất biết điều tiện tay thi triển ra trong mắt bạch nguyễn khanh mang theo hưng phấn tiện tay thi triển đã lợi hại như vậy để cho người ta khó mà đoán thật không biết vị ta rất biết điều này đến cùng đạt đến cảnh giới gì trong các ngươi nếu như điều tra ra cụ thể là ai nhất định phải trước tiên nói cho ta biết loại thiên tài này là thần tượng ta tôn kính cùng sùng bái nhất, cho nên ta nhất định phải gả cho hắn. Gả. Ra mặt co lại, Trương Huyền kìm lòng không được lui về sau một bước, suýt chút nữa bị dọa chết tươi. Đại tỷ, chuyện cười không phải mở như vậy. Trái tim ta chịu không được. Truy cập halazy com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Nói thật, Bạch Nguyễn Khanh này cũng không xấu, ngược lại rất đẹp, đặc biệt là cặp chân dài kia, thẳng đứng thon dài, nhưng hắn là người có bạn gái. Hướng chi vị này chính là nữ bạo long, hơi không hài lòng liền đánh một trận, người sắt cũng gánh không được. Chí ít, hắn không có khuynh hướng bị tra tấn. Người làm sao vậy?" Thấy hắn ngạc nhiên biến sắc, giống như gặp quỷ, Bạch Nguyễn Khanh đang đắm chìm trong tôn sùng nghi ngờ nhìn lại. "Ta muốn gả cho ta rất biết điều, ngươi lui lại kinh hoàng có ý tứ gì?" "Không có gì." Lau mồ hôi lạnh trên đầu, Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải bảo vệ thân phận ta rất biết điều này, ngàn vạn không thể tiết lộ chiêu kiếm pháp này phong lão cùng ta nói rõ chi tiết qua hẳn là như vậy không để ý tới hắn khiếp sợ bạch nguyễn khanh giải thích vài câu dính dáng bí ẩn chiêu vừa rồi đám người lưu lộ kiệt bừng tỉnh hiểu ra nghe một hồi trương huyền cố nén xúc động muốn phun ra quay đầu đi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả bộ như cái gì cũng nghe không được kiếm thuật tốt như vậy bị lý giải thành như vậy tiếp tục nghe thật không biết có thể nhẫn nại được muốn đánh người hay không nói thật nếu không phải thực lực không đủ khẳng định sớm đã cậy quan tài của tổ sư khai phái lăng vân kiếm các, ra nhìn một chút, làm sao bồi dưỡng được một đám hậu nhân như vậy. Quên đi, thực sự không được, tìm cơ hội hào hào chỉ điểm cho bọn hắn. Đứng tại chỗ đợi một hồi, Bạch Nguyễn Khanh rốt cục giảng xong, vẻ mặt thỏa mãn nhảy lên lưng thú, Trương Huyền theo sát tới. Sơn phong của đệ tử hạch tâm, cách nội môn không tính quá xa, nửa đoạn cắm vào trong mây, tiên khí lượn lở, cho người ta một loại cảm giác thế ngoại đảo nguyên ngồi ở trên lưng thú, Trương Huyền cảm thụ một chút, nơi này linh khí rõ ràng càng thêm mạnh mẽ hơn nội môn, tu luyện càng hơn gấp rưỡi. Phía trước chính là tàng. Thư khố, đây là lệnh bài đại biểu thân phận ta, ngươi cầm liền có thể đi vào. Sau ba canh giờ ta tới đón ngươi. Thánh thú rơi vào trước tàng thư các, Bạch Nguyễn Khanh bàn giao. Nàng mệnh danh nữ bạo long, loại chuyện đọc sách này, từ trước tới nay không có kiên nhẫn gì, cùng hắn ở chỗ này chờ, còn không bằng mau chóng cầm thuốc về cho ra ra, để ra ra nhanh khỏi. Đa tạ. Trương Huyền gật đầu. Đối phương không đi theo không còn gì tốt hơn, dù sao phương thức hắn đọc sách khác biệt tất cả mọi người. Giống như tàng thư khố của đệ tử nội môn, chỉ cần giao nộp đủ kiếm các tệ, liền có thể đi vào. Nội môn là 4 kiếm các tệ một canh giờ, mà ở đây chọn vẹn tăng gấp 10 lần, đạt đến 40 kiếm các tệ một giờ. Bất quá hiện tại hắn tài đại khí thô, cũng không quan tâm chút ấy, trực tiếp cho 120 viên, định 3 canh giờ. Tàng thư khố của đệ tử Hạch Tâm ghi lại công pháp và kiếm pháp, quả nhiên ảo diệu hơn nội môn không biết bao nhiêu. Công pháp tu luyện hư tiên cảnh thình lình xuất hiện, hai mắt Trương Huyền sáng lên, từng hàng đảo qua, thu sạch thư tịch vào thư viện. Bất kể như thế nào, công pháp và tu vi mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể hình thành thiên đạo pháp quyết, dựa vào của cải hiện tại, tăng cao tu vi sẽ cực kỳ đơn giản. Bạch Nguyễn Khanh trở lại tiểu viện, đi tới trước mặt Bạch Diệp trưởng lão. Ra ra, mua được thuốc. Nói xong đưa tới ba cái bình ngọc lần trước cho ta uống chính là cái này nhận lấy bình ngọc bạch diệp trưởng lão mở nắp bình ra nhìn kỹ một hồi có chút mê man tông môn vô số y sư chế biến ra vô số đan dược chân quý đều không có tác dụng gì với hắn còn tưởng rằng có thể làm cho hắn thức tỉnh sẽ là thứ càng quý giá không nghĩ tới vậy mà giống như nước sạch một chút linh khí cũng không cảm ứng được thậm chí ngay cả một chút dược lực cũng phát giác không ra cái này thật hữu dụng thoạt nhìn không đáng chú ý, lại có thể chữa khỏi thương thế của ngài, nhanh uống vào đi. Thấy bộ dáng của hắn, Bạch Nguyễn Khanh cười cười. Lúc trước nàng cũng không nhận ra được, nếu không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chắc chắn sẽ không tin tưởng dược vật của một đệ tử nội môn có thể trị liệu thương thế trên người trưởng lão. Ta thử một chút. Đã sớm nghe Bạch Phong cùng cháu gái nói, Bạch Diệp trưởng lão không chần chờ nữa, bưng bình ngọc lên, ngửa đầu uống cạn. Dược dịch đi vào cổ họng lập tức cảm thấy thương thế trong cơ thể xuất hiện giảm bớt, lực lượng làm nội tạng không ngừng hư thối trở nên mỏng manh. Thật lợi hại. Con mắt sáng lên, Bạch Diệp trưởng lão lại không nghi ngờ, mở ra hai bình còn lại nuốt vào. Thế nào? Nhìn ra ra liên tục uống ba bình, Bạch Nguyễn Khanh mang theo khẩn trương nhìn qua. Hô! Không có trả lời, Bạch Diệp trưởng lão nằm ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người giống như huyễn ảnh xuất hiện ở giữa sân, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm. Xì xì! kiếm khí gào thét, linh khí trong viện tụ đến, tựa như gió lốc, một chiêu tiếp lấy một chiêu, trường kiếm ở trong tay Bạch Diệp trưởng lão, tựa như nước chảy mây trôi, nhìn dáng vẻ của hắn, chỗ nào giống như bị thương. Ra ra, ngươi khỏe hẳn rồi. Nhìn thấy lão nhân vừa rồi còn nằm ở trên giường không cách nào động đậy, chạy đến trong viện luyện kiếm, hốc mắt Bạch Nguyễn Khanh lập tức đỏ lên. Khoảng cách khỏe hẳn còn kém một ít, có điều lực lượng trước đó không cách nào loại bỏ, đã triệt để loại bỏ, chỉ cần hào hào điều dưỡng, trong một tháng hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dừng lại, trong mắt Bạch Diệp trưởng lão khó mà kìm nén hưng phấn. Sau khi bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, vốn cho rằng kiếp này liền xong, không nghĩ tới loại dược dịch thoạt nhìn không chút nào thu hút, lại nắm giữ công hiệu kỳ lạ như vậy. Chúc mừng ra ra. Bạch Nguyễn Khanh vội nói, người bán thuốc này, đối với ta có ân cứu mạng. Không biết bây giờ ở nơi nào, ta muốn gặp mặt. Lại tu luyện một hồi, cảm giác tinh khí thần phục hồi từ từ, Lúc này Bạch Diệp trưởng lão mới dừng lại, quay đầu hỏi. Là đệ tử nội môn, vừa rồi ta đưa đến tàng thư các của đệ tử Hạch Tâm. Bạch Nguyễn Khanh nói. Tàng thư các. Thấy ra già không hiểu, Bạch Nguyễn Khanh nói rõ chi tiết một lần. Lấy ra dược vật lợi hại như vậy, chỉ yêu cầu đọc sách. Bạch Diệp trưởng lão có chút không dám tin tưởng, thực lực cao như vậy, còn muốn đọc sách, không có tâm nông nổi. Còn có loại người này. Vâng. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu, Đối phương chỉ yêu cầu đọc sách, nói thật, nàng cũng rất khiếp sợ. Cơ hội tốt như vậy, đổi lại người khác, tùy tiện yêu cầu, đi vào hạch tâm hẳn dễ như trở bàn tay. Đi tàng thư khố xem một chút. Lại tỉ mỉ hỏi thăm vài câu, bạch diệp trưởng lão gật đầu, vừa nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, chứ không vội, A à Phong. Lão ra, bạch phong đi tới trước mặt. Nơi này có một viên dịch dung đan, sau khi phục dụng, có thể duy trì một canh giờ, để ngươi biến thành một hình dáng khác, áp chế tu vi đến giống như vị bằng hữu kia tìm cơ hội thăm dò một chút cổ tay khẽ đảo trên tay bạch diệp trưởng lão nhiều ra một bình ngọc thăm dò nhận lấy đan dược ánh mắt bạch phong sáng lên lão ra đây là tính toán thu hắn làm đệ tử thân là trưởng lão tông môn không có khả năng vô duyên vô cớ đi dò xét đệ tử huống chi đối phương có ân làm như vậy chỉ có một mục đích đó chính là tính toán thu đồ biết nguyễn khanh mua sắm không có nhân cơ hội vơ vét đức hạnh không tệ lại thêm cứu mạng ta, chỉ để hắn đi vào tàng thư khố mà thờ ơ, mạng của ta chẳng phải quá không đáng tiền. Hai tay chắp sau lưng, Bạch Diệp trưởng lão thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một trong tam đại trưởng lão của Lăng Vân kiếm các, toàn bộ đại lục cũng là nhân vật tên tuổi lẫy lừng. Được người cứu mạng, chỉ làm điểm ấy, truyền đi cũng không đủ mất mặt. Ý tứ của lão gia ta rõ ràng. Bạch Phong cười cười, biết đối Phương Dụng tâm lương khổ, thương thế ở hãm không thành, từ trước tới nay không cách nào trị liệu hiện tại hắn bắn ra thuốc chữa khỏi lão gia, coi như thật sử dụng hết dược vật, đối với những khác người cũng là hấp dẫn rất lớn, lão gia sợ hắn bởi vậy gặp tai họa, mới thu làm đệ tử, cho cái danh phận, xem như một loại che chở. hãng không thành, bảo vật nhiều vô kể, là địa phương vô số cường giả hướng về, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, tiến vào bên trong, có thể sống đi ra, trăm không còn một, coi như sống sót, cơ bản đều bị thương nặng, cuối cùng nuốt hận mà chết. Mấy ngàn năm nay, di khí đại lục, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm thử qua nhưng không có bất kỳ biện pháp nào lúc này một khi tin tức đối phương nắm giữ dược vật có thể chữa thương truyền đi khẳng định sẽ trở thành đối tượng vô số người mơ ước đến lúc đó nguy hiểm không nhỏ thu làm đệ tử coi như người khác muốn động cũng phải nhìn mặt mũi bạch trưởng lão xem như một hồi tai họa tiêu trừ trong vô hình hít sâu một hơi vẻ mặt bạch diệp trưởng lão xa xăm tuy ở trong kiếm các tương đối an toàn nhưng lòng dạ khó lường không ít vẫn phải cẩn thận một chút như vậy cũng coi như báo đáp ân cứu mạng không đến mức làm cho đối phương bởi vậy chịu tội đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực đủ nếu như lý giải kiếm thuật quá yếu thu làm đệ tử ta sẽ thật mất mặt vâng ta đi làm ngay bạch phong gật đầu thân ảnh run rẩy biến mất tại nguyên chỗ ra ra thật muốn thu hắn làm đồ bạch nguyễn khanh dầu dĩ như vậy ta chẳng phải thấp hơn hắn một bối phận ừm cho tới nay ta không có thu đệ tử qua chỉ mong vị này có thể đi qua bạch phong khảo hạch. Nhìn thấy cháu gái ăn quả đắng, bạch diệp trưởng lão cười cười, chỉ cần thành công, liền là sư thúc của ngươi. Thân là vãn bối, đừng làm loạn, ngươi ở hạch tâm gây sự, ta đã nghe qua không ít. Sư thúc, bạch Nguyễn Khanh nghiến răng, vốn đang cho rằng gia hỏa kia có chút thật thà đáng yêu, vừa nghĩ tới tuổi tác nhỏ hơn mình, lại trở thành sư thúc, liền tức giận không thôi. Ra ra, nếu ngươi không có chuyện gì, ta đi tu luyện trước, nhãn châu xoay động bạch nguyễn khanh nói đi đi bạch diệp trưởng lão khoát tay áo vừa mới khôi phục thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu cần cẩn thận điều dưỡng rời tiểu viện hình dáng ngoan ngoãn của bạch nguyễn khanh lập tức thay đổi răng nanh lộ ra ánh mắt hung dữ trước đi giáo huấn hắn một trận cùng lắm thì trước mặt ra ra sưng hô sư thúc lúc không có người để hắn gọi ta sư tỷ nàng được xưng nữ bạo long từ nhỏ đến lớn chỗ nào thua thiệt qua kêu một người tu vi thấp hơn mình nhỏ tuổi hơn mình là sư thúc thực sự nhẫn không được quản hắn là ai trước dạy dỗ lại nói dù sao ra ra cũng muốn khảo hạch coi như trước thời hạn thánh thú phi hành lần nữa rơi vào trước tàng thư khố dựa vào thân phận của nàng không cần lệnh bài liền có thể trực tiếp đi vào hắn không phải nói đang đọc sách ư đi vào cửa phòng bạch nguyễn khanh nhíu mày toàn bộ tàng thư khố dị thường yên tĩnh thật giống như không người đến qua không nghe được âm thanh lật sách dọc theo giá sách đi vào trong đi hơn phân nửa lúc này mới phát hiện thanh niên kia đang đứng ở trước một hàng giá sách trong tay không có cầm sách cũng không nhìn tới mà theo phương hướng thư tịch không ngừng đung đưa đầu ngươi đang làm gì nhìn một hồi thấy tên này không có ý tứ lấy sách ra bạch nguyễn khanh nhịn không được a à, ngươi đã đến thấy là nàng trương huyền cười cười ta đang tìm thư tịch không hổ là tàng thư khố của đệ tử hạch tâm số lượng thư tịch rất nhiều thời gian dài như vậy cũng mới thu nhận không đến một nửa xem ra thu sạch khả năng thật đúng là cần ba canh giờ. Ở tàng thư các này, ta tới qua nhiều lần rồi, ngươi cần tìm dạng thư tịch gì, nói với ta, ta giúp ngươi tìm. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày nói, ở đây không có cách nào động thủ, đối phương một mực tìm đi, cũng không thể một mực đi theo. Ta cũng là tùy ý chọn, cũng chưa có xác định muốn tìm quyển nào, không cần phải để ý đến ta, tùy. Ý nhìn một chút, sau ba canh giờ, liền ra ngoài. Trương Huyền xua tay, thật vất vả tới đây một lần, Đương nhiên là ghi chép tất cả thư tịch, như vậy đối với công pháp, võ kỹ đều sẽ có tăng lên cực lớn. Nếu không, người tới đây một chút, thấy kẻ trước mắt này đang khi nói chuyện con mắt đã quét qua giá sách trước mặt, đi vào hàng tiếp theo, toàn bộ tìm hết như vậy, không biết năm nào tháng nào, Bạch Nguyễn Khanh có chút kìm nén không được. Nàng từ trước tới nay không có kiên nhẫn, nén một hai canh giờ, đầu sẽ nổ tung. Đi đâu? Thấy nàng biểu lộ cổ quái, Trương Huyền hơi nghi hoặc nhìn qua, chuyện gì? Đến tĩnh thất bên kia, Bạch Nguyễn Khanh chỉ tĩnh thất dùng để đọc sách, tu luyện trong tàng thư các. Tĩnh thất, Trương Huyền giàu dĩ, cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Lông mày nhảy dựng, Bạch Nguyễn Khanh có loại xúc động muốn bóp chết ra hỏa này, chỉ là hỏi thăm ngươi một ít vấn đề trong tu luyện. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất chú ý tiết tháo, ngàn vạn lần không thể mất ở đây. Ngươi, thấy hắn như chút được gánh nặng, Bạch Nguyễn Khanh suýt chút nữa không có khống chế nổi, tại chỗ ra tay, Bất kể nói thế nào, nàng cũng là mỹ nữ trong trăm có một, toàn bộ hạch tâm không biết bao nhiêu người muốn âu yếm, đơn độc ở chung. Bản thân hẹn đối phương đi tĩnh thất, cái tên này lại còn bộ dáng như thế. Ngươi có ý tứ gì? Cho rằng ta sẽ ăn ngươi? Sợ bị đối phương nhìn ra cái gì, cô nén ngực sắp bùng nổ, gấp rút hít thở hai cái, ép lại lửa giận trong nội tâm, đi thẳng về phía trước. Tuy cùng tên này tiếp xúc ít, nhưng cũng coi như kiến thức, mỗi nói một câu liền có thể làm người ta tức chết, đáng đời độc thân đi vào tĩnh thất, đợi Trương Huyền tiến vào, kẹt kẹt một tiếng đóng cửa lại. "Làm gì?" Trương Huyền che ngực cùng cổ áo, vẻ mặt cảnh giác. Mắt Bạch Nguyễn Khanh tối sầm lại, nghiến răng nhịn xuống, kích hoạt cấm chế cách âm trong căn phòng, lúc này mới nhìn lại, "Ta muốn hỏi, ngươi tên là gì? Tu vi cụ thể cao bao nhiêu? Trên đường ta không phải đã nói rồi sao?" "Ta tên Trương Huyền, tu vi hiện tại là phá toái hư không đỉnh phong." Trương Huyền giải thích nói, "Thời điểm tới hạch tâm, Đối phương hỏi thăm qua, nghĩ đến cũng không có gì cần che giấu, liền nói tên thật. Còn tu vi, tu vi cao một chút liền có thể nhìn thấu, càng không cần tận lực giấu giếm. Phá toái hư không đỉnh phong đúng không? Bạch Nguyễn Khanh cắn chặt răng ngà, tu vi toàn thân lập tức như thủy triều hạ xuống, sau một khắc đã giống như hắn, đều là phá toái hư không đỉnh phong. Hiện tại ta áp chế tu vi giống như ngươi, cùng ngươi tỷ thí một trận. Thua, từ hôm nay trở đi, phải đối với người thắng nói gì nghe nấy, không cho phép nuốt lời. Tỷ thí? Trương Huyền không hiểu rõ nổi. Còn tưởng rằng là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn, không nghĩ tới muốn tỉ võ. Chỉ là, nữ bọ long này, lại phát thần kinh gì à? Không sai. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Nói gì nghe nấy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự sát, ta cũng phải tuân thủ. Trương Huyền lắc đầu. Tuy cùng cấp bậc chắc thắng, loại cực này cũng không muốn đánh. Biết điều mới là bổn phận của hắn, là vương đạo. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tự sát, muốn ngươi mặc kệ về sau có thân phận gì, cũng phải gọi ta là sư tỷ giống như sư đệ khác tôn trọng ta nghe mệnh lệnh của ta hoạt động một chút xương cốt toàn thân bạch nguyễn khanh kéo kẹt vang vọng không hiểu ra sao trương huyền lắc đầu hiện tại ta xưng ngươi là sư tỷ ta thật muốn xem sách nói xong xoay người muốn đi ra gian phòng hiện tại hắn là đệ tử nội môn nhìn thấy đệ tử hạch tâm khẳng định phải xưng hô sư tỷ chạy đi đâu khẽ kêu một tiếng chẳng muốn phí lời trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái thẳng tắp đâm tới trương huyền quản hắn thừa nhận hay không trước thu phục lại nói kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào tu vi áp chế đến pha toái hư không đỉnh phong so với cổ thánh nhất trọng có thể thi triển ra càng nhiều kiếm pháp lực lượng cũng càng thuận buồm xuôi gió kiếm chiêu vừa ra so với lúc ở thông thần điện mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần trong nháy mắt liền đóng kín tất cả đường lui của trương huyền nàng cũng không muốn giết người mà là muốn đánh đối phương thần phục về sau không dám lấy thân phận sư thúc mệnh lệnh mình, không nghĩ tới nàng trực tiếp ra tay, Trương Huyền tràn đầy im lặng. Khó trách được người xưng là nữ bạo long, quả nhiên không theo đạo lý nào. Nhẹ nhàng run rẩy, từ trong kiếm mang né tránh ra, Trương Huyền lắc đầu, "Sư tỷ, ta thật không phải đối thủ của ngươi, không cần tiếp tục so." "Ừm." Thấy mình dùng ra kiếm chiêu hung mãnh như vậy, đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, chẳng những không có sợ hãi, còn nhàn nhã nói chuyện, Bạch Nguyễn khanh sầm mặt lại lấy kiếm của ngươi ra, để ta xem thực lực chân chính của ngươi một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Sư sư, tiếng nói kết thúc, liên tục ba kiếm, một chiêu nhanh hơn một chiêu, toàn bộ tĩnh thất bị kiếm khí che, kín. Thời điểm xây dựng tàng thư khố, sợ tu luyện giả xem song sách có lĩnh ngộ, thả ra lực lượng quá mạnh, hủy tàng thư, cố ý xây dựng tĩnh thất cực kỳ chắc chắn. Trận pháp bên trong, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không thể tổn thương, bởi vậy kiếm khí của Bạch Nguyễn Khanh... Mặc dù lợi hại, nhưng không đâm rách mặt tường. Trương Huyền lấp lóe, tránh thoát ba kiếm, vẻ mặt chân thành, "Ngươi nhìn, ta thật không phải đối thủ." Thấy kiếm pháp nhanh như vậy, đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, còn bộ dáng này, Bạch Nguyễn Khanh có chút phát điên, nhanh xuất kiếm, "Nếu không ta động thủ thật." Hô, kiếm khí gào thét, tốc độ trường kiếm tấn công càng nhanh. Nàng có thể tu luyện Trầm Tuyết kiếm pháp, chứng minh khống chế tốc độ đã đạt đến tình trạng vô cùng cao thâm, giờ phút này toàn lực thi triển tĩnh thất xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, dường như rơi vào trong đó, người lại mạnh cũng chạy trốn không xong. Kiếm nàng nhanh, bóng người càng nhanh, bất kể công kích như thế nào, cũng giống như cùng đối phương kém một tia, bất luận trường kiếm hay kiếm khí, đều không đả thương được mảy may. Ta không tin. Sắc mặt dần dần xanh lại, động tác càng nhanh, vốn cho rằng vị trương huyền này, sẽ không thông rong giống vừa rồi, lại thấy hắn ngáp một cái, bàn tay vỗ miệng, ta là thật đánh không lại ngươi, ngươi bảo làm sao rút kiếm đây không phải bức ta tự sát ư. Ừ. Bạch Nguyễn Khanh muốn điên rồi. Nếu như ngươi chật vật không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, nói đánh không lại, ta tin. Một bên ngáp, một tay đập miệng, một tay gãi ngứa, thậm chí trên mặt còn mang theo sầu khổ. Nói như vậy, là đùa ta đúng không? Trong mắt đỏ hoe, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, đối phương ngoài miệng nói không phải đối thủ, thân ảnh lại giống như thuyền trong bọt sóng, bất luận sóng lớn ngập trời, ta tự theo gió nhấp nhô, nước thủy chung không cách nào bao phủ. Xuất kiếm, liên tục ra hơn 20 chiêu, ngay cả góc áo của đối phương cũng không có đụng phải, lại nhịn không được, Bạch Nguyễn Khanh triệt để tơi bời, nếu không, chết đừng trách ta. Hô! Trường kiếm lắc một cái, lần nữa thi triển ra trầm tuyết kiếm pháp mạnh nhất. Nàng vốn không có quá nhiều kiên nhẫn, nếu không cũng không có khả năng liên tục đá bể mấy đệ tử hạch tâm. Liên tục thi triển ra nhiều công kích như vậy, cũng không có làm bị thương mảy may, vốn không có nhiều kiên nhẫn, bị triệt để tiêu hao hầu như không còn kiếm khí đầy trời hình thành bông tuyết không khí trong căn phòng lập tức lạnh lẽo xuống cho người ta một loại cảm giác thấm nhuần tận xương ai dạo bước ở trong kiếm chiêu của đối phương trương huyền xoa xoa mi tâm nhịn không được thở dài một tiếng ta thật rất muốn biết điều nhưng tại sao phải bước ta hắn chỉ muốn an tĩnh đọc sách yên tĩnh tấn cấp yên tĩnh là một mỹ nam tử khó khăn như thế sao xem sách chạy tới luận võ ta chỗ nào trêu chọc ngươi phải làm như vậy sao ngươi nói cái gì thấy hắn lầm bầm lầu bầu, ngay cả tuyệt chiêu mạnh nhất của mình cũng không thèm để ý, nhẹ nhõm tránh né, trái tim của Bạch Nguyễn Khanh bỗng nhiên co rút lại, một ý nghĩ xông ra, chẳng lẽ ngươi là cùng cấp bậc, nàng thi triển ra trầm tuyết kiếm pháp, lưu lộ kiệt cũng không chống đỡ được. Một gia hỏa nội môn không biết tên, không những không đả thương được, còn đi bộ nhàn nhã. Nàng không tự chủ được nhớ tới ta rất biết điều kia. Chẳng lẽ vị thần bí nhân kia, chính là gia hỏa trước mắt này. Đang khiếp sợ, vừa định nói ra suy đoán trong lòng, liền nghe thanh niên trước mắt lần nữa than thở, đã ẩn giấu không nổi, chỉ có thể xấu hổ. Hô! Tiếng nói còn không có kết thúc, bàn tay lăng không đè ép xuống. Cánh tay của hắn không dài, nhưng trong nháy mắt đã đột phá kiếm khí phong tỏa, đi tới phía trước, cảm giác áp bách mạnh mẽ, bạch Nguyễn Khanh hô hấp dồn dập có chút không kịp thở. Không! Không nghĩ tới pha toái hư không có thể thi triển ra lực lượng như vậy, đồng tử của Bạch Nguyễn Khanh co rụt lại, không áp chế tu vi trong cơ thể, Răng rắc, răng rắc. Một cái chớp mắt, Tu Vi liền từ phá toái hư không khôi phục lại hư tiên cảnh, nhanh chóng bay lên. Hư tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chân tiên cảnh sơ kỳ. Giống như suy đoán, nàng quả thật đã đột phá hư tiên cảnh, đạt đến chân tiên cảnh. Chân tiên, chân khí liên tục không ngừng, coi như ở Lăng Vân kiếm các cũng có thể trở thành trưởng lão nội môn, được cho một phương cường giả. Hô, tu vi của nàng khôi phục như lúc ban đầu không để ý tới tiếp tục tiến công thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau nhưng chẳng biết tại sao bàn tay của đối phương giống như đã biết hướng đi của nàng bất kể né tránh như thế nào cũng nghiền ép đến để cho người ta không kịp trách né làm sao có thể ngươi thật chỉ là phá toái hư không đỉnh phong da mặt không ngừng lay động bạch nguyễn khanh sắp muốn điên rồi thực lực của đối phương nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ có phá toái hư không đỉnh phong không có tăng trưởng nhưng nàng khôi phục cảnh giới chân tiên sơ kỳ, vậy mà làm sao cũng không tránh khỏi một trường này. Giống như tất cả chiêu số cùng thân pháp của nàng, đối phương rõ như lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Lăng vân kiếm các, thiên tài vô số, quả thực có không ít người có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng vượt qua một hai tiểu cấp, hiếm khi thấy, dù sao tất cả mọi người là cao thủ, tu luyện cũng là công pháp và kiếm pháp tương đồng. Phá toái hư không đối chiến chân tiên, trong lòng mình sinh ra cảm giác bất lực, rốt cục mạnh đến mức nào ta không tin. Lực lượng trong cơ thể lần nữa bạo phát, cả người sắp bùng nổ, chân khí chân tiên cảnh kích động, trận pháp của tĩnh thất tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Chớ phản kháng, ngoan. Bên tai vang lên thanh âm nhàn nhạt của thanh niên, bàn tay hô. Một chút biến mất, Bạch Nguyễn Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phù phù. Té ngã trên đất, ngất đi. Làm sao bây giờ? Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền thu tay mà đứng. Đối phương một mực bức bách, không thi triển chiêu số, khẳng định sẽ bị đối phương yêu cầu làm một ít chuyện bản thân không muốn làm nhưng xuất thủ lại sẽ bị phát giác thân phận nếu là đệ tử phổ thông giết là được nhưng vị trước mắt này là cháu gái ruột của một trong tam đại trưởng lão có gì sơ xuất căn bản trốn không thoát chẳng lẽ mới đi đến lăng vân kiếm các không đến một ngày liền biến thành tồn tại toàn bộ kiếm các truy nã người ưu tú cuối cùng có phiền não đếm không hết ai trong mắt trương huyền tràn đầy bất đắc dĩ chuyện được đọc bởi kênh haley audio nếu như không phải mạnh như vậy, bị khuất nhục liền chịu, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng đối phương rõ ràng không phải đối thủ, còn muốn để hắn chịu nhục, khẳng định không được. Nhưng bây giờ đánh ngất xỉu, hơi xử lý không tốt, phiền phức càng lớn. Hai con đường, thứ nhất, giết, hủy thi diệt tích. Bất quá, đối phương đi vào tàng thư khố, lại cùng ta chung một chỗ đi vào tĩnh thất, thật muốn biến mất, rất dễ dàng bị người tra ra. Thứ hai, ép nàng lập xuống khế ước, không cho phép nói ra bí mật. Xem ra chỉ có thể đi loại thứ hai. Dừng lại một chút, ngón tay Trương Huyền điểm một cái, một đạo Thiên Đạo chân khí chui vào trong cơ thể đối phương, lần nữa nhẹ nhàng phát một cái, nữ hài hôn mê chậm rãi tỉnh lại. "Ngươi là đệ tử Hạch Tâm, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi phải thề, không thể." Thấy nàng mở mắt, Trương Huyền đang muốn khống chế Thiên Đạo chân khí, để đối phương ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thấy trong mắt nữ hài lóe lên vẻ hưng phấn, ung ục bò dậy, quỳ mọp xuống đất, "Trương sư huynh, a, không đúng, Trương sư thúc, ngươi có thể dạy ta kiếm pháp hay không?" chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta kiếm pháp để cho ta làm cái gì cũng được sư thúc trương huyền ngẩn ngơ lời muốn nói nuốt đến trong miệng là chó sao trở mặt nên quá nhanh mới vừa rồi còn chém chém giết giết nhất định phải giết chết bản thân thời gian nháy mắt liền như thế làm cái gì lại nói danh xưng sư thúc này ngươi từ nơi nào luận bất quá mục đích của hắn là làm cho đối phương không nói ra bí mật của mình chỉ cần có thể giữ mồm giữ miệng sưng hôi như thế nào cũng không đáng kể trầm tư một chút nói, ngươi thật muốn ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp. Bạch Nguyễn Khanh liên tục gật đầu, trong nháy mắt bị đập choáng, nàng liền xác nhận, trước mắt khẳng định là ta rất biết điều, cũng chỉ vị này, tùy tiện phá giải trầm tuyết kiếm pháp của nàng, thậm chí tu vi bạo tăng cũng không thèm quan tâm. Kiếm pháp của người này, so với phong lão còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, có thể theo hắn học tập, kiếm thuật nhất định biến chuyển từng ngày, không cần tiếp tục lo lắng mấy vị biến thái của hạch tâm, thậm chí vượt qua cũng chưa biết chừng. Loại cơ hội này, sao có thể bỏ lỡ? Muốn ta truyền thụ cho ngươi kiếm chiêu cũng không phải không thể, nhưng ta có một điều kiện." Minh Lý chi nhãn vận chuyển, thấy đối phương nói chân tâm thật ý, không có chút ngụy trang nào, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm nói, "Ta là người biết điều, không muốn thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài, nếu ngươi có thể bảo vệ bí mật này, ta có thể bảo đảm, để kiếm thuật của ngươi trong thời gian ngắn đại tăng, trở thành hạch tâm đệ nhất nhân, dễ như trở bàn tay." Sư thúc yên tâm thấy bị nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt Bạch Nguyễn Khanh đỏ lên, sống lưng thẳng tắp, bàn tay giơ lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, "Bạch Nguyễn Khanh ta thề, tuyệt không tiết lộ nửa điểm tin tức của sư thúc, nếu như làm trái, nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết." Thấy nàng chủ động thề, hơn nữa chính thức như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian đi tới thượng thương này, cũng coi như biết rõ. Thề với thần linh là không ai dám làm trái, một khi vứt bỏ, vô cùng có khả năng bị thần linh thăm dò, từ đó hạ xuống trừng phạt đương nhiên chỉ là nói như vậy cụ thể thế nào liền không được biết rồi trước đó ngươi giảng giải chiêu kia cho lưu lộ kiệt không đúng hiện tại ta nói với ngươi một chút trương huyền trước kìm nén khó chịu nói ra một lần nghe xong giải thích bạch nguyễn khanh kích động đến thân thể mềm mại run rẩy nằm mơ cũng không dám nghĩ kiếm pháp còn có thể dùng như vậy đơn giản như vậy lại phát huy ra lực lượng vượt quá tưởng tượng tốt ngươi ở đây từ từ lĩnh ngộ ta tiếp tục xem sách thấy đối phương rơi vào suy nghĩ Từng chiêu không ngừng thí nghiệm, Trương Huyền xoay người đi ra ngoài, lần nữa trở lại trước kệ sách, tiếp tục xem sách, một canh giờ sau, tất cả thư tịch toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Chính xác, hôi nhỏ một tiếng, công pháp tu luyện liên quan tới hư tiên cảnh lập tức hội tụ vào một chỗ, hình thành một quyển sách. Mở ra nhìn một lần, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, giống như suy đoán, thư tịch nơi này nhẹ nhõm tạo thành thiên đạo công pháp hư tiên cảnh hoàn chỉnh, nói cách khác, chỉ cần đủ tiên nguyên đan, có thể trực tiếp đột phá trở thành cường giả hư tiên cảnh thậm chí công pháp chân tiên cảnh cũng tạo thành một nửa trở về lại đột phá nhìn đồng hồ đi vào thư viện đến bây giờ đã tiếp cận ba canh giờ trương huyền duỗi lưng một cái lần nữa tới trước tĩnh thất đẩy cửa đi vào mới vừa vào đi liền thấy kiếm khí gào thét bạch nguyễn khanh đang thí nghiệm kiếm chiêu trước đó truyền thụ trường kiếm quét ngang thoạt nhìn chậm chạp lại tạo thành một bình chứng đặc thù phong tỏa ngăn cản không khí trước mặt làm cho không người nào có thể tới gần, cùng thời khắc đó, kiếm khí đột nhiên nổ lên, cắt chém về phía trước. Lực lượng tựa như dao long. Không tệ. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Mới luyện hơn một canh giờ, cô bé này đã ra dáng, tuy kém hắn một đoạn rất lớn, nhưng cũng có 6-7 phần uy lực. Sư thúc. Thấy hắn đi vào, Bạch Nguyễn Khanh dừng lại tu luyện, vội vàng ôm quyền. Kiếm pháp của đối phương, càng luyện càng biết mạnh mẽ, giờ phút này đã phục sát đất trước đó còn nghĩ muốn gà cho đối phương giờ phút này hoàn toàn mất hết ý nghĩ loại người ưu tú này căn bản là nàng không xứng ừm ta xem sách xong muốn trở về tu luyện trương huyền bàn giao sự tình của ta hy vọng ngay cả ra ra còn có phong lão của ngươi cũng không được nói ra vâng bạch nguyễn khanh liên tục gật đầu bí mật này đương nhiên là bản thân nàng biết tốt nhất nếu không người người đều chạy tới bái sư còn làm sao có thể một tiếng hót lên làm kinh người trở nên nổi bật vậy là tốt rồi thấy nàng đáp ứng trương huyền gật đầu dù sao trong cơ thể đối phương còn có một đạo chân khí của mình cũng không sợ lặng lẽ làm loạn sư thúc không vội đi không có gì bất ngờ xảy ra phong lão hẳn đang canh giữ ở trên đường trở về tính toán thăm dò thực lực cùng kiếm pháp của ngươi thấy sư thúc muốn đi bạch nguyễn khanh cắn môi vội vàng nói thăm dò ta trương huyền nghi ngờ chẳng lẽ tiết lộ thân phận coi như tiết lộ cũng phải trưởng lão nội môn tìm kiếm không cần đến phong lão ra tay là thuốc của ngươi chữa khỏi thương thế của gia gia. Lão nhân gia tính toán thu ngươi làm đệ tử, lại sợ thực lực ngươi quá yếu, cho nên để phong lão tới thăm dò một chút. Bạch Nguyễn Khanh vội nói. Trương Huyền giờ mới hiểu được. Khó trách nữ nhân này, vừa đến liền muốn động thủ, lại muốn ép bản thân xưng sư tỷ, là sợ gia gia nàng thu mình làm đồ đệ, chẳng biết tại sao nhiều ra một vị sư thúc. Như vậy cũng giải thích, muốn bản thân truyền thụ kiếm thuật, nhưng vì sao không xưng hô sư phụ, mà là sư thúc. Phong lão, tu vi gì, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Vị trước mắt này, coi như khôi phục thực lực, dựa vào hắn năng lực vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần chiếm được tiên cơ, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại, nhưng thực lực của Phong lão cụ thể cao bao nhiêu, hắn không rõ ràng, chỉ sợ muốn làm như vậy, gần như không có khả năng làm được. Hắn giống như gia gia, là cường giả tiên quân cảnh. Bạch Nguyễn Khanh nói, "Tiên quân?" Khóe miệng Trương Huyền có quắp, hắn nhất định sẽ ra tay. Tiên quân cảnh, tiên tri quân vương, thực lực trưởng lão hạch tâm mới có, mặc dù tu vi hắn tiến nhanh, nhưng gặp loại cường giả cấp bậc này, cũng có thể chạy bao xa liền chạy, căn bản không có khả năng chiến thắng. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu, ra ra tự mình bàn giao, phong lão không có khả năng từ chối. Trương Huyền suy nghĩ, đè thấp tu vi thăm dò, cùng cấp bậc bản thân thắng được, khẳng định sẽ bại lộ thân phận ta rất biết điều, tu vi hiện tại lại không đủ để làm cho đối phương im miệng không nói mà thắng không nổi, Bạch Diệp trưởng lão lại vô cùng có khả năng thu làm đệ tử. Nhưng hắn không nguyện ý trở thành học sinh người khác. Thật muốn làm như vậy, ở danh sư đại lục cũng không biết bái bao nhiêu người làm sư. Như vậy đi, ta cần ngươi phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Tốt. Không trần chờ chút nào, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu đáp ứng. Thảo luận xong, Trương Huyền một thân một mình đi ra tàng thư cát. một đường phi nhanh, từ sơn mạch của đệ tử Hạch Tâm, chạy như bay về nội. Môn, không mượn thánh thú phi hành chỉ bằng vào đi đường mà nói đại khái phải đi một canh giờ một đường tiến lên trương huyền tận lực khống chế tốc độ ở phá toái hư không đỉnh phong bình thường đi gần nửa canh giờ đi tới một vị trí không có bóng người đột nhiên cảm thấy bốn phía có lực lượng nồng đậm áp bức tới vội vàng dừng bước ngay sau đó nhìn thấy một bóng người tuổi trẻ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt chính là bạch phong chờ ở chỗ này đã sử dụng dịch dung đan dung mạo hoàn toàn thay đổi bất quá ở dưới minh lý chi nhãn chiếu dọi tướng mạo có thể thấy rõ ràng. Phần Phật. Không có bất kỳ lời gì, Bạch Phong nhấc tay, một thanh trưởng kiếm đâm tới. Tu Vi sớm đã áp chế tương đồng, đều là phá toái hư không đỉnh phong. Ngươi là ai, tại sao muốn động thủ với ta? Nơi này là Lăng Vân Kiếm Các. Dường như không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp ra tay, Trương Huyền sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Hô! Trường kiếm của Bạch Phong đã đáp lên trên cổ của hắn. Mày nhăn lại, vẻ mặt Bạch Phong khó coi. Thật vất vả lão gia muốn nhận đệ tử, không nghĩ tới vị này thực lực kém như vậy. Dưới tình huống cùng cấp bậc, lực lượng dùng không đến một thành, liền bị đánh bại dễ dàng. Loại người này, coi như thật thành đệ tử của lão gia, khẳng định cũng sẽ mất mặt xấu hổ. Cầm lấy kiếm của ngươi, không ngăn được chiêu kiếm của ta, ngày hôm nay chỉ có một con đường chết. Lui về sau một bước, Bạch Phong lạnh lùng nói. Phong lão, ta tới đi. Ngay lúc này, một nữ tử mặc áo trắng, che mặt xuất hiện ở trước mắt. Nghe được truyền âm, Bạch Phong biết là tiểu thư, nhíu mày, cuối cùng lui về sau một bước. Phần Phật, Bạch Nguyễn Khanh tiến về phía trước một bước, ném ra một thanh kiếm, rơi vào trước mặt Trương Huyền, ngay sau đó một kiếm đâm tới. Trương Huyền vội vàng cầm lấy trường kiếm, dung ra một đạo kiếm hoa, thi triển kiếm chiêu giống thật mà là giả, vừa nhìn liền biết không có khắc khổ tu luyện, không chỉ thực lực không mạnh, chân khí còn quá yếu, trường kiếm trong tay của hắn bị trường kiếm của nữ hài đụng một cái, lập tức rời khỏi tay, cắm vào trên mặt đất cách đó không xa, phát ra thanh âm vo ve. Trường kiếm rời tay, lại không còn sức phản kháng, thân thể Trương Huyền cứng đờ, lần nữa bị trường kiếm đề ở trên cổ. Ngươi! Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu, thu trường kiếm lại, xoay người đến trước mặt Bạch Phong, ánh mắt lộ ra thất lạc nhàn nhạt, âm thanh để lộ ra thất vọng nồng đậm, quá yếu. Ta! Vẻ mặt đỏ lên, Trương Huyền đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Phong lão, chúng ta đi thôi. Bạch Nguyễn Khanh nói, Phong lão nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng, thân thể hai người run rẩy, biến mất tại nguyên chỗ. Hẳn là lừa qua. Thấy bọn họ đi xa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn làm đệ tử trưởng lão gì. Nếu Bạch Diệp trưởng lão nguyện ý bái sư, ngược lại có thể thu một chút. Cho nên cùng Bạch Nguyễn Khanh liên hợp diễn kịch, cùng cấp bậc cố ý đánh không lại đối phương, như vậy cho thấy thực lực yếu, Bạch Nguyễn Khanh tự mình trở về trình báo, Bạch Diệp trưởng lão liền rất có thể sẽ từ bỏ ý nghĩ thu đồ cho dù không cách nào ngăn cản, kiếm thuật yếu như vậy, khẳng định cũng có thể chỉ hoãn sự tình thu đồ. Giải quyết vấn đề, Trương Huyền cấp tốc chạy như bay về nội môn. Thiện Hiểu Thiên vẫn đang luyện kiếm, Chiêu Tam thiếu gia kiếm đã luyện đến xuất thần nhập hóa, nắm giữ chính thành ý vị, hiện tại có đủ tiền, cho hắn mấy viên tiên nguyên đan hạ phẩm, lại chỉ điểm một hồi, tu vi cũng có đột phá. Thuận lợi tấn cấp đến cổ thánh nhị trọng. Còn Tào Thành Lập, mặc dù háo sắc, trên việc tu luyện lại cố gắng hơn Tôn Cường nhiều. Thân là sơn tặc, biết tầm quan trọng của tu vi, có đủ đan dược, công pháp cấp bậc cao, tiến bộ liền cực nhanh. Trên đường tới thêm vào tiến nhập sơn môn, ngắn ngủi chừng 10 ngày, tu vi đã đột phá đại thánh tam trọng, rào bước tiến lên tứ trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng vài ngày, liền có thể xung kích cổ thánh. Bàn giao hai người vài câu, để cho bọn họ tiếp tục tu luyện, bản thân thì lần nữa về phòng, nên đột phá. Dùng thông thần ngọc phù thứ hai, Trương Huyền mua chọn 100 viên tiên nguyên đan trung phẩm, lúc này mới mở ra thiên đạo công pháp, ổn định lại tâm thần chuẩn bị tu luyện. Đan dược đi vào trong cơ thể, hóa thành từng đạo linh khí, chạy ở trong kinh mạch, trước đó liền đạt đến phá toái hư không đê không ỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Giờ phút này có công pháp, không còn bất kỳ do dự, tất cả ràng buộc nhẹ nhõm phá vỡ, lực lượng phát sinh thuế biến. Hơn 10 phút phía sau, lực lượng liền tích góp đến cực điểm, ầm một tiếng, phá vỡ ràng buộc, đạt đến hư tiên chi cảnh. Tiếp tục nuốt đan dược vào, thiên đạo công pháp tiêu hao rất nhiều tiên nguyên đan, bất quá giờ phút này hắn tài đại khí thô, cũng không quan tâm. Chỉ cần cảm thấy lực lượng kém, liền nuốt, thiên đạo công pháp cấp tốc vận chuyển, tu vi liên tục, tăng lên. Hư tiên cảnh sơ kỳ, hư tiên cảnh trung kỳ, một canh giờ sau, đã tăng lên chọn một đại cấp bậc, đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Lúc này, mua sắm 100 viên tiên nguyên đan trung phẩm, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa, loại đan dược cấp bậc này, Đối với hắn tu luyện, dường như không còn hiệu quả quá lớn, còn muốn tấn cấp, chỉ sợ cần đan dược cao hơn mới được Nhất nhiệm thông suốt, hồn như chân kim, hỏa luyện vô hại Đây là hư tiên, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, trương huyền cực kỳ vui vẻ Tuy chỉ đột phá một đại cấp bậc, nhưng thực lực gia tăng là không có gì sánh kịp Hư tiên cảnh, cùng phá toái hư không, có chất tranh lệch, là thánh cùng tiên khác nhau Bất luận tuổi thọ hay lực lượng, đều hoàn toàn khác biệt nếu như trước đó sử dụng là chân khí, mà bây giờ đã là tiên lực. Lực lượng tiên gia, có thể đánh ngất tiểu Bạch Nguyễn Khanh. Thật đúng là may mắn. Cảm nhận được lực lượng bây giờ, nhớ tới trước đó có thể đánh ngất tiểu Bạch Nguyễn Khanh, Trương Huyền âm thầm vui mừng. Không phải chiếm được tiên cơ, mặc cho đối phương khôi phục lực lượng mà nói, thua khẳng định là bản thân. Không nói chân tiên, chỉ nói hư tiên, liền mạnh mẽ hơn phá toái hư không không chỉ gấp 10 lần. Tu vi bạo tăng. Lĩnh Ngộ Thần chi kiếm ý càng cao thâm hơn, thi triển ra chiêu kiếm pháp này, chân tiên cảnh đỉnh phong cũng có thể tùy tiện xóa bỏ. Còn tiên quân, chưa hề giao thủ qua, cũng không thấy bọn họ động thủ, lực lượng cụ thể biết không nhiều, chỉ từ thư tịch ghi lại suy luận, tạm thời hẳn là còn không phải đối thủ. Ngoan nhân cùng Phân Thân cũng nên đột phá, lại mua đủ đan dược, thả Phân Thân cùng Ngoan nhân ra tu luyện. Còn Hồ Lô, sau khi nuốt 100 viên tiên nguyên đan trung phẩm, dường như còn xa xa không đến tình trạng khôi phục thấy Trương Huyền thả hắn ra, liền khóc lóc hô hào muốn ăn. Chê nó ồn ào, liền ném vào chữ vật giới chỉ, chẳng muốn tiếp tục chú ý. Hắn một người ngay thẳng như vậy, thật không biết tạo cái nghiệt gì, thu phục một sủng vật ăn hàng như vậy. Mấu chốt nhất là, trừ nước tắm có thể chữa thương ra, không biết đến cùng có tác dụng gì. Lần sau thực sự không được, tìm cường giả tiên quân chém thử một chút, chết đáng đời, chém không ra. Có thể cân nhắc xem như lá chắn, về sau cùng người chiến đấu, đặt ở phía trước bị đánh cũng không tệ bên này trương huyền tu luyện bạch nguyễn khanh cùng bạch phong đã trở lại tiểu viện của bạch diệp trưởng lão thế nào thấy hai người trở về bạch diệp trưởng lão hỏi tiểu thư tự mình ra tay thăm dò vẫn là tiểu thư nói đi bạch phong lui về sau một bước ra ra trương huyền này kiếm pháp cực kém ngay cả kiếm pháp cơ sở nhất cũng thi triển không tốt dưới tình huống cùng cấp bậc ta tùy ý thi triển một bộ kiếm pháp liền chế trụ hắn căn bản không có tư cách làm học sinh của ngươi bạch nguyễn khanh vội nói nói ra câu nói này, trong lòng khâm phục sư thúc lại tăng lên mấy phần. Trong tông môn, muốn trở thành đệ tử ra ra nhiều vô số kể, vị sư thúc này vậy mà từ chối, không tiếc phiền toái như vậy. Thật sự là quá vô danh. Loại tính cách này, khẳng định là tấm gương của chúng ta. Bạch Diệp trưởng lão nhíu mày. Đây là vừa rồi ta dùng ngọc tinh ghi chép lại tình huống chiến đấu. Ngươi nhìn. Bạch Nguyễn Khanh nói xong, lấy ra một ngọc tinh đưa tới. Nhận lấy tinh thạch, ngón tay Bạch Diệp trưởng lão điểm một cái, Cảnh tượng lập tức xuất hiện ở phía trước, rất mau nhìn xong, "Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thực lực của hắn quả thực không được, gia gia muốn thu hắn làm đệ tử mà nói, ta sợ sẽ mất đi uy nghiêm." Bạch Nguyễn Khanh nói, "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, ta còn có việc cùng Tiểu Phong thảo luận." Mặt không hề cảm xúc, Bạch Diệp trưởng lão nói, "Vâng." Bạch Nguyễn Khanh không nói thêm lời, xoay người rời đi. Nàng vừa rời phòng, Bạch Diệp trưởng lão liền nhìn tới, "Ngươi thấy thế nào?" Ta tự tin Ngụy Trang không có bất kỳ sơ suất gì, nhưng đối phương thật giống như sớm biết ta sẽ xuất hiện, ánh mắt thoạt nhìn hoảng loạn, trên thực tế lại cực kỳ trầm ổn, không lo lắng bị giết chút nào. Bạch Phong dừng lại một chút nói, hắn cùng lão gia đều là tiên quân cảnh, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, vẫn bị tùy tiện nhìn ra. Nếu như là thật sợ hãi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, hoặc đưa tin ra ngoài, mà không phải bộ dáng này. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Hắn cùng đối phương cách nhìn nhất trí, cái kia Lão gia, Bạch Phong nói, cháu gái này của ta, bị ta làm hư. Làm việc từ trước tới nay lỗ mãng, lúc học tập kiếm pháp cơ sở từ trước tới nay không vững chắc, lần này lại có thể chạy tới, cùng người tỷ thí, thậm chí còn thi triển ra kiếm chiêu có linh tính như vậy. Muốn nói nàng cùng Trương Huyền không có sớm giao lưu, ta cũng không tin. Vuốt vuốt dấu mép, Bạch Diệp trưởng lão cười khổ. Sớm đã giao lưu. Lão gia có ý tứ là, Bạch Phong nhíu mày. Ngươi đi rồi nhà đầu này cũng đi ta thuận tiện tìm người điều tra một chút nàng đi tàng thư cát cùng trương huyền đi vào tĩnh thất đợi chừng nửa canh giờ cổ tay khẽ đảo bạch diệp trưởng lão ném qua một cái ngọc bài bạch phong vội vàng nhận lấy liếc mắt nhìn khóe miệng nhịn không được co lại một nam một nữ dùng chung một gian tĩnh thất hơn nữa còn lâu như vậy sẽ không phải là có cái gì chứ lão ra nghi ngờ tiểu thư cùng trương huyền này có quan hệ gì bạch phong nhịn không được hỏi Mấy ngày nay, người lặng lẽ đi theo phía sau nàng, nhìn nàng muốn làm gì, có tin tức, lập tức trình báo cho ta. Còn có vị trương huyền kia, cũng lưu tâm nhiều một ít. Một đệ tử nội môn, vậy mà có thể để cho cháu gái không sợ trời, không sợ đất của ta ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp hắn diễn kịch, thật muốn biết, đến cùng có dạng mị lực gì. Bạch Diệp trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể trở thành tam đại trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Các, Bạch Diệp trưởng lão tuyệt không phải tu vi cao đơn giản như vậy, nhãn lực cũng cực kỳ hơn người, cháu gái nghe xong tin tức bản thân muốn thu đồ xoay người rời đi hắn sợ gây ra loạn gì liền đặc biệt phái người đi theo về sau chuyện phát sinh ở tàng thư khố tự nhiên liền biết đơn độc ở chung nửa canh giờ thời điểm bạch phong đi ra lại đột nhiên xuất hiện nói đối phương rất kém cỏi ngu nữa cũng biết khẳng định có vấn đề bạch phong gật đầu xoay người muốn rời khỏi không nên áp sát quá gần không nên bị nàng phát hiện nếu không nhà đầu này khẳng định lại muốn làm ầm ĩ mặt khác cha lai lịch cùng thân phận của trương huyền trong tất cả đệ tử nội môn thật giống như không có tên của hắn bạch diệp trưởng lão lần nữa xua tay vâng bạch phong xoay người rời đi bạch nguyễn khanh không biết cùng sư thúc diễn trò đã để lộ giờ phút này đang ở trong phòng của mình tiếp tục luyện kiếm liên tục mười mấy chiêu đôi mi thanh tú của nàng nhăn nhăn sư thúc truyền thụ kiếm chiêu cực kỳ cao minh vừa mới bắt đầu lý giải rất nhanh tiến bộ cũng rất lớn nhưng càng về sau lý giải càng thêm khó khăn tìm hắn hỏi một chút lại tu luyện hơn một canh giờ cảm giác không có cách nào tiến bộ cắn răng bước lên lưng thú thẳng tắp bay về phía đệ tử nội môn trước đó rời đi đặc biệt hỏi thăm qua đối phương ở nơi nào phương hướng cụ thể đã biết thời gian không dài đi tới bên ngoài tiểu viện từ trên lưng thú nhảy xuống gõ gõ cửa sân kẹt kẹt một trung niên ra đón thấy dung mạo của nàng ánh mắt sáng lên ngươi là ta đến tìm trương huyền sư sư đệ bạch nguyễn khanh nói sư thúc biết điều không nguyện ý hiển lộ thân phận cho nên trước người ngoài nàng không dám xưng hô sư thúc tìm thiếu gia sửng sốt một chút trung niên nhân giật mình người này dĩ nhiên chính là quản gia tàu thành lập vốn cho rằng nữ tử xinh đẹp như vậy tới tìm hắn cao hứng hụt một hồi bất quá thiếu gia cũng rất lợi hại vốn cho rằng hắn một bộ mặt lạnh ăn tiền tính cách lại quái dị đời này khả năng ngay cả người yêu cũng không tìm được không nghĩ tới mới đến lăng vân kiếm các không đến một ngày liền cấu kết một muội tử cực phẩm như vậy thật đúng là người không thể xem bề ngoài, đại dương không thể đo bằng đấu. Thiếu gia ở bên trong, mời. Nói một tiếng, vừa định bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lảo đảo một cái, đổi thành chân phải đi vào. Vừa bước một bước, Tào Thành Lập quay đầu nhìn nữ hài, mong vị sư tỷ này thứ lỗi, thời điểm bước qua khung cửa, xin dùng chân phải. Bạch Nguyễn Khanh, đây là thiếu gia quyết định quy củ, mong được tha thứ Tào Thành Lập tràn đầy chân thành. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày, Suy nghĩ một chút, vẫn không dám làm trái, chân phải vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Vừa tiến vào tiểu viện, lập tức nhìn thấy một thiếu niên đang luyện kiếm, trên đầu tràn đầy mồ hôi, hẳn là luyện quá lâu. Cái kiếm pháp này, đứng tại chỗ nhìn một hồi, thân thể Bạch Nguyễn khanh cứng nhắc, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Vị trước mắt này, chỉ có 16, 17 tuổi, hơn nữa tu vi chỉ là cổ thánh nhị trọng, hết sức bình thường, nhưng kiếm pháp liên miên không ngớt, chiêu số đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo, tang thương cổ điển thật giống như đắm chìm trong kiếm thuật, ít nhất lâu đến mấy chục năm. Thậm chí một ít chiêu số, so với phong lão thi triển càng thêm lão luyện, huyền diệu hơn. Thiếu niên mười mấy tuổi, thi triển ra kiếm chiêu, kiếm ý có thể so với gia gia. Nàng tu luyện kiếm pháp nhiều năm như vậy, cảm giác ở trước mặt đối phương, giống như em bé ngây thơ buồn cười. Hắn, chính là thiện hiểu thiên. Bờ môi trắng bệch hỏi. Ừm, hắn chính là hiểu thiên tiểu thiếu gia. Tao thành lập gật đầu. Hắn cùng trường sư, Đệ, học tập kiếm thuật bao lâu? Nhịn không được nhìn qua. Kiếm thuật cao minh như vậy, chẳng lẽ tên này vừa ra đời liền cùng Trương Sư Thúc học tập? Bao lâu? Bẻ ngón tay, Tào Thành Lập nghĩ nửa ngày, duỗi ra năm ngón tay, dừng lại một chút, lại rụt về hai ngón, đại khái thời gian dài như vậy. Ba năm. Mới ba năm đã lợi hại như vậy. Đồng tử có rút lại, Bạch Nguyễn Khanh. Giật nảy mình. Nàng từ ba tuổi liền bắt đầu luyện kiếm, đến bây giờ đã tu luyện tiếp cận hai mươi năm, trong khoảng thời gian này, Gia Gia cùng Phong lão tay nắm tay dạy dỗ, dùng vô số dược vật chân quý, mới có thành tựu như thế, đối phương mới tiếp nhận chỉ điểm 3 năm, thoạt nhìn càng thêm cường đại hơn mình. Làm sao làm được? 3 năm? Tào Thành Lập sừng sốt một chút, không phải, ba canh giờ. Thiếu gia mỗi ngày đều rất bận, mặc dù tiểu thiếu gia là học sinh của hắn, nhưng thời gian chỉ điểm tu luyện không lâu, bình thường đều là nói vấn đề trong tu luyện, sau đó cho cái ngọc bài tự mình học tập. Bởi vậy bái sư hơn 10 ngày, chân chính chỉ điểm, tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 3 canh giờ. Giờ, Bạch Nguyễn Khanh lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Học 3 canh giờ, kiếm thuật cao minh như vậy. Miệng há mở, sắp điên cuồng. Bên này khiếp sợ nói không ra lời, cách đó không xa thiện hiểu thiên nhìn thấy khách tới, mỉm cười. Ngừng lại giải thích nói, thật ra thì thời gian lão sư chân chính chỉ đạo ta, cũng chỉ hơn một canh giờ. Ba canh giờ, tao quản gia nói nhiều đối phương có thể tìm tới nơi này hơn nữa biết mình chứng minh đã hiểu thân phận của hắn không có gì có thể giấu giếm một giờ khiếp sợ đến có chút mất cảm giác bạch nguyễn khanh qua một hồi thật lâu mới mở miệng lần nữa ta có thể cùng ngươi tỉ thí kiếm pháp hay không đương nhiên có thể thiện hiểu thiên vội vàng gật đầu hắn vẫn luôn tự mình tu luyện có người có thể tỉ thí không thể tốt hơn bắt đầu đi áp chế tu vi đến cổ thánh nhị trọng sơ kỳ cùng đối phương tương đồng bạch nguyễn khanh lấy ra trường kiếm hô thân thể mềm mại khẽ động đâm về phía trước vừa rồi gặp qua đối phương luyện kiếm biết ảo diệu vô tận không dám khinh thường vừa ra tay liền thi triển ra chiêu số mạnh nhất tốc độ nhanh như thiểm điện ông ngay thời điểm nàng cho rằng hẳn có thể chiến thắng đối phương thiện hiểu thiên đột nhiên xuất thủ ánh mắt hoa lên sau đó sau đó trên đầu chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh kiếm vẻ mặt trắng bệch không dám tiếp tục áp chế tu vi tu vi thời gian nháy mắt liền khôi phục lại chân tiên cảnh hộ thể chân khí trùng kích trường kiếm bị kích ra ngoài nếu không phải phá giải tu vi tốc độ nhanh khả năng đầu đã bị xuyên thủng tất cả đều là mồ hôi lạnh thân thể bạch nguyễn khanh cứng ngắc kiếm trong tay đối phương bắn ra thế nào lại làm sao đi tới đỉnh đầu của nàng vậy mà mảy may không thấy nói cách khác nếu quả thật cùng cấp bậc người đã sớm chết đáng sợ tràn đầy hoảng sợ nhìn sang còn tưởng rằng vừa rồi đối phương tu luyện kiếm pháp rất lợi hại nằm mộng cũng nghĩ không ra chiêu phi kiếm này càng thêm cường đại cùng cấp bậc một chiêu thuấn sát ta luyện lâu như vậy chưa hề cùng người khác chiến đấu qua không biết lực lượng mạnh yếu lại thêm không thể tự do khống chế thực xin lỗi thiện hiểu thiên vào đầu hắn vốn nghĩ trường kiếm đâm qua liền dừng tay không nghĩ tới lý giải đối với kiếm pháp vẫn quá yếu căn bản không dừng được may mắn nàng kia phản ứng nhanh chân khí hộ thể ngăn lại nếu không khách nhân mới đi đến trên đầu cắm thanh kiếm đi gặp lão sư chắc là phải bị mắng chết. Học được một canh giờ, ta cùng cấp bậc không đỡ được. Bạch Nguyễn Khanh nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới một việc, ta cũng cùng Trương sư thúc học một hồi, hắn cũng truyền thụ ta phương pháp sử dụng kiếm. Tuy ta luyện qua loa, không được tinh túy, nhưng chiêu này uy lực lớn bao nhiêu. Mặc dù biết, chiêu giờ kiếm này rất lợi hại, nhưng chưa hề thí nghiệm, cũng không cùng người khác giao thủ, có muốn thử một chút hay không. Nghĩ đến cái này, liếc mắt nhìn thiện hiểu thiên, cuối cùng lắc đầu, nàng cũng không muốn lại bị kiếm của đối phương cắm vào đầu, vừa rồi phản ứng nhanh, xem như không có việc gì, ngộ nhỡ thất thần, khả năng giờ phút này đã biến thành thi thể. Nơi này có gian phòng yên tĩnh không, an bài cho ta một gian. ngẩng đầu hỏi, cái kia không người ở, ngươi trước ở lại, lão sư đang bế quan, chờ hắn xuất quan, ta sẽ gọi ngươi. Thiện hiểu thiên chỉ, đệ tử nội môn, bởi vì cần hạ nhân chăm sóc, tiểu viện cư trú bình thường đều có 10 gian phòng, cực kỳ rộng rãi. Không nói thêm lời, Bạch Nguyễn Khanh đi vào gian phòng, chuẩn bị ổn thỏa, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái thông thần ngọc phù. Thông thần ngọc phù của đệ tử Hạch Tâm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào bên trong. Đệ tử Hạch Tâm thi đấu khiêu chiến khác biệt nội môn, có thể công khai, cũng có thể tự mình tỉ thí. Lần trước ta ở giải thi đấu Hạch Tâm, chỉ xếp thứ 17, 16 vương hạo, ta không phải đối thủ. Giờ phút này có thể thử một chút. Đứng ở trong thông thần điện, mắt Bạch Nguyễn Khanh sáng lên. Nàng ở trong đệ tử hạch tâm, Danh khí rất lớn, người người kính sợ, là bởi vì gia gia Bạch Diệp Trưởng lão, trên thực tế thực lực chân thật ngay cả 10 vị trí đầu cũng không xếp hạng tới. Đặc biệt là trong Hạch Tâm, mấy biến thái ở top đầu, rất nhiều trưởng lão cũng không nhất định là đối thủ. Lần trước đệ tử Hạch Tâm đại bỉ, nàng thua ở trong tay người thứ 16 Vương Hạo, cuối cùng chỉ là 17, vừa vặn có thể mượn tay hắn, đi thử kiếm thuật mà Trương Sư Thúc truyền thụ cho đến cùng thế nào. Tinh thần khẽ động, đi tới trước đài giúp ta phát ra lời mời, ta muốn khiêu chiến người thứ 16 Vương Hạo. Thời gian không dài, Vương Hạo đi tới nơi này, khóe miệng nâng lên, làm sao đột nhiên muốn cùng ta tỉ thí. Chẳng lẽ mới học kiếm chiêu gì, cho rằng có thể thắng được ta. Không cần thử, nửa tháng trước mới so qua, ngươi không phải đối thủ. Ta là học được kiếm chiêu mới, muốn thử xem. Bạch Nguyễn Khanh cũng không có chối, thua cùng lắm thì lần sau lại đến. Chiêu số của Trương Sư Thúc rốt cục mạnh đến mức nào, nàng chỉ là đơn độc tu luyện, không cùng người khác thử qua tìm vương hạo cũng chỉ là thí nghiệm một chút còn có thể thắng hay không trong lòng không rõ ràng nếu ngươi không quan tâm vậy thì bắt đầu đi thấy bộ dáng của nàng vương hạo nhẹ nhàng cười một tiếng hai người tìm tỉ thí chàng tư mật tiến vào bên trong đệ tử hạch tâm mỗi một vị đều là tồn tại trói mắt nhất của tông môn nắm giữ địa vị cực cao cùng vô số bí pháp bởi vậy đệ tử nội môn sử dụng công khai thi đấu đối với bọn hắn cũng không áp dụng dù sao một khi thất bại sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên không ít người sẽ ở thông thần điện mở tranh tài riêng tư còn kết quả chỉ có song phương giao chiến biết vương hạo nhìn qua bắt đầu đi phần phật trong khi nói chuyện trường kiếm lay động một đạo kiếm mang bổ xuống vị trước mắt này mặc dù một mực thua hắn nhưng dù sao cũng là cháu gái ruột của bạch trưởng lão thực lực cực mạnh hắn không dám khinh thường vừa ra tay liền thi triển ra chiêu số mạnh nhất kiếm mang bổ tới nhìn thấy đối phương thi triển ra chiêu này bạch nguyễn khanh sững sờ nàng học tập dơ kiếm chính là nhằm vào loại chiêu số này giờ phút này thi triển thật đúng là ngủ gật đưa gối không có ngừng nghi trước đó tu luyện mấy chục lần dơ kiếm vạch ra ngươi cẩn thận chiêu này của ta tuy còn không có rèn luyện nhưng uy lực hẳn rất khá nhẹ nhàng cười một tiếng trường kiếm bay tứ tung đang muốn nhắc nhở đối phương lời còn chưa nói hết liền cảm thấy phía trước bóng người run rẩy lực lượng trên tay buông lỏng răng rắc một cái đầu rơi ở dưới chân cách đó không xa thi thể vương hạo nằm ở trên mặt đất a à, bạch nguyễn khanh giật nảy mình chiêu này của nàng còn không có rèn luyện mấu chốt nhất là còn không có thi triển xong trước đó vương hạo vẫn luôn chiến thắng đầu liền mất ngươi chuyện gì xảy ra đang khó tin vương hạo bị chém giết dùng một cái thông thần ngọc phù khác đi tới trước mặt nói thật hắn cũng bối rối đối phương từ trước tới nay không phải đối thủ lần này mới một chiêu liền bị chém đầu tự mình trải qua cũng có chút phát điên ta cũng không biết bạch nguyễn khanh đờ đẫn nàng là thật không biết chỉ là dần dần từng bước thi triển kiếm chiêu trương sư thúc truyền thụ cho nằm mơ cũng nghĩ không ra chiêu số không dùng hết đầu đối phương liền mất lại đến lần này ta sẽ không thả lỏng vừa ra tay liền dùng ra công kích mạnh nhất thấy bộ dáng này của nàng còn tưởng rằng đang cố ý nhục nhã vương hạo cao giọng gào thét lần nữa rút trường kiếm lao đến hô hô kiếm khí như gió Kiếm mang như nước, có thể trở thành đệ tử hạch tâm, xếp hạng thứ 16, lý giải kiếm thuật cực mạnh, vừa ra tay liền làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Biết đối phương thi triển ra toàn lực, dùng chiêu số trước khẳng định không cách nào chiến thắng, Bạch Nguyễn Khanh cắn răng một cái, lần nữa phát huy dơ kiếm của trương sư thúc truyền thụ. Lạch cạch, chiêu số còn không dùng hết, đầu vương hạo lại rớt xuống, lần này giống như bóng da, lăn càng xa. Cái này, Bạch Nguyễn Khanh sững sở dường như học chiêu này, đầu của đối phương cũng không quá kiên cố, tùy ý chém một cái, liền rơi mất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sơn phong của đệ tử Hạch Tâm Đường viêm ở trong đó, tên tuổi lẫy lừng, lần trước đại bỉ xếp hạng thứ bảy, vô trần kiếm pháp ở ngoại giới càng rất có danh khí, để vô số người kính sợ. Đã từng một người một kiếm, đuổi một đạo tặc chân tiên cảnh đỉnh phong, ngang dọc Nam Bắc 50 vạn dặm, sư môn thế lực sau lưng hắn, đều chém trừ tận gốc, từ đó danh chấn thiên hạ. Năm nay 51 tuổi, nhưng dung mạo thoạt nhìn giống như 20 tuổi, chân khí tinh thuần viên mãn, kiếm khí bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra, cho người ta một loại uy áp nồng đậm. Danh khí, địa vị, lực lượng cái gì cần có đều có. Hắn giờ phút này, đang đứng ở trong viện, trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo dấu vết, tựa như thư họa sư Cao Minh, đang tiến hành vẽ tranh, cho người ta một loại hưởng thụ tươi đẹp. Hô! Kiếm ngừng, thu kiếm mà đứng, dấu vết vẫn bồng bềnh ở trên không, tựa như khói xanh. Oa oa. Một con chim rừng trong lúc vô tình bay vào trong đó. Bành. Giống như đi vào cối xay thịt, máu tươi bắn tung tóe, thời gian nháy mắt liền bị vỡ thành bột phấn, máu tươi chảy đầy đất. Chúc mừng sư huynh, Vô Trần kiếm pháp rốt cục đạt đến đại thành. Âm thanh vỗ tay vang lên, một thanh niên cười đi tới. Hạch Tâm xếp thứ 8 Quách Nghị. Vị này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, trên thực tế số tuổi thật sự cũng vượt qua 50 sau khi đến hư tiên, tuổi thọ liền vượt qua 300. Chân tiên cảnh, mặc dù tuổi thọ không có tăng thêm, lực lượng lại mạnh hơn, thanh xuân cũng duy trì càng lâu, bởi vậy 50, xem như thanh niên mà thôi. Khổ tu 30 năm, hôm nay rốt cục có thành tựu. Lần sau đệ tử hạch tâm khảo hạch, nhất định có thể xung kích năm vị trí đầu. Đường viêm cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ. Lần trước khảo hạch, hắn một mực không có luyện chiêu kiếm pháp này đến đỉnh phong, mới xếp thứ bảy, giờ phút này đạt đến đại thành, Năm vị trí đầu không khó lắm. Lăng Vân Kiếm Các lấy chiến đấu xưng danh, có thể trở thành năm vị trí đầu của Hạch Tâm, toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng có thể tiến vào 20. Thế hệ trẻ tuổi, xem như chân chân chính chính bước vào đỉnh cao. Năm vị trí đầu Hạch Tâm, mỗi một vị đều có cơ hội trở thành trưởng lão Hạch Tâm của Lăng Vân Kiếm Các, ta ở đây liền sớm chúc mừng Đường sư huynh. Quách Nghị ông quyền. Trưởng lão Hạch Tâm khống chế Lăng Vân Kiếm Các, tiền thân đều là năm người đứng đầu của đệ tử Hạch Tâm giống như Bạch Diệp trưởng lão, 100 năm trước, ở trong đệ tử hạch tâm, một mực xếp hạng trước ba, cũng chỉ hơi yếu hơn Hà Thiên trưởng lão một tia mà thôi. Ta trở thành trưởng lão hạch tâm, khẳng định có chỗ tốt của ngươi. Đường viêm mỉm cười, nhìn lại, thế nào, ngày hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta? Là như vậy, sư huynh không phải một mực ưa thích Bạch Nguyễn Khanh không rời ư. Quách Nghị nói, ừm, đường viêm cũng không phủ nhận. Mặc dù tính tình của Bạch Nguyễn Khanh không tốt, nhưng xuất thân tốt, người lại xinh đẹp, nếu như có thể lấy về nhà, đối với hắn về sau phát triển, hoàn toàn có giúp đỡ to lớn. Có lẽ sớm liền có thể tiếp quản kiếm các, thực sự trở thành đám người đỉnh phong nhất đại lục. Nàng xếp hạng thứ 17, ngày hôm nay không biết làm sao, đột nhiên khiêu chiến Vương Hạo. Vương Hạo xếp hạng thứ 16. Đường Viêm cười nhạt một tiếng, cấp cho phê bình, thực lực của người này không tính quá mạnh, nhưng một chiêu như thủy kiếm vẫn cực kỳ đáng sợ, kiếm y như nước, phòng ngự vô địch xem như ta muốn phá giải, cũng cần tiêu phí một ít công phu, khiêu chiến hắn. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương hạo rất mạnh. Nhưng vừa mới truyền đến tin tức, liên tục hai lần đều bị Bạch Nguyễn Khanh chém đầu, tổng cộng dùng. Không cao hơn ba chiêu. Quách Nghị nói. Không cao hơn ba chiêu, chém giết Vương hạo hai lần. Sửng sốt một cái, đường viêm khó tin. Thực lực của Bạch Nguyễn Khanh cùng Vương hạo, hắn biết rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, người sau chắc thắng. Làm sao có thể không đến ba chiêu, liền bị giết hai lần. Lúc nào vị nữ bạo long này trở nên cường đại như vậy? Sau khi giết vương hạo, Bạch Nguyễn Khanh không có đình chỉ, tiếp tục khiêu chiến. Trước khi ta đến, nghe được tin tức là, đồng dạng một chiêu chém giết xếp hạng thứ 15 tôn kiện. Thứ 14 dương hổ, thứ 13 đỗ nhược. Quách Nghị cười khổ một tiếng, nói tiếp. Chỉ dùng một chiêu, từ 16 giết tới 13. Cái này sao có thể? Đừng viêm khó có thể tin, cùng đi nhìn một chút. Tốt. Quách Nghị lên tiếng. Đến tìm sư huynh, mục đích chính là cái này. Hai người lấy ra thông thần Ngọc Phù, đồng thời đi vào thông thần điện. Rất nhanh, đi tới gian phòng tỉ thí, ngoài cửa phòng thấy được mấy người, tất cả đều ủ rũ. Hồng Thanh, ngươi, làm sao cũng ở đây. Thanh niên phía trước kêu Hồng Thanh, đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 10, mặc dù là tên sau cùng của 10 vị trí đầu, nhưng có thể đi vào trong đó, đã không tầm thường. Dù sao 10 vị trí đầu đại biểu ý nghĩa khác biệt, cạnh tranh càng thêm quyết liệt tình huống bình thường, một là một hàng, hai, ba là một hàng, bốn, năm, sáu một hàng, bảy, tám, chín, mười một hàng, mười một đến hai mươi lại là một hàng. Tất cả cấp bậc, mỗi một cấp độ, đều đại biểu cường giả khác nhau. Hắn xếp thứ bảy, tương đương với hàng thứ tư của hạch tâm, đủ để cho vô số người tuyệt vọng. Dù vậy, cũng chỉ cùng một cấp độ với Hồng Thanh, không phải mới vừa nói, Bạch Nguyễn Khanh chỉ giết đến thứ 13 sao. Xếp hạng thứ 10 đứng ở trước cổng, là làm gì? Ta vừa bị Bạch sư tỷ một kiếm chém xuống đầu. Hồng Thanh cười khổ, bất luận hạch tâm hay nội môn, thực lực thấp, phải xưng hô thực lực cao là sư huynh, sư tỷ, cái này sớm đã thành quy củ. Nàng khiêu chiến ngươi, hơn nữa chiến thắng. Quách Nghị nhảy dựng, đúng vậy, một đường khiêu chiến tới, ta bị một chiêu chém đầu. Ta cũng thế. Mấy thanh niên phía trước đồng thời nói, Đường Viêm nhìn sang, sau đó nhìn thấy xếp hạng thứ 12, 11 cũng đều đứng ở trong đó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng không có chặn lại kiếm pháp của Bạch Nguyễn Khanh. Thông thần điện của đệ tử Hạch Tâm, tu vi mọi người như nhau, là hư tiên cảnh sơ kỳ. Một mình nàng một kiếm, từ 16 giết tới hạng 10. Nói cách khác, liên tục giết 7 người, còn có khí lực. Đường Viêm khó có thể tin. Trong thông thần điện, tất cả mọi người là hư tiên cảnh sơ kỳ, lực lượng có hạn, liên tục giết 7 người, lại còn có thể tiếp tục. Làm sao mấy ngày không thấy, kiếm pháp của Bạch Nguyễn Khanh cao minh đến loại tình trạng này? các ngươi thủ ở chỗ này, chẳng lẽ nàng không giống hắn khiếp sợ, nghĩ tới điều gì, quách nghị có chút muốn khóc. Đúng vậy, nàng đang khiêu chiến xếp thứ 9 lỗ càn. Một khi thành công, hẳn là sẽ đến lượt ngươi. Hồng Thanh gật đầu, còn chưa nói xong, liền thấy cửa phòng mở ra, một cô gái lộ đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Quách nghị, ngươi tới vừa vặn, đến lượt ngươi. Quách nghị, nghe đối phương nói, làm sao cảm giác khiêu chiến giống như đùa giỡn vậy nhỉ? Ngươi đây là khiêu chiến đệ tử hạch tâm không phải nấu cơm đến phiên ta liên tục khiêu chiến cũng không cần nghỉ ngơi sao đừng đi vào ngay ở chỗ này tỉ thí đi đường viêm đột nhiên mở miệng không sai mặc kệ thắng thua công khai so đấu a à, như vậy mọi người cũng có thể nhìn thấy dù sao chỉ mấy người chúng ta không có gì có thể giấu giếm lại có người nói đều bị một người chém còn có cái gì có thể giấu giếm bí mật tranh tài còn không bằng tất cả mọi người nhìn cũng xem như có cái đề phòng người ý tứ là công khai so đấu bạch nguyễn khanh nhìn qua ý tứ của đường sư huynh chính là của ta ta cũng chủ trương công khai quách nghị cắn răng một cái gật đầu vậy được thấy hắn đáp ứng bạch nguyễn khanh không nói thêm lời sách theo trường kiếm đi ra quách nghị nói đi đài tỷ thí đi không cần phiền toái như vậy trường kiếm trong tay nhấc lên bạch nguyễn khanh nhẹ nhàng quét ngang cả người đã đi tới trước mặt động thủ ở đây không nghĩ tới nàng trực tiếp ra tay, căn bản không quan tâm lôi đài, quách nghị giật nảy mình, sầm mặt lại, trường kiếm nâng lên. Bất quá kiếm còn chưa tới trước mặt đối phương, cổ họng đau xót, lạch cạch, đầu rơi trên mặt đất, con mắt trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt, cho đến bị giết, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tốt, tới lượt ngươi. Một kiếm chém giết quách nghị, Bạch Nguyễn Khanh nhìn về phía đường viêm cách đó không xa. Vừa mới bắt đầu, đối với Trương Sư Thúc truyền thụ cho giơ kiếm còn có chút lạ lẫm, không biết uy lực thế nào liên tục chém giết mấy vị đệ tử hạch tâm hơn nữa đều là thuấn sát lòng tin đại tăng sư thúc chỉ điểm nàng vài phút đã mạnh như vậy khó trách thắng không nổi thiện hiểu thiên tiếp nhận chỉ điểm hơn hai canh giờ không dám tưởng tượng ta cũng ở nơi đây khuôn mặt đường viêm trầm xuống ngay ở chỗ này đi tránh phiền phức bạch nguyễn khanh nói không nên quá ngạo mạn lông mày đường viêm nhảy loạn đổi lại trước kia hắn coi như mạnh hơn quách nghị cũng mạnh không đến chỗ nào, hiện tại tu luyện vô trần kiếm pháp tới đại thành, sớm đã không phải tên ngố trước đó. Ta không có thời gian, còn muốn khiêu chiến năm vị trí đầu, đừng chậm trễ. Bạch Nguyễn Khanh khoát tay áo, vẻ mặt đường viêm đỏ lên, lông mày nhảy loạn, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trường kiếm lắc một cái, từng vết kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô trần kiếm đại thành. Thật lợi hại. Loại kiếm pháp này, chỉ sợ sẽ xếp hạng đến năm vị trí đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người là người thức kiếm, vừa nhìn thấy chiêu này, tất cả đều tràn đầy kích động. Không nghĩ tới không chỉ Bạch Nguyễn Khanh tiến bộ, đường viêm cũng tiến bộ lớn như vậy. Lợi hại. Nhìn thấy chiêu kiếm pháp này, Bạch Nguyễn Khanh ngừng lại. Vô trần kiếm, đâu đâu cũng có vết kiếm, xông tới sẽ bị thương, mặc dù dơ kiếm của nàng không tệ, lại vừa vặn không đối ứng, hoàn toàn không có đỉnh phong thể hiện. Không nghĩ tới vô trần kiếm pháp của người tu luyện tới loại tình trạng này. Đừng có gấp, người chờ một lát, ta đi ra ngoài một chút trở về tiếp tục cùng ngươi tỷ thí nói xong thân thể mềm mại run rẩy hóa thành quang ảnh biến mất tại chỗ cái này mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều không hiểu ra sao đường viêm cũng ngây người còn tưởng rằng đối phương sẽ xông lại chém đầu hắn xuống thật muốn như vậy hắn cũng có thể chém giết đối phương chỉ xem ai động tác càng nhanh càng nhanh chóng nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương không theo lẽ thường an bài chuyển thân rời đi còn để hắn chờ đợi. Sư huynh, quách nghị dùng thông thần ngọc phù khác đi vào, vẻ mặt cũng choáng váng. Ở chỗ này chờ, ta không tin chờ một chút, nàng liền có thể chiến thắng. Đường viêm cắn răng, lắc đầu, bạch Nguyễn Khanh tỉnh táo lại, ngồi tại nguyên chỗ trần chờ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong viện, thiện hiểu thiên vẫn luyện kiếm. Hơn mấy chục mét, trên, đầu tàu thành lập đội một quả hạch, hai chân run lên. Vèo, một thanh trường kiếm bay đi, sau một khắc cắm vào trên đầu của hắn cách quả hạch còn có mấy tấc máu tươi chảy ra ta hình như bị thương tào thành lập sờ lên máu trên đầu nói không có việc gì ai không bị thương thiện hiểu thiên mỉm cười tiếp tục đội ta là thật bị thương lời còn chưa dứt lại một thanh trường kiếm cắm vào vị trí tương đồng nhìn máu tươi từ trên mặt chảy xuống đất tào thành lập phát điên ta sắp chết yên tâm đi lần này ta khống chế lực lượng rất chuẩn chỉ là đâm rách ra đầu không có làm bị thương xương cốt chớ nói chi là đầu. Thiện hiểu thiên cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt, rút xuống từng cây trường kiếm. Quả nhiên giống như hắn nói, chỉ đâm rách ra đầu, xương cốt cũng không có làm bị thương, tự nhiên sẽ không chết. Lão sư chỉ điểm, hắn vẫn luyện tập khống chế, hiện tại đã có chút thành tựu, nếu không sẽ không dùng tàu thành lập làm thí nghiệm. Nhìn mà ra đầu run lên, Bạch Nguyễn Khanh đi tới trước mặt, có chút xấu hổ. Thiện sư đệ, ngươi có thể truyền thụ cho ta tuyệt chiêu vứt kiếm hay không? Thiện hiểu thiên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, tốt. Lão sư tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng biết lòng dạ hắn rộng lớn, chiêu kiếm pháp này, mặc dù lấy tên của mình mệnh danh, nhưng cũng truyền thụ qua tàu thành lập, dịch lão. Truyền nhiều một người, hẳn là sẽ không suy tính. Hắn chính là uyên bác như vậy, mạnh mẽ như vậy, xem danh lợi như cạn bã. Chiêu này gọi tam thiếu ra kiếm, một lần khả năng không học được, chẳng qua người trước tiên có thể học phương thức phát lực cùng cách vận chuyển chân khí, thi triển kiếm pháp ra lại nói, còn trong chiến đấu xuất hiện biến hóa cùng ứng đối, về sau từ từ nghiên cứu, Thiện Hiểu Thiên nói: "Chiêu Tam thiếu gia kiếm này phát lực cực kỳ đơn giản, nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở đại thánh liền có thể học được thi triển. Đi qua chỉ điểm, không cần 3 phút, Bạch Nguyễn Khanh liền hiểu rõ. Vèo, trường kiếm lắc một cái, hóa thành hàn mang, sau một khắc đã xuất hiện ở trên vách tường bên cạnh Tào thành lập. Tào quản gia bại liệt trên mặt đất, tại chỗ sụp đổ. Tốc độ cùng lực lượng của một kiếm này thật muốn cắm vào trên đầu có thể sẽ trực tiếp cúp máy tam thiếu ra kiếm không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải làm được nhất kích tất sát giết người thế nào liệu địch tiên cơ thế nào sớm đã tiến hành dự phán tìm tới thiếu hụt đánh tan trọng yếu nhất thấy nàng học được phát lực thiện hiểu thiên giải thích chiêu này sở dĩ mạnh mẽ cũng không phải kiếm bay ra tốc độ nhanh mà là liệu địch tiên cơ lấy kiếm chiêu công kích thiếu hụt đây mới là nội công tâm pháp vứt kiếm chỉ là chiêu số nông cạn mà thôi học được cần bao lâu? Thấy hắn muốn tỉ mỉ giảng giải, Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Còn có một đám người ở thông thần điện chờ mình, nếu tỉ mỉ học tiêu phí thời gian quá lâu, không phù hợp. Lão sư giảng giải mà nói, nửa canh giờ liền có thể hoàn thành, bản thân ta lý giải liền không quá toàn diện, lại nói cho ngươi, khả năng cần hai ngày. Thiện hiểu thiên gãi đầu, mang theo xấu hổ. Dù chiêu này đã luyện tập hơn 10 ngày, cũng ban đầu thành công, nhưng so với lão sư, còn kém không biết bao xa, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Lão sư giảng giải, vi ngôn đại nghĩa, lấy đạo lý rõ ràng, tạo dựng hệ thống to lớn, đổi lại hắn, liền không dễ dàng như vậy. Được rồi, ta quay đầu lại học, trước đi thử một chút. Nghe lâu như vậy, Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu, lần nữa về phòng. Nàng vốn là người phật phòng không yên, không có kiên nhẫn gì, bằng không thì cũng sẽ không đạt được xưng hào nữ bạo long, để người khác chờ, tốn mấy ngày học tập một bộ kiếm pháp, khẳng định không có khả năng. Hô lần nữa trở lại địa phương trước đó giao đấu, quả nhiên thấy đám người Đường Viêm đang đứng tại nguyên chỗ, cũng không rời đi. Ta tới, tiếp tục. Cầm trường kiếm trong tay, Bạch Nguyễn Khanh bày ra tư thế. Thấy nàng một cái qua lại, chỉ dùng không đến 5 phút, trên mặt Đường Viêm lộ ra nghi ngờ, bất quá vẫn gật đầu, trường kiếm trong tay lắc một cái, lần nữa thi triển ra vô Trần kiếm. Vết kiếm đầy trời, tựa như như khói xanh bao phủ. Mặc kệ, thử một chút. Tuy không có học nội công tâm pháp đối ứng, nhưng kiếm thuật của Bạch Nguyễn Khanh rất mạnh, lại thêm ra ra là trưởng lão, am hiểu rất nhiều kiếm pháp trong tông môn, chiêu này thiếu hụt cùng sơ hở, cũng giảng giải qua cho nàng. Chỉ là trước đó không có cách nào phá giải mà thôi. Giống như biết rõ quyền vương tai sơn, một súng có thể bắn chết, nhưng đối mặt với đối phương, ngươi chưa hẳn có thể làm được. Trước đó, muốn phá giải những thiếu hụt này, cần xông qua vết kiếm như khói xanh, mà thật muốn đi qua, tất nhiên sẽ giống như con chín lúc trước, bị công kích, bị thương nặng. Mà bây giờ, có tuyệt chiêu phi kiếm, liền không giống lúc trước. Lại không trần chờ, cổ tay rung lên. Hô! Trường kiếm rời tay mà bay. Ném kiếm đi. Đường viêm sững sở, vừa. Định chặn lại trường kiếm bay tới, liền cảm thấy đầu tê dần. Vèo! Phía trên ghim một thanh trường kiếm, thân thể run rẩy ngã trên mặt đất. Tốt! Vậy thì chết! Đường viêm cũng bị một kiếm chém giết. Vừa rồi phi kiếm tốc độ thật nhanh, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, lăng vân kiếm các hình như không có chiêu kiếm pháp này ta cũng chưa nghe nói qua không chỉ chiêu này chiêu số trước đó giết chết chúng ta hình như cũng chưa từng thấy qua bốn phía xôn xao thành công mọi người nói không ra lời bạch nguyễn khanh cũng giật nảy mình chiêu này chỉ học vài phút dường như vội vàng vốn chỉ nghĩ có thể hù dọa đối phương một chút để hắn thu lực lượng về lại tìm cơ hội tấn công không nghĩ tới chỉ thoáng cái đối phương liền treo quá lợi hại tiếp tục hai mắt sáng lên, Bạch Nguyễn Khanh lần nữa khôi phục lòng tin, tiếp tục hạ chiến thư, khiêu chiến hạng 6. Trưởng lão viện. Thế nào? Bạch Diệp trưởng lão nhìn về phía Bạch Phong. Ta theo dõi tiểu thư, quả nhiên thấy nàng đi nội môn, chẳng qua đệ tử nội môn này, không gọi Trương Huyền, mà là Thiện Hiểu Thiên. Bạch Phong đưa tới một ngọc bài, đây là tư liệu của hắn. Thiện Hiểu Thiên. Trong mắt cảm thấy rất ngờ vực, Bạch Diệp trưởng lão rất mau nhìn một lần, người này ta biết, là Lục Vân trưởng lão đưa tới, thời điểm hội nghị trưởng lão đặc biệt báo qua, mặc dù ta không có tham gia hội nghị, nhưng nhìn qua ghi chép hội nghị truyền tới, chỉ là cổ thánh nhất trọng, nhưng có thể để cho kiếm y lan ra 499 mét, kém một bước là kiếm thần. Là hắn. Theo ta điều tra, hắn còn mang theo một bằng hữu đi vào tông môn, người bạn này gọi Trương Huyền, nhưng tu vi phá toái hư không sơ kỳ, hơi không hợp. Bạch Phong lại đưa qua một phần tư liệu khác, lấy thân phận của bạch diệp trưởng lão muốn điều tra một người cực kỳ đơn giản trương huyền lấy thân phận tùy tùng đi theo sau lưng thiện hiểu thiên tới lăng vân kiếm cát dù thời gian không dài nhưng cũng đăng ký tạo sổ ghi lại trong danh sách hẳn là hắn xem xong nội dung bạch diệp trưởng lão gật gật đầu mặc dù không biết vì sao phía trên đăng ký cùng chân thực lại có khoảng cách nhưng tin tức khác tất cả đều có thể nối liền chắc là cùng một người nguyễn khanh đi tiểu viện của thiện hiểu thiên hẳn là tìm trương huyền tiếp tục đi xem một chút, Trương Huyền không phải đệ tử nội môn, nhưng giả mạo, ta sợ mưu đồ quấy rối." Bạch Diệp trưởng lão nói. "Vâng." Bạch Phong đứng dậy, vừa định rời đi, liền thấy một lão giả vội vã đi vào, "Bạch Diệp trưởng lão, thương thế của ngươi khôi phục, chúng ta đều rất cao hứng, nhưng ngươi cũng phải quản cháu gái của ngươi một chút." "Cháu gái? Làm sao vậy?" Bạch Diệp trưởng lão sững sờ. Bớt ở chỗ này ra bộ hồ đồ, nàng đi vào Thông Thần Điện Hạch Tâm, từ người thứ 16 bắt đầu khiêu chiến. Tất cả tới giao chiến, đều một chiêu chém giết, đã giết tới 5 người đứng đầu. Vị lão giả này khoát tay chặn lại, giết tới 5 vị trí đầu. Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong ngẩn ngơ. Thực lực của Bạch Nguyễn Khanh, bọn họ biết rõ ràng nhất, vị trí 17 đã coi như rất miễn cưỡng. Một hơi giết tới 5 vị trí đầu. Làm sao có thể? Đây là hình ảnh nàng cùng người khác đối chiến, chính ngươi xem đi." Lão giả nói xong ném qua một ngọc tinh ghi chép. Bạch Diệp trưởng lão vội vàng mở ra, nhìn xuống ngay sau đó nhìn thấy bạch nguyễn khanh tay cầm trưởng kiếm một chiêu một cái giết đến đệ tử hạch tâm đều nghi ngờ nhân sinh cháu gái của mình lặp đi lặp lại chỉ có hai chiêu một cái là dơ kiếm một cái khác là vứt kiếm chỉ cần bị đánh trúng đầu nhất định rơi trên mặt đất hai chiêu này ảo diệu vô song học ai là là tuyệt chiêu của hắn một bên đồng tử của bạch phong co rụt lại ai bạch diệp trưởng lão nhìn qua bạch phong vội vàng truyền âm Chiều giờ kiếm này, là ta rất biết điều thi triển ra, ta đặc biệt nghiên cứu qua, còn cùng tiểu thư giảng giải. Chỉ là không nghĩ tới, nàng dùng so với ta hiểu càng thêm huyền diệu, cảm giác, cảm giác. Cảm giác cái gì? Cảm giác hình như là ta rất biết điều tự thân thi triển. Bạch Phong nói, ta rất biết điều sự tích này, toàn bộ lăng vân kiếm các không ai không biết không người không biết, dù Bạch Diệp trưởng lão bị thương ở nhà. Nhưng cháu gái liên tục bị chặt hai lần, lão bộc cũng bị chém giết một lần, sớm đã biết. Có thể là nhân vật tuyệt đỉnh lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, thân là một trong Tam đại trưởng lão, sao có thể không chú ý? Giờ phút này, cháu gái thi triển ra kiếm chiêu, vậy mà giống như hắn. Người ý tứ, có khả năng ta rất biết điều tự mình truyền thụ kiếm pháp cho Nguyễn Khanh, sau đó, nàng mới khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm. Đồng tử co rụt, Bạch Diệp trưởng lão phản ứng lại. Không giải thích như vậy, bây giờ không có lý do khác. Vâng. Bạch Phong gật đầu. Toàn bộ tông môn đều đang tìm ta rất biết điều nhưng hắn truyền thụ nguyễn khanh kiếm pháp mượn tay nàng khiêu chiến hạch tâm có ý tứ có ý tứ bạch diệp trưởng lão cười khổ lần nữa nhìn qua ngươi nói tên này sẽ là ai ta không rõ ràng bạch phong lắc đầu lời mới nói một nửa đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía lão gia bờ môi không tự chủ được run rẩy lão gia chẳng lẽ nghi ngờ là trương huyền trừ hắn bạch diệp trưởng lão gật đầu còn có thể là ai cái này nghe được lão gia xác nhận, Bạch Phong nói không ra lời. Vừa nghĩ như thế mà nói, quả thực hoàn toàn phù hợp. Tiểu thư rõ ràng đi qua tìm phiền toái, kết quả lại cam tâm tình nguyện phối hợp Trương Huyền diễn kịch, sau khi trở về, liền học được kiếm thuật của ta rất biết điều, ngang dọc hạch tâm, không người có thể địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị Trương Huyền này còn lấy ra dược vật có thể cứu chữa lão gia. Đi vào Lăng Vân kiếm cát, không đến một ngày, mà trong ngày này, có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, có người khiêu chiến toàn bộ nội môn suy nghĩ kỹ một chút tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía đối phương không thừa nhận cũng không được trước không vội làm ẩm lên có phải là hắn hay không còn cần đi dò xét bạch diệp trưởng lão truyền âm ta tự mình đi vâng lão gia bạch phong gật đầu hai người giao lưu đều là truyền âm bởi vậy lão già đối diện không hiểu rõ tình hình các ngươi không muốn quản thấy hai người này một mực truyền âm không để ý tới mình lão già càng giận đương nhiên phải xen vào chúng ta trước đi qua nhìn một chút bạch diệp trưởng lão gọi bạch phong một tiếng người sau lấy tới hai thông thần ngọc phù của đệ tử hạch tâm tinh thần khẽ động đồng thời đi vào thông thần điện trưởng lão hạch tâm đi vào thông thần điện của đệ tử hạch tâm cũng giống như đám người mộc trưởng lão dùng tới ngụy trang người ngoài nhìn không ra lúc này địa phương giao đấu đã đổi đến trước đài công khai tỷ thí đệ tử hạch tâm cũng nhận được tin tức tích tụ càng ngày càng nhiều dưới đài đã có vài chục vị lại thêm trưởng lão lặng lẽ tới quan sát ai cũng không biết cụ thể là ai giờ phút này bạch nguyễn khanh đang cùng mặc hương vân xếp hạng thứ năm giao đấu mặc hương vân giống như nàng cũng là nữ đệ tử chẳng qua dung mạo hơi kém một chút lôi thôi lách thách cả người thân hình cao lớn so với nam sĩ bình thường còn uy mãnh hơn không nghe được tên sẽ cho là nam không chỉ dung mạo như vậy chiêu số cũng có chút tương tự nam sĩ kiếm pháp đại khai đại hợp cho người ta một loại uy hiếp giống như diều đục bắt đầu đi hai bên đứng vững mặc hương vân chẳng muốn phí lời thân thể giống như xe tăng nghiền ép cùng thời khắc đó trường kiếm trong tay điên cuồng chém tới kiếm của nàng không giống bình thường dài chừng bảy thước không biết nặng bao nhiêu vừa rơi xuống không khí phát ra âm bạo tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt bạch nguyễn khanh không dám đón đỡ trường kiếm trong tay quét ngang chặn lại chiêu thứ nhất đồng thời lật tay phá không mà ra thẳng tắp bắn tới đối phương hiện tại nàng mạnh nhất chính là hai chiêu này chiêu số khác đến loại cảnh giới của năm vị trí đầu tiện tay liền có thể ngăn cản thậm chí còn có thể bởi vậy rơi vào bị động bởi vậy trực tiếp sử dụng không dám bảo lưu ha ha chiêu này vô dụng với ta trường kiếm trong tay mặc hương vân bỗng nhiên nâng lên leng keng phi kiếm liền bị cản lại bạch nguyễn khanh nhanh chóng lui về phía sau miệng lớn thờ hổn hển không hồ là cường giả năm vị trí đầu mỗi một cái đều có tuyệt chiêu thuộc về mình không phải nàng học chút gia lông liền có thể đánh bại huống chi đối phương còn nhìn nàng giao chiến sớm có đề phòng có dám ở đây chờ ta một hồi ta một lát nữa cùng ngươi đại chiến hay không biết hai chiêu này không đủ để đánh bại đối phương bạch nguyễn khanh dừng lại một chút nói được mặc hương vân gật đầu trước đó đối phương cũng từng có loại kinh nghiệm này vài phút mà thôi chờ được ôm quyền không người bạch nguyễn khanh biến mất ở trên đài tỷ thí sau một khắc lần nữa trở lại tiểu viện hiểu thiên sư đệ nhanh truyền thụ cho ta hai chiêu Vừa ra cửa phòng liền hô lên, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người, vẻ mặt xấu hổ, sư thúc xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, chính là Trương Huyền. Tu vi thành công tấn cấp đến Hư Tiên cảnh đỉnh phong, thuận lợi xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhíu mày, nữ nhân này làm sao chạy đến nhà mình? Hơn nữa còn để Thiện Hiểu thiên truyền thụ nàng kiếm thuật. Ta dùng kiếm pháp sư thúc truyền thụ, ở Thông Thần điện hạch tâm cùng người so kiếm. Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt, nói rõ chi tiết sự tình một lần. nghe nàng nói xong, trương huyền nhìn qua, có đánh cược hay không? không có. bạch nguyễn khanh mê man, lắc đầu. ta đang nói, dùng kiếm chiêu ngươi truyền thụ cho cùng người tỷ thí, ngươi hỏi ta đánh cược? cái quỷ gì? không có đánh cược, có gì có thể so? trương huyền chỉ tiếc mài sắt không thành thép. vốn nghĩ tìm cơ hội đi vào hạch tâm, làm thịt một bút. cái tên này ngược lại tốt, thậm chí ngay cả cược cũng không đánh. còn có thể vui vẻ vui đùa sao? thấy biểu tình này, ra mặt Bạch Nguyễn Khanh run rẩy. Từ trước đến nay, đều cho rằng ta rất biết điều rất biết điều, thật là cao nhân, xem danh lợi như mây trôi. Náo loạn nửa ngày, tham tiền như vậy. Ta tỉ thí, chỉ là vì nghiệm chứng kiếm pháp, làm sao tới trong miệng ngươi, lại thành đoạt tiền. Đường đường cháu gái trưởng lão, cần đoạt tiền. Còn có thông thần ngọc Phủ hạch tâm không? Cho ta một cái, ta đi qua khiêu chiến một chút. Đúng, đệ tử hạch tâm, có phải từng cái đều rất có tiền hay không? không để ý tới đối phương buồn bực trương huyền hỏi vẫn là sớm hỏi rõ ràng tốt hơn vâng bạch nguyễn khanh che chán làm đệ tử hạch tâm của lăng vân kiếm cáp tu vi kém cỏi nhất cũng đạt đến hư tiên cảnh mức độ sung túc khẳng định không phải đệ tử nội môn có thể so sánh được vậy là tốt rồi thông thần ngọc phù đâu trương huyền đưa tay thông thần điện của đệ tử hạch tâm yêu cầu thấp nhất là hư tiên cảnh sơ kỳ nói cách khác không đến các bậc này là không vào được thấy hắn muốn ngọc phù, Bạch Nguyễn Khanh do dự một chút. Tu vi của đối phương, hơn hai canh giờ trước mới pha toái hư không đỉnh phong, mà muốn đi vào thông thần điện của đệ tử Hạch Tâm, cần hư tiên cảnh sơ kỳ, rõ ràng còn chưa đủ. Không có việc gì, ta đã đột phá. Khí tức trong người Trương Huyền bừng lên. Hư tiên cảnh. Đỉnh phong. Bạch Nguyễn Khanh thiếu chút nữa ngất đi. Thời điểm phong lão chặn đường, thật giống như là phá toái hư không đỉnh phong A. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, liền biến thành hư tiên cảnh đỉnh phong, tăng lên chọn một đại cấp bậc. Làm sao làm được? Cắn thuốc cũng không có nhanh như vậy. Thiếu gia uy vũ. Một bên con mắt tào thành lập sáng lên, thiện hiểu thiên cũng siết chặt nắm đấm. Sớm biết thiếu gia rất mạnh, thật không nghĩ đến, mạnh đến loại tình trạng này. Thiếu gia, tiến bộ nhanh như vậy, kiếm pháp cũng cao minh, nhất định có thể đánh bại hai hàng ta rất biết điều kia. Kích động một hồi, Tào Thành Lập nói. Hắn một mực nghe nói vị ta rất biết điều kia lợi hại bao nhiêu, nhưng lợi hại hơn nữa lợi hại qua thiếu ra sao ngắn ngủi không tới một ngày từ phá toái hư không đỉnh phong tấn cấp đến hư tiên cảnh đỉnh phong lăng vân kiếm cát cũng không có tồn tại cường đại như vậy đùng vừa cảm xúc hết đột nhiên cảm thấy trên mặt tê dần lại bị đánh quay hai vòng vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy thiếu ra mặt đen như đáy nồi vừa rồi ta nhìn thấy ngươi sau khi vào cửa dùng chân phải phá hủy quy củ của ta cho nên đánh chân trái làm hư quy củ chân phải cũng hư con mắt tối sầm lại, tao thành lập suýt chút nữa khóc. Chân trái không thể vào cửa, chân phải cũng không thể vào, cái này còn làm sao vào cửa? Đi thôi. Không thèm để ý sơn tặc trong đầu đều là nữ nhân, không nghĩ chính sự, Trương Huyền cùng Bạch Nguyễn Khanh về đến phòng, ngón tay điểm một cái, huyết dịch đi vào ngọc phù, ý thức tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc đi tới thông thần điện của đệ tử Hạch Tâm. Lần trước kêu ta rất biết điều, huyền náo động tĩnh rất lớn, Lăng Vân kiếm các khẳng định tra xét, cái tên này lại không có thể sử dụng đứng tại chỗ dừng lại một chút trương huyền suy nghĩ ta rất biết điều một người khiêu chiến toàn bộ nội môn huyên náo người ngã ngựa đổ tên này khẳng định không thể lại xuất hiện bởi vậy nhất định phải nghĩ ngoại hiệu mới mới được ngoại hiệu không dễ lấy biết điều không thể dùng xem ra chỉ có thể mượn ưu thế của bản thân ta dầu dĩ một hồi không biết nên lấy tên gì tốt một lát sau làm ra quyết định liền kêu ta rất tuấn tú tuy không có điệu thấp như vậy nhưng cũng ăn ngay nói thật không tính nói dối thỏa mãn gật đầu cái tên ta rất biết điều này, hắn là hài lòng nhất, hoàn mỹ biểu đạt tâm lý cùng nguyện vọng của hắn, chẳng qua cái ta rất tuấn tú này cũng phù hợp khí chất, xem như nói còn nghe được. Bạch Nguyễn Khanh nhìn thấy hắn lấy ngoại hiệu, lần nữa che chán. Đại ca, có thể lấy tên êm tai một ít, khiêm tốn một ít sao? Có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không? Vẻ mặt xấu hổ đi vào thông thần điện, đi tới địa phương tỉ thí. Hiện tại ta đang cùng mặc hương vân tỉ thí, nên làm cái gì? Vừa đi, Bạch Nguyễn Khanh một bên truyền âm, cái gì cũng không có học liền trở lại, khẳng định không phải là đối thủ. Rất đơn giản, đánh cược với đối phương, thua, tất cả kiếm các tệ đều thua ngươi. Sau đó ta chỉ điểm ngươi làm sao thi triển kiếm pháp, từ đó chiến thắng. Trương Huyền truyền âm qua. Chỉ điểm. Lúc tỷ đấu chỉ điểm. Khói miệng Bạch Nguyễn Khanh co giật. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, lúc này chỉ điểm. Đã chậm. Siêu cấp cao thủ như Gia Gia, cũng không dám làm như vậy. Ngươi xác định làm như vậy. Ta sẽ không bị giết. Bốn giết không sao, dù sao bản thân cũng chết không ít, nhưng đánh cược thua sẽ nghèo rớt mồng tơi. Không sai, Trương Huyền gật đầu, đi đi, sẽ không thua. Được rồi, cũng không biết nghe đối phương là đúng hay sai, Bạch Nguyễn Khanh đành phải cắn răng, nhấc chân đi trở về đài tỷ thí. Đã trở về, vậy thì tiếp tục. Mặc Hương, Vân gật đầu, trường kiếm trong tay lần nữa phát ra thanh âm nghẹn ngào. Trước không vội, thấy sư thúc dưới đài ánh mắt kiên định, bạch nguyễn khanh cắn chặt bờ môi đã tỉ thí ta muốn đánh cược đánh cược mặc hương vân nhíu mày không sai chính là ta thắng tất cả kiếm các tệ ngươi trên người đều thua ta ta thua tất cả kiếm các tệ trên người ta đều cho ngươi vẻ mặt bạch nguyễn khanh đỏ hồng tuy sư thúc nói không dám vi phạm nhưng thật nói ra ngượng ngùng cược tất cả tiền con mắt mặc hương vân trợn tròn ngươi là muốn ăn cướp ừm bạch nguyễn khanh gật đầu xem như thế đi Tôn nữ của ngươi? Đây là thiếu tiền thiếu điên rồi sao? Vị lão giả đi cùng Bạch Diệp trưởng lão kia, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Ây, Bạch Diệp trưởng lão cũng ngây người. Tỷ thí đánh bạc còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Đây thật cháu gái nghe lời, có hiếu tâm của mình. Khóe miệng Bạch Phong run rẩy, hận không thể có khe đất chui vào. "Lão gia, một trong Lăng Vân kiếm các Tam đại trưởng lão, khống chế quyền thế mạnh mẽ, toàn bộ đại lục cũng tên tuổi lẫy lừng, ngươi là thiếu ăn hay thiếu tiền dùng?" nhất định phải cùng người khác đánh bạc. Quan trọng là loại giao đấu ăn cướp này. Vừa rồi thắng không nổi mặc hương vân, lần này ra ngoài, không đến 2 phút đồng hồ, hẳn cũng thắng không nổi. Biết rõ thắng không nổi, vẫn còn đánh cược như vậy, chẳng lẽ Bạch Nguyễn Khanh điên rồi? Điên thì không đến mức, hẳn là cố ý nhục nhã mặc hương vân, để nàng tức giận. Có khả năng, hai bên chiến đấu, tâm lý cũng rất quan trọng, chỉ là... Tu Vi đi đến loại tình trạng như mặc hương vân sư tỷ, Tâm tính cũng rất cường đại, cá cược như vậy, căn bản không có cách chọc giận. Ý nghĩ khác biệt hai người Bạch Diệp Trưởng lão, những người khác hai mặt nhìn nhau. Cùng cấp bậc luận võ, tâm lý cũng rất quan trọng, chỉ bất quá, có thể trở thành năm vị trí đầu của Hạch Tâm, cái nào không thân kinh bách chiến. Chút khiêu khích ấy, nếu như hoảng loạn, sớm không biết thua bao nhiêu lần, không có khả năng một mực hùng cứ vị trí này được người khâm phục. Quả nhiên, giống như mọi người đoán, Mạc Hương Vân không những không tức giận, ngược lại lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm. Ngươi muốn cướp tiền ta, vậy thì tốt, ta đáp ứng, ta cũng cướp tiền ngươi, hai bên công bằng đấu. Được. Vẻ mặt Bạch Nguyễn Khanh đỏ lên, xấu hổ muốn chết. Mặc dù nàng tùy tiện, tính tình ngay thẳng, cũng chịu không được loại hành vi mất mặt này. Vốn chỉ là muốn thí nghiệm kiếm pháp, nhìn xem có uy lực bao lớn, kết quả, sư thúc tới liền biến chất, trở nên giống như đánh lôi đài kiếm tiền. May mắn ở thông thần điện tỉ thí, ra ra không biết, nếu không trở về khẳng định sẽ bị đánh đòn. Bất quá việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi chỉ có thể kiên trì lên vậy bắt đầu đi mạc hương vân hử lạnh một tiếng trường kiếm đại khai đại hợp lần nữa bổ tới giống như chiêu số vừa rồi uy lực đồng dạng bạch nguyễn khanh cắn răng vừa muốn thi triển dơ kiếm ngăn cản liền cảm thấy lỗ tai khẽ động một truyền âm vang lên vứt kiếm nói chuyện chính là sư thúc cái này lông mày nhảy dựng thân thể bạch nguyễn khanh cứng đờ đại kiếm của mạc hương vân xen lẫn tiếng sấm bổ tới lập tức liền rơi vào đỉnh đầu, lúc này không ngăn cản, mà đi vứt kiếm. Một khi không đánh chúng, bản thân hẳn phải chết. Dù sao một khi trường kiếm rời tay, chẳng khác nào không còn bất kỳ phòng ngự, trần trụi hiện ra ở trước mặt đối thủ. Nhanh lên một chút, đang dầu dĩ, âm thanh của sư thúc tiếp tục vang lên. Mặc kệ, nghĩ tới vị này ở nội môn sáng lập kỳ tích, phong lão cũng bị một chiêu chém giết, bạch Nguyễn Khanh cắn chặt răng ngà, không đi quản đại kiếm sắp rơi vào trên mặt, cổ tay rung lên. Hô, trường kiếm rời khỏi tay ừm mặc hương vân cũng không nghĩ tới đối phương không đi ngăn cản vốn cho rằng nhất định có thể đánh chết tại chỗ đầu tê dần ngay sau đó nhìn thấy trên đầu cắm một thanh trường kiếm vèo trường kiếm trong tay nàng vừa tới địa phương cách bạch nguyễn khanh chưa tới một chỉ thân thể liền hóa thành quang ảnh biến mất tại nguyên chỗ chỉ kém một tia nguy hiểm thật bạch nguyễn khanh ngây người còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghĩ tới sư thúc tính toán tinh xác như vậy trước đó đồng dạng hai chiêu, không cách nào chiến thắng, chỉ điểm chút, một chiêu liền thành công. Nắm giữ kiếm thuật tuyệt thế, nắm giữ thời cơ chiến đấu tinh diệu. Giống như sư thúc cùng nàng giao chiến, kiếm chiêu bình thường nhất, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thắng. Mặc hương vân thua như thế. Lực khống chế thật chính xác, thoạt nhìn lưỡng bại câu thương, trên thực tế kém một tia. Một tia này, chính là mấu chốt chiến thắng, lúc nào Bạch Nguyễn Khanh trở nên lợi hại như vậy. Dưới đài lần nữa huyên náo tất cả mọi người là cao thủ đối với kiếm thuật đều có lực khống chế cực mạnh có thể ở dưới tình huống tu vi hai bên không kém nhiều một đòn chém giết phần tâm trí này phần khống chế lực lượng chính xác kia để cho người ta khó có thể tin công kích của nàng đại khai đại hợp thời điểm tấn công hung mãnh nhất cũng là lúc phòng ngự yếu nhất lúc này là cơ hội tốt nhất tốt tiếp tục khiêu chiến hạng tư đừng quên đánh cược tiêu hóa thành quả vừa rồi trong tai vang lên sư thúc truyền âm ừm trong lòng lên tiếng bạch nguyễn khanh nhìn quanh một vòng nhìn về phía một thanh niên đang xem náo nhiệt hồ sư huynh đến phiên ngươi hạch tâm thứ tư hồ thần biết một khi nữ nhân này chiến thắng khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến mấy người xếp hạng trước đều không có sử dụng ngoại hiệu mà dùng tên thật hồ thần tung người nhảy lên đài tỷ thí nắm đấm đánh tới trên mặt không có khả năng từ chối giống như vừa rồi ta nguyện ý dùng tất cả kiếm các tệ trên người làm tiền đặt cược không biết hồ sư huynh có nguyện ý hay không bạch nguyễn khanh nói như ngươi mong muốn hồ thần gật đầu bắt đầu hừ nhẹ một tiếng hai bên đứng vào vị trí từng người lấy ra trường kiếm bạch nguyễn khanh vừa định thi triển công kích bên tai vang lên thanh âm của sư thúc lui về phía sau bảy bước vứt kiếm về phía bên trái lui về phía sau vứt kiếm bạch nguyễn khanh không hiểu ra sao trước mắt hồ thần còn không có động đậy tựa hồ ấp ủ chiêu số gì không có chiêu số liền để ta lui về phía sau vứt kiếm đây không phải tìm thua ư Tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng sư thúc có lệnh, nàng không dám làm trái, bỗng nhiên lui về phía sau. Hô! Ngay trong nháy mắt nàng lui, hồ thần không biết dùng chiêu số gì, thật giống trực tiếp biến mất. Là Quỷ kiếm bộ. Dưới đài vẻ mặt bạch diệp trưởng lão nghiêm túc, "Quỷ kiếm bộ? 800 năm trước vị kỳ tài quỷ kiếm kia, sáng lập ra phương pháp quỷ kiếm." Lão giả cách đó không xa giật mình, "Chiêu này, lúc trước danh chấn thiên hạ." nhưng mấy trăm năm qua không người có thể luyện thành chẳng lẽ hồ thần thành công hẳn là luyện thành nếu không không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn từ chỗ nào biến mất lại từ đâu xuất hiện bạch diệp trưởng lão nói quỷ kiếm giống như quỷ mị dùng đánh lén ám sát làm chủ mặc dù bị không ít cường giả khinh thường nhưng thực sự rất mạnh mẽ lão giả cảm xúc một tiếng tôn nữ của ngươi đoán chừng phải thua ừm bạch diệp trưởng lão gật đầu mặc dù bạch nguyễn khanh nhìn ra chiêu này của đối phương mạnh mẽ sớm lui về phía sau nhưng quỷ kiếm bộ cường đại nhất ở chỗ tựa như quỷ mị thân hình cũng không thể phát hiện còn chiến đấu thế nào chờ ngươi thật phát hiện đối phương khả năng đã chết chiêu này trong cùng cấp bậc có thể nói hầu như khó giải lúc trước ba hạng đầu có thể chiến thắng là sớm thi triển ra kiếm chiêu áp chế hắn mà cháu gái hắn vừa học hai chiêu kiếm pháp một cái quét ngang một cái vứt kiếm tựa hồ không có tác dụng quá lớn trong tiếng nghị luận bạch nguyễn khanh lui về sau bảy bước vẫn không thấy nhân ảnh của đối phương có điều lúc này không quản được nhiều như vậy cắn răng một cái dựa theo sư thúc nói bỗng nhiên cầm trường kiếm trong tay ném qua bên trái hô kiếm như sao băng lông mày bạch diệp trưởng lão nhảy dựng tuy biết tỷ lệ cháu gái chiến thắng rất nhỏ nhưng không có nhìn thấy người liền ném kiếm đi quá trò đùa ngay thời điểm hắn cho rằng lần này nhất định thua không thể nghi ngờ không khí trước mắt vặn vẹo một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trên con đường trường kiếm phi hành chết hồ thần quát to một tiếng trường kiếm đâm ra lời còn chưa dứt mắt tối sầm lại một thanh trường kiếm xuất hiện ở trên đầu bà mẹ nó kêu thảm một tiếng thi thể ngã trên mặt đất hóa thành điểm sáng đầy trời bốn phía lặng ngắt như tờ lại một chiêu chết luôn đây chính là hồ thần xếp hạng thứ tư quỷ kiếm bộ vô cùng đáng sợ trước ba gặp được cũng đau đầu một chiêu miểu sát có cần ác như vậy hay không ta thắng. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Bạch Nguyễn Khanh giật nảy mình. Vốn cho rằng hẳn phải chết, không nghĩ tới nghiêm ngặt dựa theo sư thúc nói, nhẹ nhõm chiến thắng. Vị sư thúc tuổi tác còn nhỏ hơn mình kia, giống như có thể sớm dự báo chiêu số của đối phương, sớm chuẩn bị, từ đó nhất kích tất sát. Lưu sư tỷ tới phiên ngươi. Liên tục hai lần đều nhẹ nhõm thành công, Bạch Nguyễn Khanh lòng tin đại tăng, nhìn về phía một cô gái nói. Đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ ba Lưu Ngọc Liên, Dung mạo của Lưu Ngọc Liên cực kỳ mỹ lệ, so với Bạch Nguyễn Khanh cũng không kém chút nào, hơn nữa mang theo vẻ đẹp cổ điển, cho người ta một loại cảm giác mềm yếu thẹn thùng. Dung mạo như vậy, nhưng người tới giao thủ qua đều biết, kiếm pháp của nàng cường đại cỡ nào. Trường kiếm thi triển ra, kín không kẽ hở, có thể xưng phòng ngự vô địch, lúc trước quỷ kiếm bộ hồ thần liên tục mấy lần cũng không phá nổi phòng ngự, cuối cùng bị tìm được cơ hội đánh bại. Lưu Ngọc Liên nhảy lên đài tỷ thí, Liên Diệp kiếm pháp của sư tỷ, nước nhỏ không ướt, Ta đã sớm muốn lĩnh giáo." Bạch Nguyễn Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng. "Lá sen, nổi trên mặt nước mà không dính nước, kèm theo khí khái, tuyệt chiêu của Lưu Ngọc Liên Liên Diệp Kiếm Pháp, chính là dùng ý cảnh này tu luyện thành. Khách khí, nếu sư muội có thể phá vỡ chiêu kiếm pháp này của ta, ta chủ động nhận thua, kiếm các tệ trên người đều cho ngươi." Lưu Ngọc Liên gật đầu. Biết đối phương khẳng định sẽ đánh cược, chờ bị động, còn không bằng sớm nói ra. "Đa tạ sư tỷ." Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt, gật đầu. Ai, sau lần tỉ thí này, đoán chừng danh dự của nàng cũng triệt để xấu. Nàng vốn rất đơn thuần, chỉ là khiêu chiến hạch tâm, tranh thủ xếp hạng cao hơn, hiện tại ở trong mắt người khác, đã biến thành đánh cược, ăn cướp. Quả nhiên danh dự khó có thể duy trì. Muốn phá hoại, một phút đồng hồ cũng không cần. Bắt đầu đi. Lưu Ngọc Liên cũng không nhiều lời, bàn tay lắc một cái, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện vô số kiếm hoa, từng đóa từng đóa chậm chạp nở rộ, tựa như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm liên diệp kiếm pháp. Tu luyện tới đại thành, kiếm khí diễn sinh ra hoa sen, ảo diệu vô tận. Nhìn thấy kiếm pháp trước mắt, Bạch Nguyễn Khanh chỉ cảm thấy da đầu run lên, không biết chiến đấu thế nào. Kiếm khí của đối phương tầng tầng lớp lớp, không biết mạnh mẽ ra sao, cũng không biết sâu dày. Căn bản không nhìn thấy phần cuối, một khi chiêu số phạm sai lầm, rất dễ dàng rơi vào trong đó, lại không cách nào rời khỏi. Vứt kiếm, ngay thời điểm nàng không biết nên chiến đấu thế nào, làm sao phá giải kiếm chiêu này, bên tai vang lên âm thanh của sư thúc. Lần này không trần trời chút nào, trường kiếm trong tay thẳng tắp bắn ra ngoài. Phốc, hoa sen cùng lá sen đồng thời biến mất, trên đầu Lưu Ngọc Liên ghi một thanh trường kiếm, đôi mi thanh tú trừng tròn xoe, mặt khó tin, thi thể nặng nề té ngã trên đất. Hạch tâm thứ ba, thua. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đây thật là tôn nữ của người, không phải người khác ngụy trang dưới đài yên tĩnh, tất cả mọi người sợ tới mức nói không ra lời. Lão giả cũng kìm nén không được, nhìn về phía Bạch Diệp trưởng lão. Tình huống của Bạch Nguyễn Khanh, hắn đã biết rất sớm, coi như học tập hai chiêu kiếm pháp mới, cũng không đến mức mạnh như vậy. Lưu Ngọc Liên cũng bị một kiếm bể đầu. Chẳng phải cho thấy, cô bé này, đã có năng lực hạch tâm trước ba. Mỗi một lần trước ba, ở trong lịch sử toàn bộ lăng vân kiếm cát, cũng là tên tuổi lẫy lừng. Từ thứ 17, một đường giết tới, nửa giờ cũng chưa tới, Hình như là vậy, Bạch Diệp trưởng lão cũng có chút phát điên. Tuy đoán ra cháu gái khả năng đạt được ta rất biết điều truyền thụ, nhưng dựa vào hai chiêu, một hơi giết tới trước ba, vẫn khó có thể tin. Sau khi Lưu Ngọc Liên bị đánh bại, đệ tử Hạch Tâm xếp hạng thứ hai chủ động đi tới. Thực lực của hắn không kém Lưu Ngọc Liên nhiều, ở dưới Trương Huyền chỉ điểm, đồng dạng một chiêu bị đâm trúng đầu, bỏ mình tại chỗ. Hạch Tâm hạng nhất, gọi Hà Tĩnh Hiên là cháu trai ruột của đệ nhất trưởng lão Hà Thiên tỷ thí lần này hẳn là tranh đoạt hạch tâm đệ nhất. Coi như Bạch Nguyễn Khanh ở trong thông thần điện đạt được thứ nhất, thực lực chân chính cũng không phải đệ nhất, dù sao ở đây là đẻ thấp tu vi. Trên thực tế Hà Tĩnh Hiên nghe nói đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên quân cảnh, cũng chỉ kém một bước. Bạch Nguyễn Khanh cũng đạt tới chân tiên cảnh, chỉ cần trên kiếm pháp có thể vượt qua Hà Tĩnh Hiên cùng cấp bậc, dựa vào thân phận của Bạch Diệp trưởng lão, trong ngắn hạn tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh đỉnh phong, không khó lắm cùng cấp bậc đột phá, so với vượt qua cấp bậc dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy Hà Tĩnh Hiên đại biểu chiến lực mạnh nhất hạch tâm đi đến đài tỷ thí, mọi người đều hạ giọng. Nếu như vị này lại thua, toàn bộ hạch tâm, tương đương với bị một người xuyên qua, toàn quân bị diệt. Ta đồng dạng cùng ngươi cược, không bị thất bại phía trước ảnh hưởng, Hà Tĩnh Hiên nhàn nhạt nhìn qua. Đa tạ Hà Sư Huynh. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu, trường kiếm trong tay quét ngang, bắt đầu đi. Ừm, hà tĩnh hiên hít sâu một hơi kiếm chiêu lay động đi đầu cất bước tới bộ pháp của hắn không nhanh kiếm chiêu thoạt nhìn không có bất kỳ hoa tiếu gì lại cho người ta một loại cảm giác như phong tựa bế thật giống như đối mặt với một huyền quy bất kể đâm như thế nào cũng không phá chém không ra là linh quy kiếm pháp có người nhận ra được linh quy kiếm pháp chỉ ở phòng thủ xem ra hà sư huynh cũng có chút kiêng kỵ phi kiếm của đối phương không kiêng kỵ không được lệ vô hư phát một khi ra tay liền bị đâm trúng đầu ai chống đỡ được này cũng phải dù sao ta gặp chỉ có một con đường chết nghị luận ầm ĩ tuy là linh quy kiếm pháp ý nghĩa phòng thủ nhưng không ai nói hà tĩnh hiên yếu ớt ngược lại đều cho rằng chiêu này dùng vô cùng tốt cùng người chiến đấu mặt mũi mặt mũi là thứ yếu chỉ có chiến thắng mới có tôn nghiêm vì mặt mũi vừa ra tay liền tấn công ngược lại rất dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm cuối cùng chỉ có một con đường bị thua nhìn thấy kiếm pháp của đối phương như rùa đen không có cách nào công kích, Bạch Nguyễn Khanh lo lắng. Không biết làm sao công kích, còn làm sao chiến thắng. Đang dầu dĩ, bên tai lần nữa vang lên âm thanh của sư thúc, ngươi giết qua rùa đen chưa? Cái này, Bạch Nguyễn Khanh không có trả lời. Tuy nàng chưa từng giết rùa, lại nghe người khác nói qua. Cần dùng đồ ăn, đi thu hút đối phương, để đầu nó lộ ra, sau đó nghĩ biện pháp động thủ, giải quyết dứt khoát. Âm thanh sư thúc tiếp tục nói, loại tình huống trước mắt này cũng như vậy đối phương muốn thắng ngươi phải chủ động xuất kích cho nên phải dùng bản thân đi thu hút đối phương một khi tấn công cũng là lúc công kích ngươi tốt nhất đạo lý ta đã dạy ngươi có thể chiến thắng hay không liền nhìn chính ngươi vâng bạch nguyễn khanh giật mình trong mắt tràn đầy biết ơn nàng biết đây là sư thúc cho tôi luyện chiến thắng thế nào đã nói nếu như còn không làm được coi như tranh xuống thứ nhất sớm muộn cũng sẽ bị người khác đoạt lại mà chỉ cần thành công bất luận kiếm thuật hay tâm lý đều sẽ có chất bay vọt chân chính làm được không người có thể đối kháng giống như kiếm pháp của tây môn suy tuyết so ra kém diệp cô thành tuy mạnh mẽ cũng không coi là thứ nhất nhưng sau khi giết diệp cô thành tâm tính thay đổi kèm theo thời gian trôi qua chân chân chính chính thành một đời kiếm thần vô địch thiên hạ nàng gặp phải chính là loại tình huống này sư thúc một mực chỉ điểm coi như chiến thắng trong lòng cũng có ỷ lại cho rằng không phải dựa vào bản lĩnh của mình chiến thắng nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi thuộc về mình xác định nội tâm xác định kiếm pháp của mình vèo biết sư thúc dụng tâm lương khổ bạch nguyễn khanh lại không phí lời thẳng tắp vọt tới hà tĩnh hiên đây là dùng thân cho kiếm ăn đồng tử bạch diệp trưởng lão co rụt lại trương huyền có thể nhìn ra hà tĩnh hiên thiếu hụt là một trong tam đại trưởng lão đương nhiên cũng có thể rõ ràng chỉ là không nghĩ tới cháu gái mình quả quyết như vậy trực tiếp xông tới tương đương với dùng bản thân làm mồi nhử hơi không cẩn thận sẽ bị chém giết trước đó ta cảm thấy Tôn nữ của ngươi có thể chiến thắng, dựa vào là học tập chiêu kiếm pháp kia, coi như trở thành trước ba, cũng không tính thực lực chân chính, mà bây giờ, ta cảm thấy bản thân nhìn lầm. Cách đó không xa lão giả cười khổ. Đối phương từ người thứ 16 khiêu chiến, liên tục nhiều lần đều dùng hai chiêu, không phải quét ngang chính là vứt kiếm, không có bất kỳ kỹ thuật gì, coi như thu hoạch được thứ nhất cũng sẽ không đạt được bản thân công nhận. Mà hiện tại, nhìn ra đối phương thiếu hụt dùng thân cho kiếm ăn không sợ tử vong chỉ bằng vào điểm ấy đủ để chứng minh lý giải đối với kiếm đạo đạt đến tình trạng cao thâm hơn mà không phải kiếm chiêu mạnh mẽ đơn thuần hô hô hai người nói chuyện phiếm cảnh tượng trên đài phát sinh biến hóa hà tĩnh hiên dường như biết mục đích của đối phương vẫn không có tấn công mà chậm rãi lui về phía sau xem ra hắn cũng biết đối phương tìm cơ hội không cho bất kỳ khả năng đánh lén cái ứng đối này không tệ nhìn một màn này ở trong mắt trương huyền không khỏi gật đầu nói thật bạch nguyễn khanh làm không tệ hà tĩnh hiên đối diện cũng rất cường đại khó trách có thể trở thành thứ nhất tâm tính quả nhiên không tầm thường giờ phút này hắn giống như một thợ săn kiên nhẫn yên tĩnh canh giữ ở trong bụi cỏ chờ đợi thời cơ tốt nhất nhất kích tất sát đổi lại mình đối chiến khẳng định sẽ thi triển thủ đoạn bạo lực ép đối phương xuất hiện sơ hở sau đó tiến hành công kích mà công kích của bạch nguyễn khanh chưa tới chỉ có thể giống như đối phương kiên nhẫn chờ đợi hiện tại tỷ thí đã không phải kiếm pháp mà là ai kiên nhẫn tốt hơn liên tục thăm dò mười mấy chiêu bất kể như thế nào đối phương cũng không ra tay trước nội tâm của bạch nguyễn khanh xuất hiện nôn nóng nàng vốn không có quá nhiều kiên nhẫn hiện tại lại bị nhiều người nhìn như vậy đã có chút không tiếp thụ được đúng lúc này hà tĩnh hiên thấy nàng cảm xúc càng ngày càng không đúng mắt sáng rực lên đột nhiên động một cái trường kiếm bắn ra tựa như báo săn xuất kích bất động thì thôi khẽ động nhanh để cho người ta thấy không rõ Đến rồi." Bạch Nguyễn Khanh răng cắn chặt, trường kiếm trong tay bắn ra. Trong lòng hấp tấp là có, nhưng cũng nhớ sư thúc nói, chờ đợi đối phương ra vấn đề. Phốc, trường kiếm của đối phương đâm vào ngực, mà kiếm của nàng cũng rơi vào trên đầu Hà Tĩnh Hiên, trực tiếp xuyên qua. Lạch cạch. Hà Tĩnh Hiên, chết. Bạch Nguyễn Khanh, chết. Lại lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Vẫn là quá kém." Trương Huyền lắc đầu. Đã nói phương thức chiến đấu vốn cho rằng nữ nhân này có thể chiến thắng không nghĩ tới chỉ đánh hòa nhau thật sự là mất mặt may mắn không phải học sinh của hắn nếu không thật muốn một bàn tay đánh chết đáng tiếc vốn có thể quét sạch tiền của đối phương lần này hiển nhiên không có cơ hội không giống hắn buồn bực phía dưới một hồi yên lặng tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ nói không ra lời rất rõ ràng bạch nguyễn khanh có thể cùng hà tĩnh hiên bất phân thắng bại để cho bọn họ khó mà tin được chúc mừng ngươi có một cháu gái tốt nhìn thấy trên đài thân ảnh song phương giao chiến hóa thành điểm sáng biến mất lão giả nhịn không được ôm quyền ha ha là nàng gần đây khai ngộ bạch diệp trưởng lão vui vẻ cháu gái ruột có thể cùng hạch tâm thứ nhất chiến bình trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo là rất cường đại chỉ là hành động đánh cược để cho người ta thua sạch tất cả kiếm các tệ không tốt lắm truyền đi có hại uy danh của ngươi lão giả nói tỷ thí hiền an tâm tỷ thí còn muốn đánh bạc mất mặt ngươi là tam đại trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Các, cho cháu gái chút tiền không được sao, nàng làm như vậy, truyền đi, ngươi cũng không tiện nghe. Cái này, ta trở về sẽ hảo hảo giáo huấn nàng. Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Lão ra, trở về dạy dỗ chỉ sợ đã không kịp. Một bên Bạch Phong nói. Bạch Diệp trưởng lão sừng sốt một chút. Quả thực, trở về giáo huấn mà nói, chuyện này khẳng định đã truyền ra ngoài. Đến lúc đó, coi như cháu gái cùng đệ nhất đánh hòa nhau, cũng sẽ bị người chỉ trích hiện tại ta liền xử lý nghĩ đến cái này không do dự nữa tiến về phía trước một bước chư vị âm thanh vang vang ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tới vừa rồi bạch nguyễn khanh cùng chư vị đánh cược thắng được tất cả kiếm các tệ chỉ là lời nói đùa mục đích ở chỗ để các vị dùng hết toàn lực có thể thi triển ra chiêu số mạnh nhất từ đó bảo đảm giao đấu công chính bạch diệp trưởng lão cười nhạt một tiếng bởi vì là nói đùa cho nên tiền đặt cược vừa rồi coi như thôi mọi người không cần căng thẳng coi như thôi tiếng nói của hắn chưa dứt một âm thanh tràn đầy không vui vang lên ngươi nói coi như thôi liền coi như thôi ngươi cho rằng ngươi là ai bạch diệp trưởng lão nhướng mày quay đầu nhìn lại ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên đi tới ta là chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi cho rằng bạch nguyễn khanh là loại ý nghĩ này không biết ngươi là thấy hắn không nể mặt mũi như thế hơn nữa nổi giận đùng đùng bạch diệp trưởng lão vừa định nói ra thân phận của mình nhưng vẫn ngừng lại nghi ngờ hỏi hắn là trưởng lão tốt nhất đừng bại lộ thân phận nếu không thanh danh sẽ bị tổn thương tại hạ ta rất tuấn tú là bằng hữu tốt nhất của bạch nguyễn khanh ta nói chính là ý tứ của nàng trương huyền gật đầu đã đánh cược thì phải đưa tiền không muốn đưa tiền cũng được vậy thì nhìn kiếm của ta một chút có đáp ứng hay không thật vất vả kiếm tiền từ bỏ mở cái chuyện cười gì ai dám bảo ta từ bỏ nhìn ta không đánh chết ngươi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha